Xin lỗi Thường tiên sinh, bể bơi VIP đã có một vị hội viên VIP bao, ngài nếu muốn thì đằng sau vẫn còn, tôi dẫn Nghĩa đi. Nhân viên phục vụ cũng là người tiếp xúc nhiều, ở đây gần 2 năm nên biết người đến đây tiêu xài không giàu cũng có quyền, vị Thường tiên sinh này cũng không dễ chọc. Ít nhất y thấy giám đốc khu nghỉ dưỡng Hồ Vân Loa này đã có lần miễn phí cho Thường Xuân. Thường Xuân xa sầm mặt lại nói. Tôi uống nhiều nên không muốn đi, hồ này đi. Hồ bơi lớn như vậy, tôi không ngại ngâm cùng. Nếu bọn họ không muốn thì vậy để bọn họ ra đằng sau, tôi thanh toán cho họ. Bể bơi VIP có giá rất đắt, theo Thường Xuân thấy mình đã đủ mặt mũi. Y uống nhiều nên người mềm đi và muốn tìm nơi ngồi một chút, ngâm người cho giải rượu. Nhân viên phục vụ có chút khó xử. Mặc dù hồ bơi VIP cho 20 người cũng không sao, chủ yếu là do đối phương không muốn. Bể bơi này do bên trên trực tiếp gọi xuống nói vị Triệu tiên sinh là khách quen, chỉ là một năm nay ít đến Hồ Vân Loa, hơn nữa còn dẫn theo ba cô gái nên chắc không muốn người quấy rầy. Thấy nhân viên phục vụ chần chờ, Thường Xuân có chút tức giận. Dù là câu lạc bộ quốc tế Hồ Vân Loa này có lai lịch, sau lưng là tập đoàn Thiên Phu nhưng đó chỉ là công ty tư nhân mà thôi, sao dám chống đối mình. Thường Xuân đẩy nhân viên phục vụ ra rồi trầm giọng nói. Như vậy đi, anh không tiện vào nói thì tôi tự mình vào, có vấn đề gì thì tôi nói chuyện với chủ của anh. Nhân viên phục vụ cũng biết Thường Xuân uống nhiều nên dễ gây rối. Đây là điều câu lạc bộ không muốn thấy, y vội vàng nói. Thường tiên sinh, ngài chờ một chút, tôi vào nói chuyện với vị khách kia xem có được không. Ngài chờ một chút. Thường Xuân trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ rồi cố ngăn hơi men đang dâng lên. Được, tôi cho anh 5 phút, không 3 phút. Tôi còn có hai người bạn lập tức sẽ tới, đừng làm tôi mất mặt có biết không. Nhân viên phục vụ khẽ thở dài một tiếng ra hiệu một người khác dẫn Thường Xuân sang phòng bên nghỉ ngơi. Triệu Quốc Đống nằm trên ghế có chút kinh ngạc nhìn nhân viên phục vụ đang đầy lo lắng đi tới. Nơi này nếu không có hắn gọi thì nhân viên phục vụ sao có thể vào. Triệu Quốc Đống biết nhất định có chuyện gì, điều này làm cho Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Sao ở Hồ Vân Loa này cũng gặp chuyện này? Nghe xong nhân viên phục vụ nói, Triệu Quốc Đống có chút tức giận. Hắn dùng khăn tắm khoác bên hông đứng lên. Hắn muốn xem đối phương là ai. Hắn sớm gọi đặt bể bơi này, hơn nữa hắn đang dùng sao có khách không biết điều như vậy. Không phải không còn bể bơi khác mà. Bọn họ hoàn toàn có thể đi ra sau mà. Nếu như không phải chuyên môn nhằm vào mình thì đó là kẻ không biết lý lẽ. Tiểu Lý, tôi không phải không thể thương lượng nhưng sợ rằng Hồ Vân Loa có quy định mà. Tôi đặt vị trí còn phải để người khác cùng dùng thì tôi có phải cũng có thể tùy tiện dùng chung với người khác không? Vậy đặt trước có tác dụng gì? Hồ Vân Loa không muốn làm ăn nữa hả? Là giám đốc bảo anh nói như vậy sao? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Không, Triệu tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi. Tôi biết ngài quen giám đốc chúng tôi nhưng vị Thường tiên sinh này có lai lịch, giám đốc tôi cũng khá khách khí với y. Cho nên tôi mới mạo muội vào hỏi một câu, nếu ngài không muốn thì tôi ra nói với y mời bọn họ sang bể số 2. Xin lỗi Triệu tiên sinh. Nhân viên phục vụ vội vàng giải thích, nếu không phải vì biết giám đốc e ngại Thường tiên sinh kia thì y cũng không tự vào đây hỏi một câu. Nhưng đối phương đã từ chối thì mình cũng có thể ra giải thích mà. Hôm nay không tiện. Anh có thể ra nói với mấy vị khách kia mời bọn họ ra đằng sau, chi phí do tôi thanh toán. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Tiểu Lý mặt mày trở nên khó coi, lời này mình dám nói sao? Thường Xuân chờ một chút mà rất tức giận, y đang định đứng lên thì hai người bạn đã vào. Lão Thường, tắm ở đây ư, vậy anh còn chờ gì mà không vào? Xin lỗi ba vị, nơi này đã sớm có khách đặt, ba vị chỉ có thể sang bể VIP số 2 đằng sau, hay là tôi dẫn ba vị tới đó? Một nhân viên phục vụ khác cảm thấy hôm nay dễ có chuyện. Ba người này đều uống không ít, người bên trong cũng nóng tính. Người đứng giữa cười cười nhìn Thường Xuân. Lão Thường, xem ra anh ngồi đây chính là đợi người ta đi ra phải không? Chẳng may người ta bơi một hai tiếng thì chúng tôi làm sao? Tôi bảo waiter vào bố trí rồi, mời khách bên trong nhường một chút, hoặc là mọi người cùng bơi hoặc mời bọn họ ra sau, tôi thanh toán cho bọn họ. Thường Xuân có chút khó chịu nói. Có thể lập tức vào, chúng ta đều là người văn minh và biết làm theo quy định mà. Lúc này nhân viên phục vụ từ trong đã đi ra, Thường Xuân vừa nhìn là biết chuyện không thành nên rất tức giận. Xin lỗi Thường tiên sinh, thật sự xin lỗi. Do bọn họ có khách nữ nên không tiện. Thường tiên sinh, ngài xem hay là chúng tôi chuẩn bị bể VIP số 2 cho ngài có được không? Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình nói. Không cần,
chúng tôi muốn dùng bể bơi này. Chúng tôi cũng không bơi bao lâu, ngâm một chút cho tỉnh rượu mà thôi, cũng không phải không mặc quần áo hay đang thời phong kiến mà. Thường Xuân lớn tiếng nói. Cái này, Thường tiên sinh, đúng là xin lỗi, sợ rằng không tốt. Mọi người đều là khách của Hồ Vân Loa chúng tôi, ngài là khách quen nên mong ngài hiểu cho. Nhân viên phục vụ nói chuyện khá ngọt nhưng y cũng biết vị Thường tiên sinh này nóng tính sợ khó thuyết phục. Xem ra Thường Xuân này không u đơ mặt mũi, việc nhỏ này cũng không làm được. Lão Vi, Lão Xuân, xem ra hôm nay chúng ta phải xám xịt rời đi rồi. Thường Xuân nói mặc dù nhẹ nhưng ai cũng nghe ra ngọn lửa trong đó. Cậu kia, tôi thấy để chúng tôi vào tự nói chuyện, không chừng là người quen thì sao? Bể bơi rộng, không ai làm phiền ai mà, tôi đảm bảo thuyết phục được đối phương. Họ Trần nói xong liền đi thẳng vào trong. Triệu Quốc Đống đến trước cửa liền nghe thấy bên ngoài có chuyện nên rất khó chịu. Đám người kia làm khó nhân viên phục vụ thì có bản lĩnh gì chứ? Hắn vốn uống vài chén, lại bị ba cô bé kéo tới đây nên trong lòng đã không vui. Bây giờ ba cô thấy hắn ra cửa và nghe thấy tiếng ồn ào vì vậy cũng lên bờ. Để đám kia vào không phải bị người thấy hết sao? Anh dựa vào gì mà thuyết phục công tác? Nếu như tôi nói tôi là người không thích dùng chung với người khác thì sao? Triệu Quốc Đống đứng trong màn lạnh nhạt nói. Họ Trần đang định vén màn đi vào ngẩn ra. Y không ngờ đối phương lớn lối như vậy, không hỏi mình là ai đã dám nói thế, như vậy nhất định có lai lịch. Ồ, không ngờ còn có cao nhân bên trong cơ đó. Họ Trần cười cười âm hiểm xoay sang nói với người đi cùng. Lão Vi, hôm nay chúng ta gặp cao nhân, không biết bên trong định làm gì nhỉ? Thường Xuân cũng bị câu nói của Triệu Quốc Đống làm tức giận. Không cần biết hắn ở trong làm gì, ba chúng ta hôm nay tiếp hết, xem là thần tiên ở đâu mà lớn lối như vậy. Nói cũng đúng, Thường Xuân là lãnh đạo ở Cục Thuế tỉnh, các công ty thấy đều phải lấy lòng cơ mà. Dù là quan chức thì thấy y cũng phải khách khí đôi chút. Càng đừng nói bên cạnh còn có phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Y không tin bên trong có thể là lãnh đạo từ cấp phó tỉnh trở lên. Hồ Vân Loa này cũng không nghe nói có kẻ xã hội đen nào dám tới, dù là xã hội đen thật thì có lão Trần ở đây cũng không phải ngại mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 13, chương 121. Triệu Quốc Đống ở bên trong cũng bực bội. Hôm nay không biết gặp thần tiên ở đâu mà có người nói lớn như vậy. Nhìn ba cô gái xinh đẹp đã lên bờ, mặc dù đã khoác khăn tắm nhưng cô bé Tiểu Âu mặc áo tắm lộ ra một khoảng ngực trắng nõn làm người ta khô miệng. Kiều San lại mặc bikini màu xanh sẫm càn tôn vẻ đẹp của làn da trắng. Ngay cả Đồng Úc cũng mặc bộ đồ bikini hợp mốt, đôi chân thon dài cân xứng đúng là muốn người ta điên lên. Triệu Quốc Đống thấy mình thưởng thức còn chưa đủ, sao để người khác ăn bớt. Nhất là sáu đôi chân lắc lư kia làm hắn nóng lên trong lòng. Bị cả mỹ nữ và rượu công phá nên hắn càng nóng trong người. Bây giờ bên ngoài lại nói lời châm biếm thì sao hắn có thể chịu được. Tôi làm gì không cần ai quản. Tôi chỉ biết bể bơi này không phải là ai đến trước dùng trước sao. Chẳng lẽ còn có ai đuổi được tôi ra ngoài. Triệu Quốc Đống hôm nay quyết định xem ai dám làm càn ở Hồ Vân Loa, coi như làm tấm gương cho Dương Thiên Bồi và Kiều Huy. Họ Vi có chút do dự. Mặc dù uống vài chén nhưng y luôn cảnh giác. Thấy ít nên xen vào mấy chuyện như thế này, nhất là khi không biết đối phương là ai. Ha ha, Lão Vi, anh sợ gì, đến đâu hầu hết đều là giới kinh doanh. Lão thường đủ để đuổi bọn họ đi. Họ Trần nhỏ giọng nói. Nếu là quan chức thì bây giờ tới đây cũng là làm chuyện mờ ám mà. Họ Vi gật đầu thấy cũng có lý. Đã hơn 10 giờ, có lãnh đạo nào đến đây giờ này chứ? Cảm thấy sẽ có chuyện, hai nhân viên phục vụ một bên khuyên khách. Một bên liên lạc với quản lý. Thường Xuân có chút tức giận. Tên trong kia quá kiêu căng giống như khiêu chiến mình. Y không rõ chẳng lẽ trong đó là quan chức to nào sao. Chẳng qua có Lão Vi ở đây thì y đoán kẻ bên trong cũng không dám làm càn. Nếu là người kinh doanh thì càng đơn giản mà. Thường Xuân vung tay ngăn nhân viên phục vụ lại, định nhấc cửa rèm lên. Triệu Quốc Đống đứng cạnh màn thấy có người vén màn liền không hề khách khí nói. Người nào không lễ phép thế hả? Chẳng lẽ không biết tự tiến vào nơi riêng tư của người khác là không tốt sao? Thường Xuân uống vài chén, bây giờ bị Triệu Quốc Đống đẩy nên lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Y rất tức giận lao tới. Triệu Quốc Đống không thèm để ý chỉ lạnh lùng vung tay lên. Họ Trần ở bên cũng tức tối nên cũng lao theo. Này, các người muốn làm gì?
Triệu Quốc Đống đứng ở góc tối không thấy rõ mặt nhưng hắn cao to đứng đó khiến người bình thường không dám tiến vào. Thằng kia, mày làm gì, có giỏi mày nói tên xem. Thường Xuân mặt đỏ bừng vì rượu chỉ thẳng vào mặt Triệu Quốc Đống gầm lên. Anh là nhân viên điều tra hộ khẩu của Cục Công an sao? Anh hỏi tôi sẽ trả lời ư. Triệu Quốc Đống khinh thường nói. Thường Xuân á khẩu nhưng lập tức trừng mắt nhìn họ Trần. Lão Trần, anh có quyền điều tra. Họ Trần nghe giọng đối phương hơi quen nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra, nhưng trong lòng cũng hơi bình tĩnh lại. Lạm dụng công quyền ở tình hình bình thường thì không sao, nhưng nếu như đối phương cũng là quan chức thì không dễ. Dựa vào cái gì? Triệu Quốc Đống thật không ngờ ở đây lại gặp công an. Thằng kia, mày giỏi nhỉ? Thường Xuân có chút không nhịn được nói. Tao nói với mày, không vì sao cả, chỉ vì muốn bắt mày chứ sao? Chẳng những muốn bắt còn phải cho mày đủ tội, làm cho mày biết người đừng kiêu căng. Triệu Quốc Đống suýt phì cười thành tiếng. Tên này đúng là thú vị, chính y kiêu căng lại gọi mình kiêu căng, sợ là hy vọng mình sáng mắt đừng chọc vào người không nên chọc. Làm người như thế nào thì tôi tự biết, chẳng qua ba vị không hiểu lý lẽ mới phải học cách làm người như thế nào. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Thường Xuân cười phá lên nói. Lão Trần, lão Vi, nhìn xem. Bây giờ người trẻ tuổi đúng là không biết được bố mẹ dạy dỗ như thế nào mà không có giáo dục, trong mắt không có người. Thằng Danh, mày có biết mày sẽ gây phiền phức cho người nhà không? Tôi đang bị xã hội đen đe dọa sao? Triệu Quốc Đống không hề sợ hãi, hắn bình tĩnh nói. Hồ Vân Loa này sao càng lúc càng kém vây, đoạt vị trí người khác không nói, còn đe dọa. Tôi thật không ngờ sao Hồ Vân Loa lại thành câu lạc bộ quốc tế nổi tiếng của cả Ando chứ. Đây là thái độ phục vụ của Hồ Vân Loa sao? Bị Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Thường Xuân rất tức giận. Chẳng qua y ở quan trường nhiều năm nên thấy Trần Dân và Vi Sùng Thái không lên tiếng nên biết việc không đơn giản. Nhất là khi thấy Trần Dân mặt mày nhăn nhó, mà Vi Sùng Thái lặng lẽ lui ra sau hai bước ra vẻ định gọi điện. Mà đối phương đứng ở trong chỉ nó vài câu trêu chọc nhưng lại chiếm lý lẽ, tình hình này hơi quỷ dị. Thường Xuân cảm thấy có vấn đề. Nhất là biểu hiện của Trần Dân hôm nay khá khác, y lặng lẽ nhìn Trần Dân thì thấy đối phương xua xua tay ra hiệu rút lui. Y có chút giật mình, chẳng lẽ đây đúng là người làm to? Thằng Danh, hôm nay coi như mày chiếm lý lẽ, tao không nói chuyện với lão đàm chuyện này, đi. Mấy nhân viên phục vụ và quản lý cũng đã tới khuyên giải. Thường Xuân thấy có bậc thang nên xuống thang luôn. Triệu Quốc Đống nghiêng người đứng trước cửa nhìn mấy người rời đi. Hắn khẽ nở nụ cười. Thú vị, người này vừa lỗ mãng nhưng nhạy bén, ở trạng thái như vậy mà vẫn thu phát tự nhiên. Mặc dù việc thu lại khá cứng nhắc nhưng vẫn thu được, không làm cho đám nhân viên phục vụ thấy sơ hở, còn vì thấy là do nể mặt giám đốc Hồ Vân Loa. Anh, không sao chứ? Cổ Tiểu Âu lặng lẽ đi ra, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn liền đi ra xem náo nhiệt và thè lưỡi vì cách nói chuyện của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn Cổ Tiểu Âu, cô bé này cứ như vậy dựa vào hắn. Sự trong sáng của cô đúng là muốn làm người khác chết, nhất là khe rãnh sâu kia và bộ ngực căng tròn đã khiêu khích hắn. Nếu không phải Kiều San cùng Đồng Úc ở ngay đây thì hắn tuyệt đối sẽ đưa tay sờ mó một lúc. Còn không phải vì mấy em tìm chuyện sao? Nếu không phải nghĩ mấy em bị người khác nhìn, anh không ngại dùng chung bể bơi với người khác. Triệu Quốc Đống tức giận nói. Đi vào đi, bơi một chút rồi đi. Quốc Đống ca, những người đó sao đột nhiên lại đi vậy? Em còn lo bọn họ có xung đột với anh. Kiều San khoác khăn tắm màu xanh đi tới. Mấy năm trôi qua trông cô càng lúc càng quyến rũ. Không vì gì cả, đều là người có thân phận nên sẽ không làm việc không có lý trí. Triệu Quốc Đống nhún vai cảm thấy nửa thân trên của cô cạ vào tay mình. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt nhưng hắn thấy rất kích thích. Bọn họ là ai vậy anh? Kiều San có vẻ không nhận ra nên vẫn dựa vào người Triệu Quốc Đống. Ha ha. Nói đúng là trùng hợp, trong đó có một người chắc ba em đều biết. Trần Dân, bố của tên họ Trần lần trước xung đột với Kiều Vũ Trương Thăng. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, thế giới này quá nhỏ. Hả, vậy y là tổng đội trưởng tổng đội an ninh trật tự sở công an. Kiều San có chút giật mình nói. Không phải y còn ai dám kiêu căng như vậy. Triệu Quốc Đống cười nói. Chẳng qua y chỉ kiêu căng với người bình thường mà thôi, người đứng đằng sau mới là nhân vật chính. Nếu anh không nhìn nhầm thì đó là trưởng ban Vi, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Quyển 13, chương 122. Triệu Quốc Đống đoán không sai. Ba người kia vừa rời khỏi bể bơi đi một đoạn,
nhân viên phục vụ cũng đã biến mất, Thường Xuân mới không nhịn được nói. Lão Vi, lão Trần, hai anh nhận ra tên kia. Nó làm gì? Lão Thường, anh coi như phản ứng nhanh nếu không tôi và lão Vi cũng khó xuống thang. Trần Dân lạnh nhạt nói. Đó là ủy viên tỉnh ủy trẻ, bí thư thị ủy trẻ nhất tỉnh. Lão Vi, sợ là anh quen hơn tôi phải không? Thường Xuân có chút giật mình, lập tức đoán ra. Bí thư thị ủy Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống. Không phải hắn còn là ai chứ? Trần Dân cười lạnh một tiếng. Triệu Quốc Đống và Lưu Triệu Quốc có quan hệ mật thiết, người nhà y đã có hai lần va chạm với hắn. Mà mình trong đợt cạnh tranh chức phó cục trưởng thường trực cục công an An Đô đã thất bại nên phải chuyển lên tỉnh. Cũng may mình có quan hệ với Nghiêm Lập Dân nên không đến mức quá kém ở sở. Chẳng qua chức đội trưởng đội an ninh trật tự không được mấy, nhất là ở An Đô thì đừng nói y chỉ là một tổng đội trưởng, dù là phó giám đốc sở bình thường cũng phải làm việc cẩn thận, không thoải mái như chức phó cục trưởng cục công an thành phố An Đô. Y không lúc nào không hy vọng có thể quay về An Đô, nhất là khi Nghiêm Lập Dân làm phó bí thư thị ủy càng có tâm tư này. Về phần Lưu Triệu Quốc cũng không phải loại tốt đẹp gì, chỉ là đối phương ẩn giấu tốt mà thôi. Thường Xuân không suy nghĩ nhiều như Trần Dân. Y bên ngành thuế nên khá độc lập, hơn nữa bình thường chỉ quen với các phó thị trưởng thường trực các nơi mà thôi, nhiều lắm thêm lãnh đạo các sở ban ngành. Triệu Quốc Đống khi làm phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh thì Thường Xuân vẫn còn làm ở cục thuế An Đô, cho nên không nhận ra Triệu Quốc Đống. Lão Vi, anh chắc quen hắn nhiều chứ? Thường Xuân nhìn chằm chằm Vi Sùng Thái rồi nói. Không, hắn vốn có quan hệ tốt với Qua Tĩnh cùng Trang Quyền, bây giờ hình như cũng có quan hệ tốt với trưởng ban Hàn. Tôi và hắn chỉ là qua lại xã giao. Nếu không phải trời tối đen thì tôi sợ cũng không thể giả vờ không nhận ra. Vi Sùng Thái mới lên làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, trước đây làm phó giám đốc sở nội vụ, không có qua lại nhiều với Triệu Quốc Đống. Người này nghe nói rất kiêu căng, bị người đá đít khỏi Hoài Khánh, bây giờ lại quay về làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, ha ha, không đơn giản. Thường Xuân mặc dù không nhận ra Triệu Quốc Đống nhưng cũng không có nghĩa là không biết gì về hắn. Ha ha, hắn có tư cách để kiêu ngạo. Lão Thường, anh ở bên ngành thuế chẳng lẽ không biết thời này lãnh đạo coi trọng nhất là phát triển kinh tế sao? Triệu Quốc Đống này giỏi làm kinh tế, hắn đến Ninh Lăng một năm đã khiến kinh tế khởi sắc, anh phải biết mới đúng chứ? Vi Sùng Thái là người rất tỉnh táo, tuyệt đối không vì việc nhỏ mà mâu thuẫn với người. Y lo Thường Xuân còn trẻ nên xúc động, hơn nữa cũng có chút lai lịch nên sợ gây rối. Ừ, việc này tôi biết. Năm nay Ninh Lăng liên tục đưa mấy hạng mục lớn vào, nhất là Fukuda là hạng mục công nghiệp lớn nhất tỉnh trong năm nay. Hai giai đoạn của hạng mục này nghe nói có giá trị sản lượng trên 16 tỷ, hơn nữa có tác động không nhỏ đối với kinh tế địa phương. Thường Xuân có thể ngồi ổn trên chức vụ cục trưởng cục thuế tỉnh thì chỉ dựa vào quan hệ là không đủ, cũng phải có năng lực nghiệp vụ. Lão Vi, anh nói tên này đến đây làm gì? Nghe nhân viên phục vụ nói còn dẫn theo mấy cô gái nên không tiện. Ha ha. Mấy cô gái đúng là làm người ta phải suy nghĩ. Không ngờ vị bí thư Triệu này lại khỏe đến thế. Vi Sùng Thái khẽ nhíu mày, Thường Xuân này nói chuyện kiểu gì vậy? Đường đường là đội trưởng đội an ninh trật tự tỉnh mà lại nói vậy sao? Thường Xuân cũng không hề khách khí nói. Lão Vi, việc này đúng là cần phải suy nghĩ. Một bí thư thị ủy đêm tối đến đây dẫn theo vài cô gái, không cần biết hắn làm gì thì cũng có ảnh hưởng mà. Lão Trần, hay là anh bố trí người vào hỏi vài câu, không chừng còn có thể mang phần quà to cho ủy ban kỷ luật đó. Vi Sùng Thái lắc đầu, Thường Xuân này quá ngây thơ, đừng nói đây chỉ là nghi ngờ, dù là thật thì Trần Dân dám vào điều tra sao. Khi bên trên chưa xác định động vào Triệu Quốc Đống, anh làm trước là vi phạm pháp luật, sẽ mất chức trước. Trần Dân nghe Thường Xuân nói chỉ cười ha hả chuyển sang chuyện khác. Lời này nói thì được nhưng nếu áp dụng thì sợ là chưa điều tra ra cái gì thì mình đã xong đời. Chẳng qua bây giờ không được không có nghĩa về sau không được mà. Nếu có cơ hội Trần Dân không ngại làm kẻ đâm sau lưng. Triệu Quốc Đống cũng không lo lắng vì việc này. Thể hội viên là do Trường Xuyên đưa cho hắn, có điều tra thì do thị xã trả tiền mà. Ai cũng không thể nói em trai tặng anh trai là không được. Cổ Tiểu Âu đã đổi chỗ ở, cô ở khu biệt thự ngoài ngoại ô An Đô, đây là nơi tập đoàn Thiên Phu xây dựng. Nơi này là khu dân cư sang trọng của An Đô. Giá cả của nó hơn xa so với biệt thự Mai Giang Minh Châu nhiều lần. Cổ Tiểu Âu lúc đổi nhà liền trực tiếp nói với Triệu Quốc Đống, muốn đổi nhà kiểu nào nhưng thiếu tiền. Cô nói những câu này nhưng không hề e ngại, xấu hổ.
Triệu Quốc Đống rất thích tính cách thẳng thắn này của Cổ Tiểu Âu. Khi Triệu Quốc Đống thi thoảng trêu cô là tiêu tiền của mình cô có xấu hổ không, Cổ Tiểu Âu nói rất thẳng là mọi thứ của cô đều của hắn, có gì phải xấu hổ. Câu này thực ra lại làm Triệu Quốc Đống xấu hổ, xem ra hắn là kẻ tìm xương trong quả trứng. Cổ Tiểu Âu cũng không ngại bày tỏ quan hệ đặc biệt của cô với Triệu Quốc Đống trước mặt Kiều San cùng Đồng Úc. Thực ra Kiều San cùng Đồng Úc đã sớm biết quan hệ của hai người. Đôi khi Cổ Tiểu Âu còn nói về cảm giác tuyệt vời khi hai người quan hệ với Kiều San cùng Đồng Úc nghe, điều này làm Kiều San cùng Đồng Úc vừa giận vừa xấu hổ rồi hợp sức xử lý Cổ Tiểu Âu. Triệu Quốc Đống mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể Cổ Tiểu Âu, Cổ Tiểu Âu rên lên đầy sung sướng. Đôi chân thon dài khỏe đẹp quấn lấy eo hắn, cố đẩy mông lên, đôi tay cũng ôm lấy cổ hắn, da thịt trắng nõn lúc này hơi đỏ lên và lấm tấm mồ hôi. Đây là cơ thể không bao giờ làm người ta chán, còn làm người lưu luyến khó quên. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình càng lúc càng không muốn rời khỏi cô. Hai cơ thể sau một phen điên cuồng mới tách nhau ra, nhưng cả hai vẫn ôm lấy nhau. Lúc này điều hòa mới phát huy chút tác dụng của nó. Triệu Quốc Đống âu yếm khẽ lau mồ hôi trên trán Cổ Tiểu Âu, làm cô thoải mái nằm trong lòng hắn. Cổ Tiểu Âu khẽ nhắm mắt lại, đưa tay kéo tay Triệu Quốc Đống đặt lên cặp mông của mình. Cô biết hắn thích nơi nào trên người mình. Khuôn mặt do chiếc mũi cao càng làm cô thêm gợi cảm. Cổ Tiểu Âu thêm dòng máu lai nên theo tuổi tăng lên, Triệu Quốc Đống thấy cô thích hợp nhất chính là trên sàn diễn. Đôi chân thon dài cùng gương mặt đẹp nếu trang điểm một chút, ra vẻ lạnh lùng đúng là quá hoàn hảo. Chẳng qua dù mặc bộ đồ bình thường thì trên người cô cũng vẫn đẹp. Đi dạo phố rồi vào siêu thị với cô thì cửa hàng cô vào chắc lúc ấy không bán thêm được hàng. Các cô gái nhìn thấy Cổ Tiểu Âu đều tự ti mặc cảm. Chỉ tiếng cô bé này lười biếng, không thích làm việc cố định, có vẻ cả đời cô đều thích như vậy. Quyển 13, chương 123. Anh nói San San và Tiểu Úc đang làm gì? Trong bóng tối Cổ Tiểu Âu ngẩng đầu lên, có chút buồn nói. Triệu Quốc Đống cảnh giác nhìn Cổ Tiểu Âu. Làm gì là sao, ngoài ngủ còn có thể làm gì? Hi hi, chưa chắc, có lẽ đang trằn trọc. Cổ Tiểu Âu dán sát người mình vào người Triệu Quốc Đống hơn nữa. Tiểu Âu, em nếu thật sự suy nghĩ cho hai cô ấy thì phải khuyên bọn họ không nên để lỡ tuổi trẻ, tìm một bạn trai mới hạnh phúc. Triệu Quốc Đống không tìm ra lời nào thích hợp để khuyên vì hắn đâu có tư cách khuyên người. Em đi khuyên kiểu gì chứ? Chẳng lẽ không phải là em làm hai cô ấy xấu đi ư? Cổ Tiểu Âu có chút đắc ý nói. Đều trưởng thành rồi, ai cũng có nhân sinh quan của mình, em không giống bọn họ. Miệng không thừa nhận nhưng trong lòng lại suy nghĩ, lừa mình dối người, lãng phí tuổi xuân, đến cuối cùng lại hối hận. Em chỉ sống cho mình, thích làm gì thì làm, không thích làm việc mình không thích. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, hắn không muốn tiếp tục nói đề tài này vì như vậy chỉ tự chuốc họa vào người. Chẳng lẽ em cứ sống vô tri vô giác cả đời sao? Anh, lời này em không thích nghe. Có phải người giống anh suốt ngày làm việc vì mục tiêu nào đó mới là có làm việc, còn người tiêu xài là tầm thường không? Cổ Tiểu Âu nghiêng người khiến bộ ngực bật thẳng dậy, Triệu Quốc Đống nhìn thấy không khỏi động tâm. Sáng tạo chính là vì tiêu tốn, có người vừa sáng tạo vừa tiêu tốn, có người không sáng tạo mà chỉ tiêu tốn. Nhưng mục đích của sáng tạo là tiêu tốn. Em nghĩ em cũng đang cống hiến cho thế giới này. Cổ Tiểu Âu nói. Chỉ cần có người cam tâm tình nguyện sáng tạo để em tiêu tốn, em làm được điểm này là thành công rồi. Biện bạch. Triệu Quốc Đống hung hăng vỗ mạnh vào mông Cổ Tiểu Âu. Anh cũng phải thừa nhận cuộc sống này không phải chỉ có một hình thức sống mà. Giống như Trung Quốc phát triển nhưng Mỹ vẫn không suy thoát, Nhật Bản vẫn giàu, thế giới là phong phú, nhiều màu sắc, cuộc sống chúng ta cũng luôn thay đổi mà. Em dám nói số người theo đuổi chất lượng sống như em không hề ít. Cổ Tiểu Âu càng cố ý ưỡn mông đẻ Triệu Quốc Đống phải nhìn vào. Triệu Quốc Đống không biết nói gì nữa, nhưng vẫn nói. Chất lượng sống, có gồm cả thế này không? Cổ Tiểu Âu cười hì hì nói. Anh, em thích anh nói như thế này. Đây cũng là một cách sống mà. Em thích nhất anh không còn vẻ nghiêm túc. Ừ, nghĩ đến một người đàn ông luôn nghiêm túc với mọi người vậy mà lại điên cuồng khi bên em rất hưng phấn. Đó mới thật sự là anh, em chán ghét những kẻ đội mũ làm người. Anh hình như với em chưa bao giờ dùng mũ mà. Triệu Quốc Đống túm vú Cổ Tiểu Âu véo cho một cái. Cổ Tiểu Âu hưng phấn cưỡi lên người Triệu Quốc Đống. Anh, biểu hiện bây giờ của anh là lúc em thích nhất đó. Triệu Quốc Đống cười khổ kéo Cổ Tiểu Âu xuống vỗ mạnh vài cái vào mông cô, làm Cổ Tiểu Âu kêu lên.
mấy ngón tay cấu vào sườn hắn. Một đêm điên cuồng làm Triệu Quốc Đống rất thoải mái, Cổ Tiểu Âu kia lúc quan hệ luôn nói mấy câu điên đảo bên tai hắn. Gì mà Kiều San có vòng eo thon nhỏ, vành tai gợi cảm. Đồng Úc có đôi chân thon dài, bụng mềm như thế nào. Điều này làm Triệu Quốc Đống đã thấy qua cơ thể hai cô cũng thấy không khống chế được mình, thầm nghĩ muốn ấn hai cô xuống trả đạp một phen. Khả năng điên cuồng của Cổ Tiểu Âu là điều không ai có thể so sánh, hắn không thể tưởng tượng nổi trong đầu Cổ Tiểu Âu nghĩ gì. Hắn không dám đoán vì nó quá đen tối. 6 giờ 30 sáng, Triệu Quốc Đống dậy rất đúng giờ. Cổ Tiểu Âu vẫn ngủ say, tư thế ngủ luôn không đẹp. Một chân trong chăn, một chân ngoài chăn, hơn phân nửa bộ ngực và khoảng giữa hai chân lộ ra. Triệu Quốc Đống không khỏi thở dài một tiếng. Ngay cả ngủ mà cũng lộ ra tư thế mê người như vậy, ngay cả Cổ Tiểu Âu cũng nói mình là trời sinh đã thế. Xuống cầu thang, Triệu Quốc Đống thấy rất thoải mái. An đô vào tháng 6 chỉ có lúc sáng sớm còn mát mẻ. Đến tầm 8 giờ là mặt trời chói chang. Phòng khách này đủ lớn, rộng 80 mét vuông, Triệu Quốc Đống đi đến giữa phòng khách đi hai bài quyền rồi mới đi rửa mặt. Ra khỏi phòng, Triệu Quốc Đống đi bộ một vòng trong vườn hoa. Hắn thấy một người đang đứng đó tưới hoa. Tiểu Úc, tưới hoa à? Triệu Quốc Đống đi đến gần nhỏ giọng nói. À, Đồng Úc có vẻ không ngờ đột nhiên lại có người xuất hiện bên cạnh mình nên run lên, thiếu chút nữa đánh rơi bình nước. Căn biệt thự này có khu vườn hoa, cây cối rộng gần 100 mét vuông, có đủ loại hoa. Đây là nơi mà Đồng Úc thích nhất trong biệt thự. Sao thế Tiểu Úc, không phải là giọng của anh dọa người đến vậy chứ? Triệu Quốc Đống không khỏi động tâm. Đồng Úc này có phải học Cổ Tiểu Âu hay không mà mặc chiếc áo ngủ trong suốt hai gây, bộ ngực cứ phập phồng. Thêm chiếc áo ngủ màu trắng nửa trong suốt nên hai điểm đỏ hồng bên trong lộ vào mắt hắn, mà chiếc quần lót nhỏ màu đen bên dưới cũng lộ ra. Đồng Úc cũng nhạy cảm nhận ra nên vội vàng dùng tay che trước ngực gắt giọng nói. Ai bảo anh sớm như vậy đã ra đây? Em còn tưởng kẻ xấu chứ? Kẻ xấu, nếu thật sự là kẻ xấu thì em thảm rồi. Em như thế nào thì dù là người quân tử cũng thành kẻ xấu. Ừ, thật sự trưởng thành rồi. Anh nói gì? Đồng Úc vừa xấu hổ vừa mừng lại có chút tức giận. Ừ, không nói gì mà, em đừng hiểu sai. Anh chỉ nói Tiểu Úc đã trưởng thành, cũng không dùng quần lót hình nhân vật hoạt hình nữa, đổi sang bộ đồ thích hợp với em. Triệu Quốc Đống nháy nháy mắt nhìn xuống dưới. Đồng Úc cúi đầu rồi mới phát hiện ra tại sao hắn nói thế. Cô gằn giọng nói. Anh sao toàn nhìn mấy chỗ đó vậy? Ông trời chứng giám, Tiểu Úc, em nói anh đứng trước mặt em, anh không thể nhìn sang phía khác chứ. Chẳng qua quần lót này nhìn rất được, thật đó, rất phù hợp với em. Triệu Quốc Đống cười cười lắc đầu nói. Em làm đi, anh tạm thời rời đi. Nhìn Triệu Quốc Đống vội vàng chạy đi, Đồng Úc tức tối dậm chân. Tối qua cô có ngủ được đâu, chỉ nghe thấy con bé Cổ Tiểu Âu kêu gào đến 4, 5 giờ sáng, có lẽ San San cũng thế. Tưởng rằng tên Triệu Quốc Đống làm cả đêm thì sẽ dậy muộn, ai ngờ sớm thế đã dậy. Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ đi vào trong, hắn nghĩ đến phòng tập thể hình một chút. Hắn vào trong thì lại thấy cảnh xấu hổ khác, Kiều San mặc bộ đồ cực ngắn đang luyện tập yoga, hắn có thể nhìn thấy hai hạt đậu lộ rõ ở đằng trước của Kiều San. Hả? Kiều San kêu lên rồi đột nhiên nhớ ra gì đó nên vội vàng khoanh tay chắn ngang ngực. Mau ra! Triệu Quốc Đống chỉ có thể ôm đầu trốn như chuột. Sao sáng sớm đã gặp mấy việc này, không phải hại hắn đó chứ? Quyển 14, chương 1. Đây là hội nghị mà bí thư Triệu tranh thủ từ tỉnh kéo đến tổ chức ở Ninh Lăng chúng ta. Có thể nói đây là sự khẳng định của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh với công việc Ninh Lăng năm nay. Trung Dược Quân nhìn quanh rồi nói. Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh rất chú trọng hội nghị này. Ngoài phó chủ tịch thường trực tỉnh Nhâm Vi Phong tự mình chủ trì tổ chức hội nghị ra, bí thư Ứng cùng chủ tịch Tần cũng xác định sẽ tham gia, có thể nói đây là sự chú trọng chưa từng có trong lịch sử. Phòng hội nghị không ngừng vang lên tiếng nói chuyện. Đúng thế, hai lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy tham gia một hội nghị thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân là điều chưa từng có trong lịch sử tỉnh. Tình hình bình thường hội nghị này đều do một vị phó trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh tham gia, một lãnh đạo Tây tham gia, thi thoảng chủ tịch tỉnh hoặc là bí thư tỉnh ủy muốn có mặt mà thôi. Nhưng phân công rõ do phó chủ tịch thường trực chủ trì, bí thư tỉnh ủy cùng chủ tịch tỉnh tham gia là lần đầu tiên. Ninh Lăng trong một năm qua liên tục có các hạng mục tới, nhất là mấy hạng mục lớn khởi công, thâm cả con đường quốc lộ cấp 3 từ Ninh Lăng đến Thương Hóa được nâng cấp lên cấp 2 cũng đã chính thức khởi công.
Đây là quốc lộ cấp 3 duy nhất từ nội thành Ninh Lăng đến các quận, huyện, nó hạn chế lớn đến sự phát triển của Thương Hóa. Thương Hóa cũng đã nhiều lần yêu cầu nâng cấp lên nhưng ở thời Hoàng Lăng vẫn chưa được chứng thực. Sau khi Triệu Quốc Đống tới thì công trình này được xác định làm công tác trọng điểm của lĩnh vực giao thông. Sau khi Mục Cương lên làm giám đốc sở giao thông, Trung Dược Quân và Trúc Văn Khôi đã nhiều lần lên tỉnh tranh thủ đưa hạng mục này vào quy hoạch chung của tỉnh. Triệu Quốc Đống cũng tự mình tới sở giao thông tìm giám đốc Mục, cuối cùng nó đã được xếp vào quy hoạch năm 2003 của tỉnh, tháng 5 sẽ chính thức khởi công. Công nghiệp hóa giao thông cùng tiến hành trên quy mô lớn kéo theo ngành xây dựng Ninh Lăng phát triển. Chỉ riêng số liệu của Cục Chiêu Thương đã cho thấy trong năm qua đã có 16 công ty xây dựng và thiết kế thành lập, trong đó có rất nhiều công ty xây dựng khổng lồ từ An Đô tới Ninh Lăng lập công ty con. Ninh Lăng gần như biến thành công trường khổng lồ, từ thị xã đến quận, huyện đều được xây dựng. Hơn nữa khu Giang Đông đang đẩy mạnh xây dựng, không thể không nói tỉnh quyết định tổ chức hội nghị ở Ninh Lăng là do suy xét rất nhiều. Cho nên lần này chúng ta phải sớm có chuẩn bị trong hội nghị. Việc có liên quan đến hình tượng Ninh Lăng chúng ta, cũng là một lần thể hiện thành tích của toàn bộ Ninh Lăng trong năm, các vị phải đặc biệt chú trọng. Sau khi về mọi người phải triển khai công việc theo những điều tôi vừa bố trí, đảm bảo không có sơ sót gì. Bây giờ còn gần một tháng là tới hội nghị, trong một tháng này chúng ta còn có hai hạng mục chuẩn bị tiến vào. Khu khai phát cùng quận Đông Giang và các ngành liên quan đều phải chuẩn bị tốt, đảm bảo hai hạng mục này khởi công thuận lợi. Trung Dược Quân nói rất vang dội, có thể làm người ta phấn chấn. Hội nghị này tổ chức ở Ninh Lăng, thêm bí thư tỉnh ủy cùng chủ tịch tỉnh tham gia đó chính là vinh dự cho thị trường. Sau đây xin mời bí thư Triệu phát biểu. Triệu Quốc Đống vẫn chăm chú lắng nghe, Trung Dược Quân nói rất chi tiết, bố trí chu đáo. Hội nghị này sau khi được xác định tổ chức ở Ninh Lăng, cả thị xã có thể nói rất phấn chấn. Hội nghị năm ngoái đáng lẽ tốt nhưng Hoàng Lăng bị bắt nên làm mọi người chán nản. Thành trò cười cho các vị lãnh đạo trong hội nghị thu hút đầu tư khu vực An Đông. Từ hội nghị đó đến giờ không có hội nghị lớn nào tổ chức ở Ninh Lăng, mà hội nghị lần này với quy mô lớn như vậy chính là khẳng định công việc trong hơn năm qua của Ninh Lăng. Hội nghị thu hút đầu tư toàn tỉnh trong mảng kinh tế tư nhân từ trước đến giờ vẫn chỉ tổ chức ở An Đô hoặc Kiến Dương. Ngay cả Miên Châu cũng không đến lượt, chủ yếu do kinh tế các quận, huyện ở Miên Châu hơi kém. Vừa nãy thị trưởng Trung phân công việc rất chu đáo. Tôi hoàn toàn đồng ý. Hội nghị lần này khác các hội nghị khác, chọn thời cơ cũng khác trước. Ngoài tính chất quan trọng và ý nghĩa của nó tôi không nói, chỉ riêng việc bí thư ứng cùng chủ tịch Tần tham gia là đủ thấy tính quan trọng của hội nghị. Tôi nghĩ mọi người cũng đều hiểu được sự quan tâm và chú trọng của tỉnh đối với Ninh Lăng ta. Một năm qua uy tín của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng có thể nói là tuyệt đối. Tôi không nói nhiều mà chỉ có 3 điểm. Thứ nhất theo phân công của thị xã thì tất cả công tác chuẩn bị phải xong trong nửa tháng, cuối cùng do thị xã thống nhất xác định ví dụ như triển lãm, giới thiệu, nghi thức, đi thăm, tất cả đều cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện này do Phó Thị trưởng Vưu Liên Hương phụ trách. Thứ hai do quy cách hội nghị rất cao, ngoài lãnh đạo chủ yếu của tỉnh tới tham gia, lãnh đạo chủ yếu các thành phố, thị xã các nơi khác trong tỉnh cũng tham gia. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Bộ Thương mại, Ngân hàng Phát triển Quốc tế. Cũng đều có lãnh đạo tham gia, cho nên tôi yêu cầu hệ thống chính pháp phải đẩy mạnh hoạt động đảm bảo an ninh trật tự. Việc này do Bí thư Đảng ủy chính pháp Lam Quang phụ trách. Thứ ba, việc đi thăm các hạng mục liên quan đến Đảng ủy, chính quyền các quận, huyện, phải đứng ở góc độ chính trị, phải vô điều kiện phục tùng quyết định của thị ủy, ủy ban, toàn lực phối hợp. Công tác cụ thể do Phó Bí thư Lục Kiếm Dân phụ trách. Thưa các đồng chí, hội nghị thu hút đầu tư mảng kinh tế tư nhân toàn tỉnh tổ chức ở Ninh Lăng chúng ta, đó là sự khẳng định và thử thách đối với chúng ta. Chúng ta thể hiện được phong thái của toàn bộ quần chúng, cán bộ Ninh Lăng trước mặt lãnh đạo tỉnh, các thành phố, thị xã anh em và lãnh đạo các bộ hay không, có thể nói đó chính là sự thành công của hội nghị. Cho nên tôi yêu cầu tất cả ban ngành phải lập tức hành động, kiểm điểm chỗ thiếu sót trong công việc của mình, thay đổi trong thời gian một tháng. Hội nghị kết thúc. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân bảo Vưu Liên Hương và Mạnh Nguyên ở lại. Hạng mục nông nghiệp là trọng tâm mà Triệu Quốc Đống dự định đẩy ra trong hội nghị tới, làm tất cả mọi người hiểu Ninh Lăng liên tục có nhiều hạng mục công nghiệp nhưng vẫn không quên chú ý đến sản xuất nông nghiệp. Lão Mạnh, hạng mục ở Tàu Tập mặc dù đã ký hợp đồng sơ bộ nhưng tôi thấy tiến độ vẫn chậm. Còn một tháng, trụ sở dược liệu của Tàu Tập vốn có chút cơ sở, lần này chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi. Cơ chế có. Chủ yếu là làm như thế nào để chứng thực. Lão Sử vừa đi, Thiết Minh làm bí thư huyện ủy quá ngắn,
vì thế trong thời gian này anh phải thường xuyên tới tàu tập quan sát. Cần phải làm cho trụ sở dược liệu một lần nữa khởi động. Trung Dược Quân rất chú ý đến tàu tập, Sử Lai Hòa điều lên thị xã làm phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã kiêm chủ tịch Liên đoàn Lao động, việc ai làm bí thư huyện ủy tàu tập thì thị xã vẫn có ý kiến không thống nhất. Lục Kiếm Dân cho rằng công việc tàu tập mấy năm qua không có khởi sắc. Mặc dù có quan hệ đến việc Sử Lai Hòa nắm toàn quyền ở tàu tập nhưng Thiết Minh làm chủ tịch huyện cũng có trách nhiệm lớn, nhất là Thiết Minh có tính cách mềm yếu, không dám đấu tranh với hành động của Sử Lai Hòa, cho nên phản đối việc Thiết Minh làm bí thư huyện ủy, đề nghị do phó trưởng ban thư ký thị ủy, Chánh văn phòng thị ủy, Đàm Viễn Ba làm bí thư huyện ủy tàu tập. Nhưng Trung Dược Quân lại thấy Thiết Minh có năng lực, chỉ vì Sử Lai Hòa quá bá đạo nên mới khiến Thiết Minh bị áp chế quá nhiều. Y cho rằng phải cho Thiết Minh một cơ hội. Nếu làm bí thư huyện ủy tàu tập một thời gian mà công việc tàu tập không khởi sắc thì điều chỉnh cũng không muộn. Cuối cùng Triệu Quốc Đống quyết định để Thiết Minh làm bí thư huyện ủy tàu tập, Đàm Viễn Ba làm bí thư huyện ủy Phong Đình. Thị trưởng Trung, bí thư Thiết Minh rất quen thuộc tình hình tàu tập, hạng mục của tập đoàn Tam Cửu nửa sống nửa chết là do tài chính không đầy đủ. Nghe nói Tam Cửu có quá nhiều hạng mục khiến tài chính xảy ra chuyện, vì thế mới làm hạng mục ở tàu tập kéo dài, làm cho dân chúng tàu tập oán thán. Giải phóng mặt bằng nhiều như vậy, nhà máy xây dựng một nửa rồi kéo dài, thiết bị không thấy đâu, khu trồng trọt thành nơi cỏ dại mọc đầy. Bây giờ Tam Cửu đã chuyển giao cho tập đoàn Giang Trung, chắc cũng tốt lên. Mạnh Nguyên biết trong việc chọn bí thư huyện ủy tàu tập khiến Trung Dược Quân và Lục Kiếm Dân mâu thuẫn, mặc dù chuyện đã qua nhưng hai người vẫn còn oán giận nhau. Tập đoàn Giang Trung đã phái người tiếp nhận khu nhà máy xây dựng một nửa, chuẩn bị nhanh chóng khởi động lại. Bọn họ đang tiến hành đàm phán việc xây dựng lại trụ sở dược liệu với mấy xã, thị trấn xung quanh, có lẽ cần một thời gian nữa mới xong được. Vưu Liên Hương bổ sung thêm. Quyển 14, chương 2. Liên Hương, Lão Mạnh, chuyện này hai người phải chú ý thật kỹ, tốt nhất có thể dục bên Giang Trung, cho thấy thái độ của thị xã. Trụ sở dược liệu ở tàu tập bỏ hoang nhiều năm, dân chúng oán thán rất nhiều. Cho nên chúng ta phải tận dụng cơ hội này để dân chúng thấy hy vọng. Đồng thời cũng phải để tỉnh thấy quyết tâm của thị ủy, ủy ban trong việc này. Trung Dược Quân nói, Lục Kiếm Dân phản đối việc xác định xếp trụ sở dược liệu tàu tập vào điểm tham quan, cho rằng bây giờ chưa có gì cả. Bởi vì Tam Cửu không thực hiện lời hứa làm dân chúng rất oán thán. Bây giờ mặc dù đổi sang oán nhưng dân chúng lại không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ càng lúc càng phản cảm đối với các công ty, tập đoàn đến làm trụ sở dược liệu. Nếu mạo muội xác định tàu tập làm điểm tham quan mà xảy ra chuyện, bị dân chúng chặn đường kiện cáo thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng Trung Dược Quân không muốn bỏ qua tàu tập. Thứ nhất đây là hành động đầu tiên khi bí thư huyện ủy mới nhận chức. Mặc dù các công tác trước đều do Cục Chiêu Thương làm nhưng dù sao địa điểm cũng ở tàu tập. Hơn nữa sau đó huyện ủy, ủy ban tàu tập cũng làm rất nhiều việc. Cuối cùng về cơ bản được dân chúng hiểu, mới khiến cho tập đoàn Giang Trung thuận lợi tiến vào khu công nghiệp dược liệu tàu tập. Thứ hai Trung Dược Quân cũng có tư tâm. Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Tre Phong Đình đã được xác định làm điểm tham quan, hơn nữa đây là điểm sáng chói của Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống đề nghị coi đây là hạng mục chính để giới thiệu, như vậy Phong Đình sẽ càng thêm bắt mắt, nếu tàu tập không đưa ra được so sánh gì đó thì Trung Dược Quân sẽ không thoải mái. Triệu Quốc Đống cũng có thể hiểu cho tâm trạng của Trung Dược Quân. Mặc dù điều này không cần phải có ở một thị trường. Dù là tàu tập hay là Phong Đình có thành tích không phải tạo quầng sáng cho thị trường sao? Sao phải tính toán với Lục Kiếm Dân làm gì? Ngược lại Lục Kiếm Dân ở điểm này rất bình tĩnh, y phản đối rất có lý lẽ. Nhưng do Trung Dược Quân kiên trì nên Triệu Quốc Đống không tiện can thiệp nhiều. Theo hắn thấy đây là quyền lực của một vị thị trưởng, hắn chỉ cần thống nhất toàn cục, đảm bảo mạo hiểm ở mức quy định là đủ. Nếu như đến hội nghị đảng ủy chính pháp và đảng ủy, chính quyền địa phương nói nó có mạo hiểm thì hắn sẽ không do dự bác bỏ tàu tập. Bây giờ có kết luận vẫn còn quá sớm. Tàu tập là nỗi nhức nhối của thị ủy, ủy ban Ninh Lăng. Trụ sở dược liệu lớn như vậy mà nửa chết nửa sống bao năm, bây giờ có thể sống lại là do đám người Cục Chiêu Thương nhảy lên nhảy xuống mời không ít công ty tới nhận, trong đó có cả công ty Dược Thương Lãng. Chẳng qua công ty Dược Thương Lãng đã có điểm sản xuất ở tỉnh An Nguyên, hơn nữa quy mô của công ty Dược Thương Lãng ở Tân Châu không thua gì trụ sở dược liệu tàu tập. Hiệu quả kinh doanh của nhà máy Dược Tân Châu rất nhanh, cho nên công ty Dược Thương Lãng không đến tàu tập. Sau khi Mạnh Nguyên rời đi, chỉ còn Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân cùng Vưu Liên Hương. Triệu Quốc Đống nói, thị trưởng Liên Hương, hội nghị lần này rất quan trọng, tất cả lịch trình do chị bố trí,
chọn điểm tham quan cần phải xác định rõ ràng, phải lộ rõ sự khác biệt của Ninh Lăng chúng ta với các nơi khác. Hạng mục thu hút đầu tư là như vậy, phát triển kinh tế tư nhân cũng là như vậy. Kinh tế tư nhân của Ninh Lăng chúng ta còn chênh lệch rất lớn với An Đô cùng Kiến Dương, nhưng tỉnh chọn Ninh Lăng, chúng ta cũng phải đưa ra được thứ gì đó, không thể để lãnh đạo và các đại biểu đến Ninh Lăng mà thấy Ninh Lăng chỉ có như vậy. Chúng ta làm không được lớn nhất thì cũng phải làm tốt nhất trong phạm vi cho phép. Vưu Liên Hương gật đầu, đây là nhiệm vụ quan trọng nhất từ khi cô làm phó thị trưởng thường trực. Triệu Quốc Đống lấy lý do Trung Dược Quân phải phụ trách toàn cuộc nên giao cho cô, điều này làm không ít người có chút bất ngờ. Bình thường chuyện này phải do bí thư thị ủy hoặc thị trưởng cầm đầu. Mặc dù việc thu hút đầu tư là do Vưu Liên Hương phụ trách, nhưng bí thư tỉnh ủy cùng chủ tịch tỉnh cũng muốn tham gia, theo lý thuyết không đến lượt cô phụ trách chính. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã quyết định, Trung Dược Quân không phản đối nên chuyện cứ thế mà thành. Hội nghị mà thành công thì cô sẽ có cơ hội để lãnh đạo chủ yếu chú ý, đương nhiên nó cũng có sơ sẩy, như vậy cô sẽ không gánh vác nổi. Mảng công nghiệp, nếu đây là hội nghị thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân thì tôi thấy tốt nhất chọn hạng mục đủ cả hai yếu tố này. Ví dụ như có thể chọn công ty Phong Hoa, ví dụ như công ty chất bán dẫn Liên Hoa và hạng mục của tập đoàn Nam Pha. Còn mảng công nghiệp thực phẩm thì có thể chọn nhiều một chút, dù sao hầu hết đều là công ty tư nhân. Ý của tôi là chọn một số hạng mục giúp nông dân tăng thu nhập, có ý nghĩa điển hình trong sản xuất nông nghiệp. Công việc cụ thể chỉ có thể nói chuyện với Mạnh Nguyên. Triệu Quốc Đống nói xong, Trung Dược Quân tiếp lời. Thị trưởng Vưu, ở mảng buôn bán và dịch vụ thì cũng có thể suy nghĩ một chút. Tập đoàn Du lịch Quốc gia đã ký hợp đồng về việc đầu tư xây dựng khách sạn ở Ninh Lăng chúng ta, tôi cảm thấy hạng mục này cùng với khách sạn Vương Triều Ninh Lăng do tập đoàn đầu tư Cẩm Giang Thượng Hải đều có thể làm điểm tham quan. Hai khách sạn 4 sao này sẽ tăng hình tượng của Ninh Lăng chúng ta. Hiện nay ngoài khách sạn Ninh Uyển và khách sạn Kỳ Lân Quan năm trước miễn cưỡng được Tổng cục Du lịch Quốc gia bầu thành khách sạn 3 sao, thậm chí Triệu Quốc Đống cũng thấy miễn cưỡng. Chẳng qua nó cũng làm Ninh Lăng tăng thêm danh tiếng. Hơn nữa khu dân cư Tây Giang cùng thành cổ Thổ Thành đang xin công nhận di sản văn hóa thế giới được truyền ra cũng làm Ninh Lăng hay được đưa tin trên truyền hình. Nhất là việc mời CCTV làm một bộ phim dài 30 phút giới thiệu về khu dân cư Tây Giang, cổ thành Thổ Thành, Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân, cô lỗ câu để công chiếu khiến danh tiếng Ninh Lăng càng sáng hơn. Mà tháng 5 một loạt trang web lớn nhất Trung Quốc như Thiên Hạ, Tân Lãng, đều đưa tin công ty điện ảnh Ấn Tượng Sáng Tạo Bắc Kinh cùng hai công ty đầu tư mạo hiểm cùng với Quỹ Phát triển Văn hóa Du lịch Ninh Lăng cùng thành lập công ty điện ảnh, chọn khu dân cư Tây Giang và khu dân cư dân tộc Hoa Khê Câu Thành trường quay khổng lồ, tin tức này làm cả nước chấn động. Một khách sạn 3 sao năm ngoái đã được khởi công ở khu Hà Nam, đang nhanh chóng thi công. Đồng thời công ty du lịch quốc gia và công ty Cẩm Giang, Thượng Hải đều tới Ninh Lăng khách sạn hoàn cảnh đầu tư. Tháng 5 công ty khách sạn Cẩm Giang, Thượng Hải đã ký hợp đồng sơ bộ với Ủy ban Ninh Lăng về việc xây dựng khách sạn Vương Triều Ninh Lăng cấp 4 sao cách khu dân cư Tây Giang 1 km. Mà tuần đầu tháng 6, Ủy ban Ninh Lăng cùng công ty du lịch quốc gia xác định công ty du lịch quốc gia sẽ xây dựng khách sạn du lịch quốc gia Ninh Lăng ở khu đất vàng gần cầu Ô Giang. Vưu Liên Hương có chút đau đầu. Lãnh đạo chủ yếu có suy nghĩ của lãnh đạo chủ yếu, lãnh đạo phân công quản lý có suy nghĩ của mình. Mảng công nghiệp, nông nghiệp, buôn bán, du lịch phục vụ đều có đủ vấn đề, ai cũng muốn biểu hiện trong hội nghị. Nếu như lần trước ủy viên trưởng đi thăm còn chủ yếu phục tùng yêu cầu chính trị, nhưng lần này lại khác. Bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh cùng với phó chủ tịch thường trực tỉnh đều tới, hơn nữa chủ yếu xem công tác thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân. Hội nghị công tác lần thứ nhất kết thúc. Vưu Liên Hương biết mình thành tâm điểm mọi người chú ý. Lý Đại Phú, Mạnh Nguyên, Trúc Văn Khôi, Phú Quyên luôn tìm cô để bảo ưu tiên mảng bọn họ phụ trách. Hơn nữa Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân cũng không hoàn toàn nhất trí. Như Triệu Quốc Đống có hứng thú hơn với hạng mục nông nghiệp cùng văn hóa du lịch, Trung Dược Quân lại chú trọng mảng công nghiệp, giao thông, xây dựng. Trung Dược Quân cho rằng như vậy mới có thể làm lãnh đạo và đại BAU rung động. Triệu Quốc Đống thật ra cảm thấy đây là cơ hội tốt để Vưu Liên Hương rèn luyện, đồng thời cũng là sân khấu tốt để Vưu Liên Hương biểu diễn. Nửa cuối năm tỉnh ủy sẽ tiến hành điều chỉnh bộ máy các nơi, nếu Vưu Liên Hương muốn có tiến bộ thì ít nhất phải làm gì đó cho lãnh đạo chủ yếu có ấn tượng. Cho nên hắn biết Trung Dược Quân hy vọng y chủ trì hội nghị, nhưng Triệu Quốc Đống lấy lý do mình và Trung Dược Quân đều phải phụ trách nhiều việc, không thể bố trí cụ thể nên đẩy Vưu Liên Hương ra. Cũng may Vưu Liên Hương rất nhanh bị hấp dẫn sang việc tranh chấp chức bí thư huyện ủy Tào Tập với Lục Kiếm Dân nên cũng đồng ý.
quyển 14, chương 3. Còn ra thể thống gì nữa hả? Vân Duệ giật mình vì nghe tiếng sếp gầm lên, y vội vàng đi tới khẽ đóng cửa thư phòng lại, y thấy âm thanh vẫn còn chui ra ngoài nên đóng cả cửa phòng khách lại, phòng mình cũng khép hờ. Như vậy ai muốn từ hành lang đi tới phải qua cửa chỗ y? Vân Duệ có chút sợ hãi, làm thư ký cho Triệu Quốc Đống lâu như vậy nhưng lần đầu tiên y thấy sếp tức như vậy, mà đối tượng tức giận lại là phó thị trưởng thường trực Vưu Liên Hương. Đây là điều y không thể tin vào tai mình. Y không biết phó thị trưởng Vưu Liên Hương làm gì khiến sếp tức, nhưng thị trưởng Vưu có quan hệ mật thiết là điều ai cũng biết. Y thậm chí chính tai nghe sếp gọi thị trưởng Vưu là cư, chỉ riêng điểm này Vưu Liên Hương sao có thể bị mắng. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy mình phản ứng không đúng, Vân Duệ rất tự nhiên đóng cửa để làm mình tỉnh táo lại. Cư, bây giờ là lúc nào mà chị không nhịn được một thời gian nữa sao? Chẳng lẽ sống thêm một năm, năm rưỡi với chị khó như vậy sao? Chị cần gì biết y làm gì ở ngoài, con chị cũng không nhỏ, cũng hiểu chuyện. Ai đúng ai sai cháu chẳng lẽ không phân biệt được sao? Hơn nữa con chị đã giao cho bà nội nuôi mà, em không tin bà lão lại không phân rõ điểm này. Quốc Đống, tôi biết cậu nghĩ tốt cho tôi. Cậu yên tâm, hội nghị lần này tôi sẽ bố trí tốt cho cậu, đảm bảo không có việc gì. Về phần vấn đề cá nhân của tôi thì tôi nghĩ tôi chỉ theo trình tự báo cáo với tổ chức một chút. Tôi không hy vọng cậu lấy danh nghĩa bí thư thị ủy can thiệp chuyện riêng của tôi. Vưu Liên Hương cầm khăn tay lau nước mặt. Hồ đồ, chỉ vì hội nghị đơn giản như vậy sao? Triệu Quốc Đống đập mạnh tay vào bàn khiến nước trà tung tóe khắp bàn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Hội nghị này có bao tác dụng với tôi? Cư, đây là tôi suy nghĩ cho chị. Nửa cuối năm tỉnh sẽ điều chỉnh bộ máy mấy thị xã, có mấy chức thị trưởng chưa xác định, tôi đã đề cử chị với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Trưởng ban Hàn đã đồng ý suy xét. Bình thường chị thông minh như vậy, sao bây giờ lại thế? Vưu Liên Hương không thể tin vào tai mình. Triệu Quốc Đống đã nói tầm quan trọng của hội nghị với cô, nhưng không nói đến việc khác. Vưu Liên Hương hoàn toàn không ngờ Triệu Quốc Đống giao hội nghị cho mình chủ trì là vì ý này. Triệu Quốc Đống có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết Vưu Liên Hương rất khổ, chồng cô không ra gì. Vưu Liên Hương sớm biết chồng có tình nhân ở ngoài, còn bị lây bệnh. Điều này là do Vưu Liên Hương trong lúc vô tình thấy trong túi áo chồng rơi ra tờ giấy xét nghiệm nên mới thấy. Điều này làm cô không còn muốn sống chung nữa. Mà chồng cô cũng càng lúc càng làm càn, dẫn gái về nhà ngủ. Vưu Liên Hương vừa lúc về bắt gặp, chồng Vưu Liên Hương làm như vậy là ép cô ly hôn sau đó lấy hết tài sản. Y biết Vưu Liên Hương không có tâm trí để tranh cãi với mình ở việc này. Cứ, tôi không nói nhiều, chính chị tự thu xếp đi. Xem bên nào nặng bên nào nhẹ thì chị tự nghĩ. Vì một thứ rác rưởi mà mất đi mục tiêu sống của mình. Triệu Quốc Đống cố gắng khống chế tâm trạng của mình. Chỉ có con đường càng xa hơn cơ mà. Vưu Liên Hương khóc, cô chưa bao giờ khóc trước mặt người đàn ông khác, kể cả chồng cô hay thủ trưởng cũ Hùng Chính Lâm. Cô đồng ý chui trong góc khóc đến sáng, nhưng hôm nay cô phát hiện mình không thể khống chế tâm trạng của mình. Đây là lần thứ ba cô khóc, trước đây việc đó không thể xảy ra. Triệu Quốc Đống không nhịn được lắc đầu. Phụ nữ đều mềm yếu. Vân Duệ cảm thấy mấy hôm nay tâm trạng sếp không tốt, thậm chí hiếm khi nổi giận với trưởng ban thư ký Tằng Lệnh Thuần và trưởng ban tuyên giáo Lỗ Năng vì mấy việc nhỏ. Sau đó Vân Duệ phát hiện sếp hơi hối hận, cho nên y cũng rất cẩn thận lựa chọn cơ hội ám chỉ với hai vị kia là sếp có tâm trạng không tốt, mong bọn họ hiểu. Tâm trạng Triệu Quốc Đống đúng là không tốt, ngoài việc chuyện Vưu Liên Hương ra. Hạng mục trụ sở dược liệu của tập đoàn Giang Trung ở Tào Tập cũng có vài vấn đề. Trước đó Tào Tập hứa cho thuê tập đoàn Tam Cửu 3.200 mẫu đất và cung cấp các loại giống cho trụ sở dược liệu, nhưng đó chỉ là hợp đồng miệng mà thôi. Bây giờ sau khi chuyển sang tập đoàn Giang Trung thì tập đoàn Giang Trung cũng dự định học theo cách của Tam Cửu nên có vài điều kiện không thể thống nhất với dân chúng địa phương. Chính quyền địa phương bị kẹp ở giữa cũng rất khó khăn. Vừa lúc muốn nhanh chóng xác định hạng mục, đây coi như tấm danh thiếp vàng của Tào Tập, nhưng lại bị quần chúng nhân dân kiên quyết phản đối, chính quyền địa phương cũng không dám dễ dàng tỏ thái độ. Nếu dân chúng tức giận rồi khi đoàn tham quan tới rồi gặp dân chúng chặn đường thì hay rồi. Họa vô đơn chí, câu này quá chính xác. Thời gian tổ chức hội nghị càng lúc càng gần, Tây Giang lại xảy ra vụ án giết người. Hai vợ chồng ly hôn vì tranh cãi, chồng giết vợ cũ và cả bố mẹ vợ vì cho rằng khiến vợ chồng y ly hôn, sau đó uống thuốc sâu tự tử. Điều này tạo thành ảnh hưởng lớn đối với cả nội thành Ninh Lăng. Bí thư Đinh, bí thư đảng ủy chính pháp tỉnh cũng gọi tới hỏi tình hình,
yêu cầu Ninh Lăng vừa phát triển kinh tế cũng không được quên cải thiện tình hình an ninh trật tự. Lời tuy nhẹ nhưng hàm nghĩa rất nặng nề. Chỉ là vụ án này mang tính đột phát, mâu thuẫn tích lũy đâu có lộ ra. Ai cũng không thể đoán trước, Triệu Quốc Đống mặc dù tức nhưng cũng không tiện phát tiết lên đầu cục công an. Hắn ngoài việc yêu cầu đảng ủy chính pháp một lần nữa điều tra mâu thuẫn xã hội, cố gắng hóa giải từ trước, tránh xảy ra tình hình tương tự. Còn đâu hắn không có cách nào khác. Bí thư Lam, ngài tới, bí thư Triệu có nhà. Vân Duệ nói. Bí thư Triệu ở một mình sao? Lam Quang thấy Vân Duệ mời mình vào phòng của y, lại nhìn phòng khách đóng cửa nên chỉ biết là có khách. Là thị trưởng Phù và hai vị cục trưởng, phó cục trưởng ở cục giáo dục tới một lúc rồi, có lẽ rất nhanh sẽ ong. Tôi pha trà ô long cho ngài. Vân Duệ là người cẩn thận, vị lãnh đạo nào thích uống trà gì y đều nhớ kỹ. Lam Quang không thích uống trà sao Ninh Lăng cũng không thích uống chè xanh hay chè hoa như mọi người tỉnh An Nguyên thích. Mà y thích uống chè ô long Đài Loan. Cảm ơn Tiểu Vân, cậu nhớ kỹ tôi thích gì vậy cơ à? Lam Quang cười cười một tiếng rồi thở dài một tiếng. Bí thư Triệu, trong thời gian này có phải không vui không? Vâng. Vân Duệ gật đầu nói. Chẳng qua ngày đến, bí thư Triệu chắc sẽ vui lên. Ừ, cậu đúng là biết nói. Bí thư Triệu không hài lòng với tôi. Bí thư Triệu thấy các công ty tới đầu tư mới cười hoa cả mắt. Lam Quang ngồi trên ghế nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói. Thật sự chuyện phiền phức không ngừng tới. Ngoài việc tập huấn công nhân cho công ty Camin cùng công ty ô tô Fukuda gặp phiền phức ra, tập đoàn Quang Hoa cũng đưa ra yêu cầu bọn họ phải được đối xử công bằng, yêu cầu Ninh Lăng phải cung cấp người lao động đã được huấn luyện cơ bản cho bọn họ. Trường dạy nghề Ninh Lăng có quy mô nhỏ, thiết bị kém nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ này thì đầu tư không hề ít. Chỉ là đầu tư quá lớn nhưng thị xã đã hứa với công ty cũng phải thực hiện. Triệu Quốc Đống cũng cho rằng đây là cơ hội phát triển cho ngành giáo dục Ninh Lăng. Nhất là công ty Camin, Fukuda, tập đoàn Quang Hoa cũng đồng ý cung cấp một bộ phận lực lượng giáo viên để giúp đỡ tập luyện, điều này sẽ có thể đền bù sự thiếu sót của Ninh Lăng trong lĩnh vực này. So với trang thiết bị thì Ninh Lăng thiếu lực lượng trong việc dạy hơn. Nhưng khoản đầu tư này khá lớn, Trung Dược Quân cùng Vưu Liên Hương cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Bọn họ muốn tiến hành bàn với mấy công ty chia ra vài bước, đầu tiên giải quyết một phần người lao động. Nhưng Lý Đại Phú lại kiên quyết phản đối. Cho rằng như vậy sẽ ảnh hưởng đến độ tin cậy của công ty với chính quyền, yêu cầu chính quyền dù như thế nào cũng phải thực hiện lời hứa. Trong hội nghị thường trực ủy ban cũng đã có tranh cãi gay gắt. Quyền 14, chương 4. Thị trưởng Phù, tài chính đúng là có chút khó khăn nhưng ý của tôi là uy tín của thị xã không thể mát. Không thể để các công ty cảm thấy bọn họ đã đầu tư vào đây rồi chúng ta sẽ bỏ mặc. Như vậy sẽ tổn hại hình tượng thu hút đầu tư của Ninh Lăng chúng ta. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Về phần khác việc tăng cường hệ thống giáo dục dạy nghề cũng là điều rất quan trọng để tăng sức cạnh tranh. Tôi lúc ở Hoài Khánh đã kiên định phát triển ngành giáo dục dạy nghề, đây là trụ cột tăng lực lượng cạnh tranh trong công nghiệp. Nhưng mà bí thư Triệu, thị xã năm nay đưa vào không ít hạng mục, khoản chi khá lớn. Thị trưởng Trung cùng thị trưởng Vưu đều có chút băn khoăn, nói nếu chi tiêu quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tình hình tài chính năm tới của Ninh Lăng chúng ta. Phù Quyên có chút do dự nói. Tôi sẽ nói chuyện với thị trưởng Trung, chuyện này chỉ cứ chuẩn bị theo kế hoạch đã định, đáng đấu thầu thì đấu thầu, cần chỉ định thì chỉ định. Triệu Quốc Đống có chút mệt mỏi nói. Không nên làm qua loa sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của chính quyền. Phù Quyên lặng lẽ gật đầu rồi nháy mắt ra hiệu với người của Cục Giáo dục để xin phép ra ngoài. Bí thư Triệu sao vậy, tôi thấy tâm trạng anh không được tốt. Lam Quang bưng chén trà vào văn phòng Triệu Quốc Đống. Quan hệ hai người đã gần khôi phục lại như trước khi Triệu Quốc Đống đi khỏi Ninh Lăng. Đương nhiên thân phận của Triệu Quốc Đống bây giờ đã khác, Lam Quang cũng thêm phần tôn trọng hắn. Ừ, cuộc đời không bao giờ được như ý mình cả. Triệu Quốc Đống xua tay mời Lam Quang ngồi xuống. Tài chính thị xã đúng là hơi căng. Sự quân cùng Liên Hương định cắt giảm những gì đã hứa với các công ty, tôi không đồng ý. Ồ, là mảng giáo dục dạy nghề. Lam Quang mơ hồ biết việc này. Ừ, giáo dục dạy nghề có tầm quan trọng rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng sau này, nó sẽ tăng tính cạnh tranh, đầu tư càng sớm, càng nhiều thì thu hoạch càng cao. Có vài người không thấy điểm này. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Tôi không làm người thiển cận, thà chấp nhận bây giờ buộc chặt thắt lưng cũng phải tạo cái móng thật tốt. Lam Quang biết chuyện mà Triệu Quốc Đống đã quyết định thì không ai có thể thay đổi hắn.
Đầu tư vào giáo dục đúng là chậm thấy hiệu quả nhưng sức ảnh hưởng là rất lớn. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, đầu tư vào giáo dục phải sớm và đầu đủ. Cán bộ lãnh đạo chúng ta khi nhìn vấn đề thường chỉ nhìn một phía. Chúng ta không nên vì lợi ích trước mắt mà cần phải tính tới lợi ích lâu dài. Triệu Quốc Đống nói, vụ án kia điều tra đến đâu rồi? Bí thư Triệu, hôm nay tôi đến chính là báo cáo việc này và cũng muốn trao đổi với anh một chút. Lam Quang nghiêm túc nói, ồ, không phải nói vụ án rất đơn giản sao? Triệu Quốc Đống cảm thấy Lam Quang vẻ mặt như vậy thì hình như còn có chuyện. Bề ngoài nhìn như đơn giản nhưng tôi đã yêu cầu đảng ủy chính pháp chăm chú điều tra tìm hiểu, chủ yếu chính là kết hợp với ý kiến của anh yêu cầu tìm hiểu rõ ràng. Tôi đã chuyên môn tìm hiểu về nguyên nhân của vụ án. Lam Quang nói, ừ, xem ra các anh có thu hoạch, nói xem. Triệu Quốc Đống cũng trở nên nghiêm túc. Lam Quang giới thiệu qua tình hình vụ án rồi phân tích từng bước phân tích việc người tình nghi vốn là một công nhân nhà máy phân bón hóa học Ninh Lăng, sau đó nhận một cọc về hưu, sau đó kinh doanh thất bại khiến bị người nhà coi thường. Tiền trợ cấp hàng tháng quá thấp, mà người nhà nhất là vợ và mẹ vợ cũng thay đổi thái độ với y. Vợ y cuối cùng yêu cầu ly hôn, y tìm mọi người xin xỏ nhưng bị từ chối, cuối cùng tòa án quyết định ly hôn. Y thấy không còn ý nghĩa sống nữa nên mới ra tay như vậy. Sau khi Lam Quang giới thiệu xong tình hình, Triệu Quốc Đống không khỏi suy nghĩ. Lúc trước khi Đinh Sâm gọi điện cho hắn, hắn mặc dù ngoài miệng nói nhất định sẽ tổng kết kinh nghiệm từ việc này nhưng thực ra không cho là đúng. Hắn cho rằng đây chỉ là một vụ án đột phát, không thể đề phòng nổi, không có quan hệ mấy đến tình hình an ninh trật tự của Ninh Lăng. Nhưng bây giờ xem ra việc không đơn giản như vậy. Bây giờ chúng tôi đang tiến hành việc điều tra toàn diện các đầu mối có thể xảy ra vụ việc tương tự trong thị xã. Phát hiện có 9 vụ có dấu hiệu chuyển sang hình sự, có 3 vụ khó giải quyết và khẩn cấp. Tôi đã bố trí đảng ủy chính pháp các quận, huyện lập tức triển khai công việc, tránh xảy ra chuyện tương tự. Lam Quang thở dài một tiếng. Tôi ở Ninh Lăng nhiều năm, tổng thể mà nói phát triển kinh tế của Ninh Lăng là nhanh, nhất là một năm qua phát triển nhanh hơn nữa. Nhưng theo công ty nhà nước giải thể khiến rất nhiều công nhân già mất việc, khó thích ứng với hoàn cảnh mới, thiếu khả năng sinh tồn. Lam Quang rất nặng nề nói. Những người này thoáng cái bị vứt vào xã hội tàn khốc, mất đi tư cách lao động, mất đi năng lực kiếm sống từ chính sức mình. Chuyện này ở nước ngoài người ta thường hay tiến hành trị liệu tâm lý nhưng ở Trung Quốc chúng ta là không thể. Những người đó sa sút tinh thần trong thời gian dài sẽ sinh ra tâm trạng chán đời, bi quan, cố chấp, dễ bị bệnh tâm thần, thù hận thế giới. Như vậy dễ tạo ra các vụ án, mà vụ án lần này chính là một minh chứng. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Lam Quang đúng là có phân tích ở vấn đề này, phân tích khá cẩn thận, thấu đáo. Xã hội cải cách không thể tránh khỏi xuất hiện việc này, nó sẽ tồn tại trong một thời gian dài, làm như thế nào giảm bớt đau đớn, cố gắng xảy ra vụ việc đau lòng đúng là cần nắm bắt tốt. Tình hình Ninh Lăng khá tốt bởi vì số công ty nhà nước không nhiều, áp lực không lớn. Nhưng các thành phố công nghiệp cũ như Miên Châu, Kiến Dương cùng với Đường Giang, Vinh Sơn, Lô Hóa lại khác. Giải quyết mấy vấn đề này từ căn bản thì cần chính quyền phải sáng tạo việc làm cho người lao động mất việc có được kỹ năng làm việc mới, cố gắng thỏa mãn nhu cầu việc làm cho bọn họ. Đây là chỉ từ gốc, phần khác cũng là phải yêu cầu xã hội quan tâm đến tầng lớp này, làm cho bọn họ thoải mái về tâm lý. Lão Lam, muốn giải quyết vấn đề này không phải dễ dàng, cũng không phải một đảng ủy, chính quyền nào có thể làm mà phải khiến toàn bộ xã hội chú trọng. Đương nhiên đảng ủy chính pháp cũng có trách nhiệm. Hiến pháp đã quy định công dân có quyền lao động, đảng ủy, chính quyền có trách nhiệm và nhiệm vụ đảm bảo quyền lao động của công dân. Ở điểm này chúng ta làm chưa đủ, nhĩ át là khi Ninh Lăng gặp thời kỳ phát triển thì chúng ta lại quên đi việc này. Anh có ý gì trong việc này không? Triệu Quốc Đống cảm thấy Lam Quang chuyên môn tới tìm mình nói chuyện thì nhất định có ý gì đó. Bí thư Triệu, chuyện này tôi đúng là cảm thấy rất xúc động. Nói thật hôm xảy ra vụ án tôi cũng tới hiện trường. Rất thảm thiết làm người ta không đành lòng. Tôi hiếm khi mất ngủ vì làm ở ngành này nhiều năm, nhưng mà vụ án này làm tôi mất ngủ một đêm, suy nghĩ rất nhiều. Lam Quang thở dài nói. Lần này tôi đã yêu cầu đảng ủy chính pháp các quận, huyện tiến hành điều tra, trọng điểm là tìm xem các mầm mống mâu thuẫn lớn. Chúng tôi phân tích thì thấy hầu hết người dễ tạo mâu thuẫn là tầng lớp yếu ớt trong xã hội, không thích nghi với thời đại mới, hơn nữa trong cuộc sống còn có vài việc khiến bọn họ bị kích động, đau lòng. Lam Quang nói, cho nên tôi lại chuyên môn tìm hiểu thì thấy những người mất năng lực cạnh tranh trong xã hội thì có không ít người đã khá cao tuổi.
Bọn họ đều nhớ đến thời kỳ chính quyền chịu trách nhiệm giải quyết tất cả, bây giờ thấy xã hội cố lực lượng nên có bất mãn với chính quyền và xã hội. Đây đều là những tầng lớp gây mất ổn định, hoặc là có thể tạo ra sự kiện quần thể. Triệu Quốc Đống gật đầu ra hiệu Lam Quang nói tiếp. Ngoài ra tôi kết hợp với một vài vấn đề trong ngành tư pháp khi phạm nhân ra tù thì thấy những người này bị xã hội soi mói, vô thức cho rằng bọn họ lúc nào cũng có thể phạm tội trở lại. Những người này không tìm được công ăn việc làm, bị xã hội đẩy ra rìa khiến bọn họ không có quyền lợi. Cho nên bọn họ không thể một lần nữa quay lại con đường phạm tội. Căn cứ số liệu thống kê của cơ quan công an thì việc cứ hai phạm nhân ra tù có một phạm tội trở lại. Quyển 14, chương 5. Triệu Quốc Đống xuất thân công an nên không lạ gì mấy việc này. Lam Quang nói rất đúng, nhưng ở tình hình hiện nay muốn phá bỏ quan điểm đó là không dễ. Xã hội vốn có quan niệm với người ra tù là như vậy, anh muốn phá vỡ chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình mà thôi. Bây giờ đảng ủy, chính quyền có thể cũng đã cố gắng tạo việc làm, tăng việc tập huấn để làm người lao động có việc, nhưng đó khi không thể đảm bảo hết việc làm cho người lao động bình thường, anh muốn có đảm bảo cho người ra tù thì càng không thực tế. Lão Lam, tôi cảm thấy anh có ý tưởng, tôi đang chờ anh nói. Triệu Quốc Đống thấy Lam Quang định nói lại thôi nên cổ vũ. Bí thư Triệu, tôi có ý tưởng nhưng chưa chín chắn lắm. Lam Quang bình tĩnh nói. Tôi cảm thấy đảng ủy, chính quyền chúng ta khi giải quyết mấy vấn đề này thì cần có vài hành động. Ý của tôi là đảng ủy, chính quyền có thể thích hợp cân nhắc giải quyết việc làm cho người ra tù. Ví dụ như theo kinh tế Ninh Lăng phát triển, diện tích nội thành tăng lên, xe cộ qua lại nhiều, tai nạn giao thông tăng lên, như vậy có thể thành lập nhân viên điều khiển giao thông văn minh và nhân viên bãi đỗ xe, vừa có thể giảm tình hình vi phạm giao thông, vừa giảm tai nạn giao thông, vừa có thể xây dựng tinh thần văn minh, ý thức giao thông cho dân chúng. Lại ví dụ như Ninh Lăng đang tích cực sáng tạo đô thị du lịch, y tế, vệ sinh hàng đầu Trung Quốc, ở việc này có rất nhiều việc cần làm. Chúng ta có thể tăng thêm công nhân vệ sinh, nhân viên an ninh trật tự, công việc này thích hợp cho những người tuổi hơi cao một chút. Hơn nữa tôi cảm thấy việc dọn vệ sinh hoàn toàn có thể tạo sức sống cho tầng lớp này. Triệu Quốc Đống gật đầu, đề nghị của Lam Quang rất có tính sáng tạo. Chẳng qua như vậy sẽ mang tới vấn đề khó khăn cho chính quyền thị xã. Việc giải quyết công ăn việc làm công ích cần tài chính gánh vác, sợ là sẽ mang tới không ít tranh luận. Nhưng đề nghị của Lam Quang, theo Triệu Quốc Đống thấy có thể suy xét. Đây không đơn giản là giải quyết cho một bộ phận người mất việc, mà là biểu hiện hướng đi của một xã hội, muốn cho tầng lớp yếu ớt trong xã hội cảm nhận đảng ủy, chính quyền đang chú ý đến bọn họ, giải quyết vấn đề cho bọn họ, để bọn họ có hy vọng. Lão Lam, việc này bên chính quyền nhất định có tranh luận, chẳng qua tôi cảm thấy có thể cân nhắc. Tăng thêm số lao động công ích, chủ yếu dành cho người mất việc, đương nhiên theo lời anh nói là người ra tù cũng cần cân nhắc. Hiện nay Trung ương Đảng, Chính phủ đều đưa ra ý kiến lấy dân làm gốc, chú ý cuộc sống dân chúng, hai quan niệm này không biết anh có chú ý tới không? Tôi cảm thấy việc giải quyết mâu thuẫn nội bộ thì chính là giải quyết vấn đề sinh tồn cho tầng lớp dưới cùng xã hội, nó cũng có thể xếp vào phạm vi công việc của Đảng ủy Chính pháp. Anh nói ra quan điểm này theo tôi thấy là phù hợp ý đồ của Trung ương, cũng nên nhân cơ hội này làm một chút. Triệu Quốc Đống nói làm Lam Quang hiểu không ít, điều y khổ tâm nghĩ vài ngày nhưng Triệu Quốc Đống lại thấy rất rõ ràng. Hắn nói mấy câu là có thể dính tới hàm nghĩa trong đó, còn liên lạc đến chính sách của Trung ương, đây là năng lực và bản lĩnh chính trị. Bí thư Triệu, tôi đến báo cáo công việc này với anh cũng chính là có ý này. Tỉnh ủy và đảng ủy Chính pháp tỉnh vẫn luôn yêu cầu công tác chính pháp cần có sáng tạo, nhất là trong làm việc an ninh trật tự cần phải mạnh dạn thăm dò, tìm ra con đường mới đảm bảo hoàn cảnh phát triển kinh tế tốt đẹp của địa phương. Cho nên tôi cũng bố trí đảng ủy Chính pháp tiến hành khảo sát xem ngành chúng tôi cần phải sáng tạo triển khai công việc từ phương diện nào. Điều này tôi vẫn luôn suy nghĩ cho nên bây giờ mới báo cáo với anh, trưng cầu ý kiến của anh. Lam Quang nói rất vững vàng và kiên quyết, y nói lời này đương nhiên là trải qua tính toán rất nhiều. Lão Lam, nếu như lãnh đạo của chúng ta ai cũng có thể chú tâm vào công việc của mình thì tôi nghĩ Ninh Lăng chúng ta muốn không phát triển cũng khó. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Lam Quang đúng là có chút trình độ, có thể thấm nhuần những lời hắn phát biểu trong hội nghị công tác chính pháp lần trước vào trong công việc, trong thời gian ngắn đã đưa ra vài quan điểm. Lam Quang đứng ở vị trí bí thư đảng ủy Chính pháp đúng là hơi uổng phí tài năng. Lúc trước khi Triệu Quốc Đống làm thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy tiếp xúc với Lam Quang không ít nhưng phạm vi nhỏ hẹp. Nhưng sau một năm làm bí thư thị ủy, hắn có ấn tượng rất sâu với Lam Quang.
Triệu Quốc Đống phát hiện mình bây giờ đúng là có chút biến hóa. Trước đó khi hắn ở Hoài Khánh thì cảm thấy cán bộ bên cạnh mình có không ít khuyết điểm, nhưng bây giờ hắn đến Ninh Lăng lại thấy khác. Hình như mỗi cán bộ bên cạnh hắn đều lộ rõ ưu điểm, còn khuyết điểm gần như có thể bỏ qua. Bí thư Triệu, anh đừng khen tôi như vậy. Lam Quang cười cười một tiếng. Dù sao tôi cũng là bí thư đảng ủy chính pháp nên cần phải cân nhắc về công việc này mà. Ngồi mãi trong cơ quan chỉ tay chỉ chân tôi không quá quen. Trước đây Hoàng Lăng không thích hệ thống chính pháp chúng tôi dù có cố gắng đến đâu nhưng lãnh đạo không thích thì làm gì được. Bây giờ anh tới, tôi đương nhiên phải làm tốt công việc mà. Ừ, lão Lam, mảng chính pháp nói thật nhiều người đứng đầu tuy nói là coi trọng nhưng đó chỉ là lời nói mà thôi. Nói vài câu, tổ chức vài hội nghị nhấn mạnh còn đâu vứt hết sang cho đảng ủy chính pháp. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cần toàn bộ dân chúng tham gia, đảng ủy, chính quyền chịu trách nhiệm, hệ thống chính pháp là tiên phong. Bây giờ hệ thống chính pháp một mình làm việc, tài nguyên do đảng ủy, chính quyền nắm trong tay. Nếu người đứng đầu đảng ủy, chính quyền không chú trọng công tác chính pháp thì sao có thể làm tốt công việc được? Triệu Quốc Đống quá hiểu mấy điều này. Chẳng qua tôi thật ra cảm thấy Ninh Lăng chúng ta không ngại đẩy mạnh công tác chính pháp, xem có thể làm ra thành tích hay không. Chủ tịch Ngoa đã nói bắt hai tay đều phải cứng rắn. Làm như thế nào vừa có thành tích trong việc đả kích tội phạm, vừa đảm bảo an ninh trật tự, tôi cảm thấy Ninh Lăng chúng ta không chỉ cần đạt thành tích về kinh tế, cũng cần là điển hình trong công tác an ninh trật tự. Lam Quang thấy Triệu Quốc Đống rất kiên quyết ủng hộ mình nên khá yên tâm. Công tác chính pháp không dễ làm nhất là khi xã hội thay đổi, cải cách tiến hành sâu rộng khiến đủ loại mâu thuẫn xuất hiện, va chạm về lợi ích đan xen nhau, làm như thế nào làm tốt công việc cũng cần phải thăm dò. Buổi nói chuyện cứ thế trôi qua, vấn đề nằm ở chỗ Lam Quang không muốn ngồi mãi ở chức bí thư đảng ủy chính pháp, y còn muốn tiến lên. Như vậy ngoài việc vận dụng mối quan hệ thì y cũng cần đạt được thành tích ra hồn. Bí thư Triệu, nếu có anh ủng hộ thì tôi cũng dự định thử nghiệm ở việc này. Đúng như anh nói, Ninh Lăng chúng ta không thể chỉ tập trung vào phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế nếu không có ổn định xã hội thì sẽ không thể thực hiện. Lam Quang cười cười nhìn đồng hồ nói. Ồ, đã 6 giờ rồi, tối bí thư Triệu có rảnh không, nếu rảnh thì đến nhà tôi ngồi một chút. Vợ Lam Quang trước làm ở bệnh viện Miên Châu và không muốn sang Ninh Lăng. Nhưng mấy năm trời Lam Quang vẫn ở Ninh Lăng nên đành phải chuyển tới khoa phẫu thuật bệnh viện Ninh Lăng. Ừ, cũng được. Làm phiền gia đình, coi như đến xem kỹ thuật của chị dâu có tiến bộ không. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi đồng ý. Hắn từng tới nhà Lam Quang nhưng là mấy năm trước. Triệu Quốc Đống ra khỏi nhà Lam Quang đã là hơn 9 giờ tối, đã lâu hai người không ngồi uống rượu riêng như vậy. Lam Quang uống tốt, không hề thua kém Triệu Quốc Đống là mấy. Lam Quang xem ra cũng có ý. Lam Quang và Lục Kiếm Dân cùng đến Ninh Lăng được 4-5 năm. Lục Kiếm Dân bây giờ đã là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức. Từ tình hình phát triển của Ninh Lăng thì việc Lục Kiếm Dân được đề bạt làm thị trưởng nơi nào đó là sớm muộn. Nhưng Lam Quang vẫn mãi ở chức bí thư đảng ủy chính pháp, công việc vẫn không lộ rõ nên lãnh đạo tỉnh ít khi chú ý. Bây giờ mình tới Ninh Lăng, Lam Quang có lẽ có suy nghĩ. Điều này Triệu Quốc Đống có thể hiểu, nếu có thể đạt thành tích ở công tác chính pháp thì mình cũng có thể giúp y một phen nhưng nếu muốn tiến lên một bước là không hề dễ dàng. Triệu Quốc Đống không khỏi thở dài một tiếng. Mấy năm nay tình hình an ninh trật tự của Ninh Lăng khá ổn định, thậm chí nhiều công ty cải cách cũng không xuất hiện bao nhiêu sự kiện quần thể, điều này có công không nhỏ của hệ thống chính pháp. Quyển 14, chương 6. Theo hội nghị thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân toàn tỉnh càng lúc càng đến gần, cả Ninh Lăng đang rất náo nhiệt. Toàn thị xã vận động cuộc dọn dẹp vệ sinh, đội quản lý thị trường cũng bắt đầu càn quét các quán hàng ven đường. Cơ quan công an cũng liên tục triển khai hành động đảm bảo an ninh trật tự, bắt các phần tử phạm tội, côn đồ. Khách sạn Ninh Uyển và Ninh Thai đều được trang hoàng lại. Các công việc đã được chuẩn bị khá chu đáo, điểm được xác định coi như xong. Trụ sở dược liệu tào tập khiến cho một bộ phận dân chúng kiện lên chính quyền huyện, Lam Quang tự mình đến tào tập 3 hôm, hơn nữa còn tự mình cùng bí thư huyện ủy tào tập, Thiết Minh gặp đại biểu dân chúng, nghe bọn họ nói ra yêu cầu của mình. Cũng tiến hành bàn bạc việc sau khi trụ sở dược liệu xây dựng xong sẽ khiến dân chúng địa phương tăng thu nhập như thế nào. Đồng thời huyện ủy, ủy ban tào tập cũng tích cực liên lạc với tập đoàn Giang Trung, tập đoàn Giang Trung cũng hứa sẽ nhận một bộ phận nông dân mất đất. Vì thế mâu thuẫn dần ổn định lại. Sau một tuần mặc dù chuyện kiện cáo ở tào tập không nói đã giải quyết hoàn toàn nhưng về cơ bản không có vấn đề.
Điều này làm Trung Dược Quân thở phào nhẹ nhõm, cũng khá hài lòng với công tác của Lam Quang. Triệu Quốc Đống đi như bay. Hắn đổi bộ đồ thể thao nên trông đầy sức sống. Hôm nay hắn quyết định cho mình nghỉ một ngày chuẩn bị leo núi ở khu du lịch Kỳ Lân Quan, sau đó đi trở về. Nghe nói Triệu Quốc Đống muốn đi leo núi, Tiêu Phượng Minh cũng không cảm yếu thế nói muốn cùng đi với hắn. Lỗ Năng cũng tham gia, thêm cả bí thư huyện ủy Hoa Lâm, Đường Diệu Văn. Bốn người 9 giờ sáng tụ tập ở Kỳ Lân Quan sau đó xuất phát. Nếu nói mấy km đầu ba người còn theo kịp Triệu Quốc Đống, nhưng bắt đầu từ núi Hốt Luân thì mấy người đã kém đi. Đường Diệu Văn tốt một chút còn miễn cưỡng thấy lưng Triệu Quốc Đống, Tiêu Phượng Minh và Lỗ Năng đã hoàn toàn bị bỏ lại. Triệu Quốc Đống gần như sáng nào cũng tập luyện, đây là nguyên nhân khiến hắn giữ được sức khỏe. Khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân đã chính thức thành trụ cột chính của công ty Tinh Lãng. Mặc dù giai đoạn 1 của khu du lịch Cốc Thương Lãng, Tân Châu của công ty đã hoàn thành và thu hút rất đông khách du lịch nhưng bên đó còn có chênh lệch không nhỏ với bên này. Chỉ riêng ngày 1 tháng 5 nhờ việc xuất hiện trong đoạn phim tài liệu về du lịch Ninh Lăng trên CCTV đã khiến khu du lịch đón trên 65.000 lượt khách, tiền thu vé vào cửa đã đạt 1,5 triệu tệ, các dịch vụ đi kèm đạt 600.000, khách sạn, nhà nghỉ đều kín chỗ. Bây giờ đang là mùa hè đúng là màu du lịch. Mà Kỳ Lân Quan luôn được nhiều Phật tử tới thắp hương, núi Hốt Luân lại mát mẻ, có suối nước nóng, suối mát, hệ thống giao thông thuận tiện khiến đây trở thành thiên đường nghỉ hè. Trong mấy năm Triệu Quốc Đống rời khỏi Ninh Lăng, lần cận khu du lịch đã có gần 100 nhà nghỉ, năng lực tiếp đón ở mức cao trên 30 nhà, còn lại hầu hết đều là do dân chúng địa phương cải tạo lại nhà mở thành nhà nghỉ nhỏ. Mùa hè hàng năm chính là giai đoạn làm ăn tốt nhất, khách du lịch nối liền không dứt. Nhất là cuối tuần thì hơn 100 nhà nghỉ khách sạn đều kín chỗ. Mà Kỳ Lân Quan cũng đã xây dựng thêm nhiều chỗ ở cho cư sĩ các nơi cũng kín chỗ. Có không ít khách hành hương từ xa tới ở đây 1-2 tháng. Ngay cả mẹ của Lôi Hướng Đông cũng tới đây 1 tháng. Khi Lỗ Năng và Tiêu Phượng Minh thở hổn hển đến núi Hốt Luân, Triệu Quốc Đống đang nói chuyện với người bán rau. Làm cho Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ chính là ông lão bán rau lại nhận ra hắn. Ông lão là người xã Kỳ Lân. Lúc trước khi xây dựng khu du lịch thì nhà ông cũng được nhận vào làm đường từ Kỳ Lân Quan đến núi Hốt Luân. Triệu Quốc Đống nhiều lần tới công trường nên ông lão cũng nhận ra hắn. Ông lão họ Trương có con cái đang mở một nhà nghỉ nhỏ, bà vợ cũng hỗ trợ cho các con. Ông còn lại bình thường đi bán rau, măng kiếm tiền, đến mùa đông liền bán thịt lợn, thịt trâu, thịt dê hun khói, phần lớn cung cấp cho nhà nghỉ của nhà, phần còn lại bán ra ngoài, coi như kiếm được một ít tiền, cuộc sống cũng thoải mái. Trương lão, nghe ông nói như vậy tức là dân chúng xã Kỳ Lân mấy năm nay cũng có một bộ phận người giàu lên. Lỗ Năng cũng rất tò mò với tình hình của người dân quanh vùng. Mấy người đi ra mặc dù không có ý thầm điều tra nhưng có thể hiểu rõ tình hình địa phương cũng tiện mà. Trương lão vừa gầy vừa đen nhưng tóc lại rất đen, cơ thể cường tráng bảo sao có thể đi làm đường 2 năm trời. Ông nhìn Lỗ Năng thấy đối phương có vẻ giống quan chức. Nhưng ông thấy rất bình thường vì Triệu Quốc Đống vốn là bí thư huyện ủy khá thân thiện, chuyện gì cũng dám nói. Vậy phải xem mọi người làm như thế nào. Trước đây khi chưa có khu du lịch thì người chăm cũng không quá nghèo. Núi có nhiều đồ, chỉ cần chịu bỏ công sức vào núi là kiếm được, không chết đói hay nghèo. Đương nhiên nhà ít lao động khó khăn một chút, bây giờ có khu du lịch nên mọi người thuận tiện hơn, chỉ cần có chút tiền là có thể xây dựng 1-2 phòng cho thuê, hoặc là mở cửa hàng bán đồ đặc sản. Hoặc là tự trồng tự bán, cuộc sống cũng vui vẻ. Trương lão khá dẻo miệng, mắt hóp lại, hàm răng do hút nhiều thuốc nên vàng khè. Ông ngồi xổm trên tảng đá nói chuyện với mấy quan chức. Nhưng thật ra Đường Diệu Văn lại có chút khẩn trương, y là bí thư huyện ủy cũng không dám xen vào vì mấy người đi cùng toàn là lãnh đạo thị ủy, hỏi đều không theo quy định, khó tránh khỏi có vài vấn đề lộ ra. Vậy người không có tiền kinh doanh thì sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Cái này cũng dễ mà. Trong khu du lịch có nhiều nhà hàng, quán ăn, bọn họ đều thiếu người và thuê người. Bọn họ còn phải thuê người từ nguyên vào làm nữa. Chỉ cần anh muốn làm thì sợ gì không có việc. Nếu không thích thì có thể lên trường của huyện học kỹ thuật nấu ăn nửa năm rồi về vào nhà hàng làm đầu bếp mà. Trương lão cười ha hả nói. Chỉ sợ anh sợ khổ sợ mệt, như vậy thì chịu rồi. Ở vùng này mọi người đều có việc của mình. Ngoài đám bê tha cả ngày hết ăn lại nằm ra thì không ai rảnh rỗi. Nhìn Trương lão, Tiêu Phượng Minh và Lỗ Năng đều vui vẻ. Tiêu Phượng Minh hỏi Trương lão bây giờ cán bộ thôn chủ yếu làm gì, Trương lão nói khá thật, nói cán bộ xã, thôn ít tới đây, có chuyện tới.
Cán bộ thôn cũng có công việc của mình. Bây giờ gần như không có gia đình thuần nông, dân chúng địa phương đã có cách sống dựa vào khu du lịch, cán bộ cũng hiểu được gần như không có việc gì để làm mấy nên chú ý đi kiếm tiền. Triệu Quốc Đống và Tiêu Phượng Minh nhìn nhau, Đường Diệu Văn thấy thế không khỏi có chút lo lắng. Lỗ Năng lại hỏi về cuộc sống sinh hoạt, giải trí của dân chúng, Trương Lão nghe xong không khỏi thở dài một tiếng. Ông nói bây giờ thanh niên không có cuộc sống văn hóa tinh thần gì cả, rảnh là đánh bạc, khu du lịch bây giờ xuất hiện nhiều quán massage, hát treo đầu dê bán thịt chó, có tệ nạn mại dâm. Đồn công an đến cũng chỉ là cho có mà thôi. Khi đoàn người Triệu Quốc Đống rời khỏi núi Hốt Luân, Đường Diệu Văn cảm thấy không khí hơi nặng nề. Y là bí thư huyện ủy nhưng trọng trách nặng hơn bí thư quận, huyện khác. Đây là nơi bí thư Triệu lập nghiệp, Hoa Lâm bởi vì có bí thư Triệu lãnh đạo nên mới phát triển nhanh như vậy. Ba ngành thực phẩm, chế biến, du lịch tạo ra rất nhiều công ăn việc làm, khiến cuộc sống nông dân Hoa Lâm tăng cao. Chỉ năm ngoái thu nhập bình quân của nông dân Hoa Lâm đứng đầu toàn tỉnh, đứng top 20 toàn quốc, thậm chí còn vượt qua vài quận, huyện ở An Đô. Trong mấy năm Hoàng Côn làm bí thư huyện ủy vẫn đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế, ba ngành sản nghiệp trụ cột được củng cố địa vị, nhất là ngành du lịch phát triển càng lúc càng tốt. Nhưng bây giờ bí thư Triệu mang theo hai vị trưởng ban tới lại gặp phải việc này. Quyển 14, chương 7. Núi Hốt Luân so với 3 năm trước đã được tu sửa lại một chút, thực tế thì kiến trúc bên ngoài không nhiều nên huyện cũng không tu sửa trên quy mô lớn, chỉ là tu sửa, khôi phục theo phong cách cũ. Nhất là đầm Bích Ba với những tảng đá nham xanh nghe nói chính là Bích Nham Lục từ thời Viên Ngộ Thiền Sư để lại, bây giờ là nơi có không ít người theo đạo Phật tới cúng bái. Nghe nói ngày xưa Viên Ngộ Đại Sư Viên Tịch về Tây ở đây, mọi người nếu đến đây thường xuyên cũng có thể về miền Tây phương cực lạc. Lỗ Năng xuất thân văn nhân nên hiểu nhiều về Phật Tông, y thường xuyên ca thán mình có tính Phật nhưng không có tâm Phật, không thể nhảy ra khỏi hồng trần. Ừ, Lão Lỗ, nơi này có Đại Giác Tự. Ở Thành Đô có chiêu giác tự hình như cũng có lần Viên Ngộ Đại Sư đến đó làm chủ trì, xem ra hai chùa này có quan hệ với nhau. Triệu Quốc Đống cũng chú ý đến những tảng đá nham xanh. Nơi này có lời đồn khá khiên cưỡng xuất phát từ Viên Ngộ Đại Sư, không biết là thật hay không, điều này chỉ có trời mới biết. Viên Ngộ Đại Sư cả đời đi khắp các danh tự, Sơn Linh Tuyền Viện ở tỉnh Tương, Đạo Lâm Tự, Tương Tây, Thiên Ninh Tự, Đông Kinh, Kim Sơn Tự, Trấn Giang và Vân Cư Tự. Tỉnh Cống đều được xưng là các chùa Phật môn hàng đầu thời nhị Tống. Tống Huy Tông và Tống Cao Tông đều rất ngưỡng mộ Viên Ngộ Đại Sư, đều coi Viên Ngộ Đại Sư là quốc sư. Chiêu giác tự Thành Đô còn là nơi mà Viên Ngộ Đại Sư thụ nghiệp 8 năm rồi tạo hóa. Lỗ Năng có chút hưng phấn nói. Có thể nói một người đủ để làm một ngôi chùa hưng thịnh, ở tình hình đặc biệt một nhân vật đủ để thay đổi bộ mặt một nơi. Đợi thêm 1-2 tháng nữa khi tảo chín thì chúng ta có thể lên đây ném tảo Hốt Luân. Tiêu Phượng Minh nhìn mảng rừng tảo, bây giờ rừng tảo sớm được rào bảo vệ nhưng vẫn có đường mòn cho du khách vào xem. Đi dọc một vòng quanh đầm Bích Ba, mấy người Triệu Quốc Đống đều thấy mồ hôi thấm vào lưng giờ lại lạnh lạnh. Ánh nắng đã bị cây cối tùm che đi, chỉ thi thoảng xuất hiện vài vệt sáng, thậm chí ngay cả bầu trời cũng trở nên u ám. Diệu Văn, Hoa Lâm phát triển rất nhanh nhưng không thể quên mảng xây dựng tổ chức. Vừa nãy anh cũng nghe được đó, công tác của chính quyền cơ sở cần được cải thiện. Mấy người đi bộ về, đoạn nương giấy giữa lưng chừng núi Hốt Luân đã được xây dựng thành nhà hàng, khách sạn, mọi người ăn trưa ở dây. Từ đây có thể ra sau núi Hốt Luân ngắm cảnh, Huyền Âm Câu cũng là một nơi mà du khách hay muốn tới. Triệu Quốc Đống nói làm cho Đường Diệu Văn thấy áp lực không hề nhỏ. Bí thư Triệu, huyện ủy, ủy ban Hoa Lâm đúng là có chút quên ở việc này, chỉ lo xây dựng kinh tế nhưng không ngờ khi cuộc sống dân chúng cải thiện lại thiếu thốn văn hóa tinh thần. Thậm chí còn xuất hiện lệch hướng. Mà tổ chức xã, thôn cũng không phát huy hết tác dụng ở việc này. Sau khi về tôi sẽ lập tức tổ chức họp hội nghị thường ủy nghiên cứu, thảo luận, kịp thời sửa lại. Tôi không phải phê bình anh, đó là hiện tượng phổ biến trong cả nước. Sau khi cải thiện cuộc sống vật chất, tiền nhiều lên thì nhiều người sẽ không biết sống như thế nào. Đô thị là thế, nông thôn là thế. Làm như thế nào tiến thêm một bước xây dựng văn hóa tinh thần xã hội chủ nghĩa? Như vậy cuộc sống văn hóa tinh thần của dân chúng cần không ngừng nâng lên. Lão Lỗ, ở điểm này ban tuyên giáo cũng có trách nhiệm. Triệu Quốc Đống vừa đi vừa nói. Xây dựng tổ chức cơ sở cũng là như vậy. Trong thời đại coi trọng chủ nghĩa vật chất này thì cuộc sống nhân dân không ngừng được nâng lên, tư tưởng cũng có biến hóa. Làm như thế nào để củng cố vị trí của đảng, làm như thế nào để đề cao sức ảnh hưởng của tổ chức cơ sở,
mấy vấn đề này cần chúng ta nghiêm túc suy nghĩ. Thời kỳ mới cần có quan niệm, tư tưởng mới, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể nắm vững tình thế. Trong bữa ăn đường Diệu Văn cũng giới thiệu qua về tình hình phát triển kinh tế của Hoa Lâm trong năm. Bây giờ ngành công nghiệp thực phẩm của Hoa Lâm đã hình thành hai thế cục gồm ngành chế biến sữa và chế biến thịt. Cơ sở sản xuất sữa của tập đoàn Elis và tập đoàn sữa Tây Hoa đã mở rộng vài lần. Mà hai công ty lớn về chế biến thịt Đại Hoa, Tam Diệp cũng không ngừng mở rộng. Ngành chế biến dựa vào trụ sở chăn nuôi gia súc cũng không ngừng được mở rộng, bắt đầu tiến vào giai đoạn công ty yếu bị công ty lớn thâu tóm. Một vài công ty chế biến gia nhỏ không thể đáp ứng được yêu cầu bảo vệ môi trường càng lúc càng cao của Hoa Lâm nên lục tục đóng cửa và bị mua lại. Trước thời kỳ cao nhất có trên 30 công ty, bây giờ chỉ còn hơn 10 công ty nhưng giá trị sản lượng đã tăng trên 10 lần. Mấy công ty lớn trong ngành chế biến gia đã thành công đi sang các thị trường khác, kéo theo nhiều công ty phụ trợ khiến ngành này phát triển càng lúc càng nhanh. Mà Hoa Lâm cũng cảm nhận được biến hóa này nên tích cực thu hút đầu tư, chuẩn bị hấp dẫn người lao động từ tỉnh Việt tới đây. Mục tiêu của Hoa Lâm chính là phát triển ngành da giày xuất khẩu sang Hong Kong, Đài Loan, Âu Mỹ. Như vậy có thể càng làm các công ty lãi được nhiều hơn. Đường Diệu Văn chuẩn bị sau hội nghị thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân toàn tỉnh lần này sẽ dẫn đoàn của huyện đi học tập khu vực phát triển mạnh ngành da giày, chủ yếu là nhằm vào nguồn lao động của bọn họ, hy vọng có thể áp dụng vào phát triển kinh tế của Hoa Lâm. Bí thư Triệu, tôi cảm thấy Hoa Lâm có ý tưởng trong sự phát triển của mình. Huyện ủy, ủy ban có thể nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế, căn cứ tình hình thực tế, không mù quáng theo xu hướng chung, lựa chọn con đường thích hợp để phát triển. Điều này tôi cảm thấy đáng giá để các quận, huyện khác học tập. Trên đường về ba người Triệu Quốc Đống, Tiêu Phượng Minh và Lỗ Năng rất vui vẻ. Đi leo núi một ngày cũng khiến người ta thoải mái, đồng thời tình hình Hoa Lâm cũng làm người ta phải suy nghĩ. Hai quý đầu năm của Hoa Lâm duy trì tốc độ tăng trưởng trên 40%, mặc dù không so sánh được với khu khai phát cùng quận Tây Giang, Thổ Thành nhưng cũng đã là rất đáng mừng. Ba ngành thực phẩm, chế biến da và du lịch đều tiến vào thời kỳ phát triển ổn định, hình thành hiệu ứng hấp thụ khiến cho ba ngành này không ngừng phát triển. Bây giờ huyện ủy, ủy ban Hoa Lâm đang chú ý đến việc hấp dẫn các ngành liên quan đến ngành da, đã làm một loạt các động tác mới. Điều này làm Triệu Quốc Đống thật lòng cảm phục. Mấy năm làm chủ tịch không khiến Đường Diệu Văn mất đi sự xông xáo. Bây giờ y đang đầy dã tâm muốn Hoa Lâm vượt qua Tây Giang, hơn nữa ở điều kiện không dựa vào thị xã mà đạt được như vậy đã là rất tốt. Đúng thế, Bí thư Triệu, Lão Đường vừa mới nhận chức Bí thư huyện ủy chưa lâu nên cần thời gian chuyển đổi. Nhưng tôi cảm thấy được anh ta có thể nhạy cảm căn cứ vào tình hình thực tế của Hoa Lâm để đưa ra quy hoạch phát triển phù hợp. Đây chính là không theo xu hướng chung, rất hiếm có. Lỗ Năng ngồi ghế trên, y nhìn về đằng trước và nói. Bây giờ có nhiều quận, huyện luôn mơ ước xa vời, thậm chí không tiếc hy sinh lợi ích địa phương mà mong lôi kéo hạng mục, tôi cảm thấy không khí này không tốt. Nhất là khi hoàn cảnh đầu tư của Ninh Lăng chúng ta được cải thiện nếu lấy lòng nhà đầu tư một cách quá đáng thì chẳng những làm lợi ích bản thân tổn thất, hơn nữa cũng tạo thành ảnh hưởng và ấn tượng không tốt với bên ngoài. Trên thực tế nó sẽ ảnh hưởng xấu đến hình tượng tổng thể của cả Ninh Lăng. Tiêu Phượng Minh có chút kinh ngạc, Lỗ Năng nói là có ý ám chỉ. Làm trưởng ban tuyên giáo mà nói ra lời này thì tất nhiên không bình thường. Tiêu Phượng Minh nghĩ đến do hội nghị lần này mà quyết định các điểm tham quan, các ngành, các quận, huyện đều có xung đột, nghe nói vì thế mà Vưu Liên Hương chủ trì công việc này đã vài lần phải khóc. Nhưng thị xã vẫn không ngừng tranh chấp, cuối cùng do Triệu Quốc Đống tự mình quyết định chuyện mới có thể chìm đi. Tất nhiên Lỗ Năng nói là có ẩn ý, hơn nữa trước mặt Mạc Vinh à Triệu Quốc Đống nói như vậy thì thái độ không hề bình thường. Quyển 14, chương 8. Tập đoàn Giang Trung đưa ra điều kiện quá khắt khe ở hạng mục trụ sở dược liệu ở Tào Tập, bọn họ chỉ muốn nhận các khoản nợ rõ ràng của Tam Cửu. Còn các món nợ ẩn thì không chịu, mà yêu cầu do chính quyền Tào Tập chịu. Nhất là các hợp đồng ký với chính quyền địa phương, tập đoàn Giang Trung nói nó không có giá trị, vì thế cũng hủy đi một khoản lớn tiền bồi thường. Tuy nói hợp đồng không thực hiện nhưng nó dính đến vấn đề của dân chúng thì anh phải đưa thứ gì đó ra bồi thường cho dân chúng thì may ra chuyện mới yên được. Vì đảm bảo hạng mục trụ sở dược liệu Tào Tập được xếp vào điểm tham quan trong hội nghị lần này, bên Tào Tập đã đưa ra nhiều nhân nhượng. Chính quyền sẽ gánh chịu một bộ phận lớn khoản nợ không rõ ràng, đương nhiên chưa chắc nhất định tất cả đều phải bỏ tiền ra trả nhưng anh không bỏ ra vài triệu là không thể. Nhất là ở mảng xây dựng cơ sở vật chất, lúc trước Tam Cửu đã yêu cầu rất cao,
bây giờ chính quyền Tào Tập phải thực hiện lời hứa nên cũng tốn không hề ít. Điều kiện này làm thị xã phản đối rất nhiều. Phó Bí thư Thị ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật toàn lực trí công khai phê bình huyện Tào Tập vì thành tích mà gánh chịu khoản nợ không nên gánh, mang tới tổn thất lớn cho chính quyền, cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cục diện thu hút đầu tư của cả Ninh Lăng. Phó Bí thư Thị ủy Lục Kiếm Dân cũng phê phán việc này. Bây giờ xem ra Lỗ Năng cũng muốn ý kiến ở việc này. Tiêu Phượng Minh nghĩ đến gần đây Trung Dược Quân phê bình việc ban tuyên giáo tốn rất nhiều chi phí vào khu dân cư Tây Giang cùng thành cổ Thổ Thành, nói là chỉ làm theo hình thức. Tiêu Phượng Minh tin Lỗ Năng đã nhận được tin này vì thế y đã phát tiết. Tiêu Phượng Minh bây giờ còn không nhìn ra được thái độ của Triệu Quốc Đống đối với việc chuẩn bị cho hội nghị lần này. Lam Quang đến Tào Tập 3 ngày, hỗ trợ huyện ủy Tào Tập giải quyết vấn đề, đây là được Triệu Quốc Đống ủng hộ. Triệu Quốc Đống cũng khen ngợi cách làm của Lam Quang ở việc này. Nhưng vấn đề là Lam Quang không tham gia đàm phán nên Tiêu Phượng Minh không tiện phán đoán suy nghĩ của Triệu Quốc Đống. Chẳng qua Trung Dược Quân kiên quyết ủng hộ cách làm của Tào Tập, cho rằng đây là cách làm có trách nhiệm, có nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế của Tào Tập. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh giống như không nghe ra ý trong câu nói của Lỗ Năng, nhưng hắn lại khẽ thở dài một tiếng. Đoàn kết bộ máy nói thì dễ nhưng muốn làm được là rất khó khăn. Mình mới đến, mọi người cũng còn đang chưa rõ suy nghĩ của hắn. Cho nên nói chuyện và làm việc cũng thường thu lại nhiều. Nhưng khi mọi người dần hiểu tác phong làm việc của hắn thì một vài mâu thuẫn cũng đã lộ ra. Đây không phải do uy tín của hắn không đủ. Theo Triệu Quốc Đống thấy đây lại là việc tốt, ít nhất mọi người có thể công khai nói ra cái nhìn của mình, không cần phải để ở trong lòng đến khi có việc khác lại lấy ra làm khó dễ. Chẳng qua đây cũng là dấu hiệu của sự không hài hòa, cũng không phải bản thân Triệu Quốc Đống có thể áp chế được tất cả ý kiến khác biệt. Có thể đi đến chức vụ này thì bọn họ đều có cái nhìn của mình. Ít nhất khi hắn không tỏ thái độ thì những người khác cũng sẽ không phục tùng ý kiến của thị trường. Ở vấn đề Tào Tập, Triệu Quốc Đống mặc dù ủng hộ Lam Quang đứng ở góc độ đại cuộc mà giải quyết vấn đề lưu lại nhưng không quá đồng ý cách làm sau này của huyện ủy, ủy ban Tào Tập. Mặc dù hắn cũng hiểu cho Tào Tập nhưng ở vài vấn đề hắn cho rằng Tào Tập nhường quá nhiều. Chẳng qua Trung Dược Quân có thái độ ủng hộ cho rằng Tào Tập mặc dù phải trả giá nhiều nhưng tập đoàn Giang Trung tiến vào Tào Tập cũng có thể giải quyết vấn đề phương hướng phát triển cho Tào Tập, trả giá một chút cũng là đáng. Nhất là khi Tào Tập gặp cơ hội phát triển thì không nên tính toán quá chi tiết, mà phải nhìn về phía trước, nắm bắt cơ hội, nhanh chóng đi vào con đường phát triển. Quan điểm này khiến cho các lãnh đạo thị xã có ý kiến khác nhau. Triệu Quốc Đống vốn hy vọng Trung Dược Quân có thể phát huy sức ảnh hưởng của thị trường ở vấn đề này. Xử lý tốt vấn đề nhưng bây giờ xem ra nó không phát triển theo điều hắn nghĩ, ngược lại nó bắt đầu lan tràn, đó lại không phải điều Triệu Quốc Đống mong thấy. Hắn muốn sửa lại hoặc khống chế xu thế này, nhất là khi hội nghị sắp tới. Triệu Quốc Đống im lặng không nói làm Lỗ Năng có chút lo lắng, không biết lời mình nói sẽ tạo ra tác dụng như thế nào. Một lúc lâu sau Triệu Quốc Đống mới lạnh nhạt nói. Lão Lỗ, có gì thì nói thẳng, không nên vòng vo như vậy. Có phải anh có ý kiến với hợp đồng giữa Tào Tập và tập đoàn Giang Trung không? Bí thư Triệu, tôi cũng không phải vòng vo. Tôi cảm thấy Tào Tập xử lý việc này có chút sai lầm. Việc này không phải không có quan hệ đến sự ủng hộ của thị trưởng Trung. Tôi cảm thấy thị trưởng Trung hình như rất coi trọng vấn đề xác định điểm tham quan này, muốn Tào Tập thành điểm tham quan. Vừa mới ký hợp đồng thì có cái gì để xem chứ? Đây thuần túy là cho tập đoàn Giang Trung cơ hội mà thôi. Lão Lỗ. Huyện ủy, ủy ban Tào Tập xử lý khoản nợ của Tam Cửu và ký hợp đồng có thể là do vội vàng nhưng cũng là do đã tính toán chu đáo, tôi cảm thấy vấn đề không lớn. Vấn đề chủ yếu tập trung ở việc tập đoàn Tam Cửu hứa hẹn sẽ xây dựng cầu, đường cho những nơi bọn họ lấy đất. Bây giờ Giang Trung không muốn chấp nhận điều này cũng là bình thường. Vì thế việc này do chính quyền phụ trách cũng là hợp lý, tóm lại xây dựng cơ sở vật chất trước sau gì cũng do chính quyền phụ trách. Triệu Quốc Đống suy nghĩ rồi nói. Hắn không muốn đả kích quá nhiều tính tích cực của Lỗ Năng, nhưng cũng không thể để mặc Lỗ Năng có tâm trạng này. Nó sẽ khiến cho thị ủy càng bất hảo hơn, Triệu Quốc Đống không cho phép điều đó diễn ra. Lão Lỗ, thị trường chung có thể ở vài vấn đề có cái nhìn khác chúng ta, tôi thấy đó là rất bình thường. Tào Tập vốn là huyện có GDP chỉ kém mình Tây Giang, năm ngoái tụt xuống thứ tư. Tôi đoán năm nay Thổ Thành cùng Vân Lĩnh có thể sẽ vượt lên đẩy Tào Tập xuống thứ sáu. Thị trường chung có chút nóng này thì phải hiểu cho anh ta. Lỗ Năng định nói lại thôi, Triệu Quốc Đống thấy rõ nhưng không nói gì. Nhưng nói thấy chỉ dựa vào trụ sở dược liệu của tập đoàn Giang Trung là không thể chống đỡ kinh tế Tào Tập.
Huyện ủy, ủy ban tàu tập nếu không có hướng đi mới thích hợp với mình thì tôi thấy nó còn đi xuống nữa. Thị trưởng Chung cũng là lo cho bọn họ. Tôi đã trao đổi với thị trưởng Chung, yêu cầu cục chiêu thương phải trọng điểm giúp tàu tập thu hút đầu tư, đồng thời cũng yêu cầu huyện ủy, ủy ban tàu tập tìm ra vấn đề của bản thân, tìm biện pháp sửa đổi. Lỗ Năng lặng lẽ gật đầu, Triệu Quốc Đống đã nói như vậy, y dù có bất bình cũng chỉ im lặng. Lão Lỗ, hội nghị lập tức sẽ diễn ra, ban tuyên giáo cần phải tăng cường tuyên truyền, phương thức cũng phải nhiều lên, nhất là ở mảng văn hóa, du lịch. Triệu Quốc Đống nói làm mắt Lỗ Năng sáng lên, Tiêu Phượng Minh nghe được cũng thầm thở dài một tiếng. Công ty nghệ thuật Ấn Tượng nếu đã chính thức đầu tư vào Ninh Lăng thì đó chính là điểm đột phá trong sự nghiệp văn hóa của Ninh Lăng chúng ta. Mặc dù thị xã vẫn có tranh luận ở vấn đề này nhưng tôi cảm thấy chúng ta cần phải nhìn xa trông rộng. Ngành văn hóa nó rất quan trọng đối với Ninh Lăng nơi có truyền thống dân tộc dày đặc. Cho nên tôi kiên xác định đây làm điểm tham quan, phải để lãnh đạo tỉnh, đại biểu các nơi nhớ kỹ. Triệu Quốc Đống bây giờ đã rất giỏi chuyển đề tài làm vẻ mặt Lỗ Năng thoáng cái tốt hơn nhiều. Tiêu Phượng Minh thật ra rất khâm phục Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống mới đầu còn hơi so sót nhưng sau gần năm Triệu Quốc Đống đã làm rất tốt. Các thường vụ, phó thị trưởng, hắn chỉ huy rất tốt, anh căn bản không thể nhìn ra hắn mới làm bí thư thị ủy có một năm mà giống như một người đã có rất nhiều kinh nghiệm chính trị. Lỗ Năng đã thử, Triệu Quốc Đống cũng rõ ràng tỏ thái độ, biến vấn đề tưởng khó giải quyết thành vô hình. Tư thế này rõ ràng cho thấy hắn nắm mọi thứ trong tay, không có gì phải e ngại. Tốc độ trưởng thành của Triệu Quốc Đống làm Tiêu Phượng Minh rất khâm phục, đây là nhân tài trời sinh. Hắn thành công có 1/3 từ giỏi làm kinh tế. Có cơ hội anh sẽ thành công 1/2, nếu có lai lịch nhất định thì chúc mừng anh đã thành công 80%. Nếu anh có sự nhạy cảm chính trị và năng lực học tập thì anh sẽ lên như diều gặp gió. Quyển 14, chương 9. Triệu Quốc Đống đến Ninh Uyển trước 30 phút nhằm chuẩn bị đón hai vị bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh tới. Ứng Đông Lưu và Ứng Hoài Lễ đúng 11 giờ đêm qua đến Ninh Lăng. Trước đó Nhâm Vi Phong, Thang Trung Ngọ, Tương Uẩn Hoa cùng với một vị cục trưởng của Bộ Thương mại, một vị phó cục trưởng của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và một vị cục trưởng của Ngân hàng Phát triển Quốc tế cũng đã đến. Bởi vì bọn họ tới Ninh Lăng khá muộn nên Triệu Quốc Đống cũng chỉ đến chào hai vị lãnh đạo vài câu rồi xin về. Lãnh đạo tuổi không nhỏ, ngồi xe 4 tiếng sao có thể thoải mái được. Sáng hôm sau tham gia hội nghị nên cần đi nghỉ sớm. Triệu Quốc Đống cũng không đến quấy rầy Tương Uẩn Hoa, chỉ gọi điện thăm hỏi mà thôi. Xe Audi nhẹ nhàng tiến vào nội thành Ninh Lăng. Từ thị ủy đến khách sạn chỉ mất không đầy 5 phút. Lúc này trên đường đã có nhiều người đi lại, xe Audi chạy rất chậm rẽ qua đèn xanh đèn đỏ chạy thêm 500 mét là đến cửa khách sạn. Triệu Quốc Đống ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm qua sau khi nhận được tin hai vị lãnh đạo chủ yếu tới, hắn lại tổ chức hội nghị xác định các điểm tham quan đã ổn thỏa nên mới yên tâm. Đây coi như là cuộc tiếp đón lớn thứ hai sau khi hắn làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Lần trước ủy viên trưởng đến mặc dù quy cách cao hơn nhưng góc độ lại ít hơn. Ủy viên trưởng chủ yếu đi xem, nghe bên dưới giới thiệu, nhưng lần này lại khác. Lãnh đạo chủ yếu của 14 thành phố, thị xã của tỉnh sẽ đến hết. Hơn nữa theo Triệu Quốc Đống biết ngoài thành phố An Đô chỉ có thị trưởng Diêu Văn Chí đến, các nơi khác đều có bí thư thị ủy tham gia. Ngoài lãnh đạo chủ yếu ra còn có phó thị trưởng phụ trách thu hút đầu tư, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển, cục trưởng cục chiêu thương đều tham gia. Thành phố, thị xã các nơi đều là người trong ngành, đều đã có thời gian làm kinh tế, thu hút đầu tư khá lâu. Hạng mục thu hút đầu tư của anh là thật hay chỉ là giả vờ thì chỉ cần nhìn nhà máy, xem thực địa là hiểu. Anh nói hoàn cảnh phát triển kinh tế tư nhân chỗ anh tốt thì cũng không phải là đưa ra bao chính sách mà là phải đi đến nói chuyện với các công ty tư nhân, xem có khó khăn, trở ngại gì không. Nói cách khác đừng nhìn Ninh Lăng năm nay của anh phát triển tốt nhưng khi nhìn tận mắt sẽ nhận ra được ngay. Ồ, Vân Duệ ngồi đằng trước kêu lên kinh ngạc làm Triệu Quốc Đống tỉnh lại. Sao thế Tiểu Vân? Không có gì, tôi thấy có nhiều quần chúng lên kiện. Vân Duệ hạ cửa sổ xuống, bởi vì đằng trước là đèn xanh đèn đỏ hơn nữa nhiều xe qua lại nên tốc độ xe rất chậm. Ồ, quần chúng lên kiện sao? Triệu Quốc Đống giật mình, hắn lập tức có cảnh giác, đây không phải là đi về phía thị ủy ban mà. Quận ủy Tây Giang cũng không hướng đó mới đúng. Lão Bành, đi chậm một chút để tôi xem thế nào. Xe đi chậm hơn nhiều, Triệu Quốc Đống hạ cửa kính xuống thì thấy cạnh đường có mười mấy người đang đứng xem cộng với mấy chục người ăn mặc như nông dân đang tụ tập lại, nhất định là có chuyện. Bí thư Triệu,
vừa nãy xe đi qua tôi nghe thấy tiếng bọn họ, giọng nói hình như là người bên huyện tôi. Vân Duệ phản ứng khá nhanh, y nói. Tôi xuống hỏi xem bọn họ định làm gì. Vân Duệ là người tào tập, Triệu Quốc Đống nghe vậy liền biết ngay bên tào tập nhất định đã có chuyện. Sáng nay diễn ra hội nghị, chiều và sáng mai là đi thăm qua. Mà chiều nay sẽ đi thăm trụ sở dược liệu ở tào tập. Không ngờ dân chúng tào tập sáng sớm đã tụ tập ở đây. Được, anh xuống đi, có chuyện gì lập tức gọi điện cho tôi. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều, quần chúng lên kiện cáo nhất định là đi về phía khách sạn Ninh Uyển, sao bọn họ biết lãnh đạo tỉnh ở đây. Sau đó Triệu Quốc Đống lập tức gọi cho Lam Quang và Mã Nguyên Sinh yêu cầu khởi động phương án khẩn cấp, chặn dân chúng bên ngoài khách sạn 300 mét. Nếu không một khi dân chúng chặn trước cửa khách sạn thì đó sẽ là trò cười cho thiên hạ. Hội nghị lần này sẽ là nỗi nhục cho Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống gọi điện xong cũng nhận được điện của Vân Duệ. Không ngoài suy đoán của hắn, đây đều là người dân từ tào tập lên, cũng may chỉ có 50, 60 người nhưng điều này cũng đủ gây thành họa nếu lãnh đạo tỉnh đi ra gặp phải. Làm Triệu Quốc Đống thấy an ủi là cục công an xử lý rất nhanh. Ba xe cảnh sát dùng để vận binh đã tới chặn ngang đường đi thông khách sạn. Mà Lam Quang cũng đến nơi. Lam Quang lúc ở tào tập đã nói chuyện với đại biểu dân chúng nhiều lần nên làm các vị đại biểu có ấn tượng. Bọn họ đều biết Lam Quang là người nói lời giữ lời nên chắc Lam Quang sẽ khống chế được tình hình. Triệu Quốc Đống sau khi đến Ninh Lăng đã tăng cường trang thiết bị và nhân viên cho cục công an, đặc biệt là lực lượng chống bạo động để đề phòng những tình huống đột nhiên xảy ra. Không ngờ lần đầu tiên lại vận dụng vào việc này, điều đó làm Triệu Quốc Đống không còn gì để nói. Lão Lam, quần chúng có vấn đề gì thì bảo bọn họ đến phòng tiếp dân, đừng làm cho người tụ tập ở đây. Anh có toàn quyền xử lý, lát nữa tôi sẽ bảo kiếm dân tới. Anh hỏi xem rốt cuộc là việc gì, tôi biết đó là chuyện bên tào tập nhưng không phải nói chuyện bên đó đã xử lý xong rồi sao? Đám người Thiết Minh làm gì vậy hả? Thông báo Thiết Minh lập tức lên thị xã, chuyến thăm chiều nay ở tào tập hủy bỏ. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống rồi cố yêu cầu mình bình tĩnh. Hắn mặc dù không rõ tình hình ở tào tập nhưng bây giờ xem ra mình đã sơ sót. Dù xuất hiện tình huống như thế nào mà để dân chúng lên thị xã kiện, hơn nữa chọn vào lúc này mà kiện thì đó là huyện ủy, ủy ban tào tập thất trách. Một khi dân chúng thật sự chặn được trước cửa khách sạn thì sẽ mang tới ảnh hưởng quá xấu, dù hắn có đưa đến vài chục hạng mục lớn cũng không có tác dụng gì. Đây là ảnh hưởng chính trị và ấn tượng chính trị, đó là sai lầm chết người đối với bộ máy nhất là lãnh đạo chủ yếu. Khi xe Triệu Quốc Đống đến cửa khách sạn đã có thêm không ít người. Triệu Quốc Đống vừa nhìn là biết đó là cảnh sát mặc thường phục. Triệu Quốc Đống lúc này đã yên tâm hơn, bây giờ tình hình nguy hiểm nhất đã qua đi, chỉ cần dân chúng được chuyển sang trụ sở ủy ban thị xã, có thể ngồi xuống phản ánh vấn đề là đủ. Dân chúng cũng chỉ mong có nơi phản ánh vấn đề, hy vọng có thể giải quyết được vấn đề bọn họ phản ánh. Về phần chặn lãnh đạo, chặn cửa cũng không hề có tác dụng gì với bọn họ. Bọn họ làm thế chỉ là để lãnh đạo chú ý mà thôi. Cửa xe vừa mở, Trung Dược Quân xa sầm mặt đi tới nói. Bí thư Triệu, bên tào tập có vấn đề sao? Có nghiêm trọng không? Có cần tăng cường lực lượng cảnh sát không? Triệu Quốc Đống cố kìm cơn tức giận trong lòng lại. Mỗi khi có việc lớn hắn đều nhắc mình cần bình tĩnh. Hắn hy vọng mình lúc nào cũng làm được điều này. Điều này là không dễ với người ở tuổi của hắn nhưng hắn lại nhất định phải làm được. Nếu không hắn không phải một bí thư thị ủy đủ tư cách. Hơn nữa chuyện này cũng không thể trách được Trung Dược Quân. Trung Dược Quân có ý tưởng tốt thêm chút tư tâm mà thôi, thêm nữa là khá tin Thiết Minh một chút, không ngờ lại xuất hiện khuyết điểm lớn đến thế. Không có gì, tôi đã yêu cầu Lam Quang, Mã Nguyên Sinh khống chế tình hình. Có mấy chục người dân nên đưa sang ủy ban thị xã để bọn họ phản ánh vấn đề, nghe xem bọn họ muốn gì. Dân chúng phản ánh vấn đề là bình thường. Chỉ là cách làm không thỏa đáng, chọn thời gian không thích hợp mà thôi. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh giống như không bị chuyện vừa rồi ảnh hưởng gì. Điều này làm Trung Dược Quân thở phào nhẹ nhõm. Khi y biết bên này xảy ra chuyện, chân y gần như mềm nhũn lại. Nếu bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh và lãnh đạo bộ, bí thư thị ủy, thị trưởng toàn tỉnh đều bị chặn ở cửa khách sạn không ra được, còn phải dùng lực lượng cảnh sát để mở cửa thì đó là trò cười cho thiên hạ. Chỉ sợ cả nước cũng chưa từng xuất hiện tình hình này. Không ai quan tâm sau này trách nhiệm là ai nhưng lãnh đạo chủ yếu sẽ không thể chạy thoát. Hơn nữa trước đó Lục Kiếm Dân, Toàn Lực Trí thậm chí Lỗ Năng cũng phản đối Thiết Minh làm bí thư huyện ủy tào tập. Cho rằng Thiết Minh quá mềm yếu, thiếu quyết đoán,
không thích hợp làm bí thư huyện ủy Tào Tập, nhưng mình vẫn kiên trì cuối cùng mới được thị ủy thông qua. Quyển 14, chương 10. Nhưng mà bí thư Triệu, tình hình bên kia còn chưa rõ, có cần tôi sang xem một chút không? Trung Dược Quân nghĩ đến vẫn còn sợ, cũng may Triệu Quốc Đống trùng hợp đi qua, nếu không chờ đến khi dân chúng vào tới cửa khảo sát thì sẽ như thế nào? Không cần, hôm nay anh, tôi là nhân vật chính, sao có thể đi được? Bí thư Ứng, Chủ tịch Tần, lãnh đạo bộ cùng lãnh đạo nhiều thành phố, thị xã anh em lập tức sẽ đi ra, anh đi chỉ còn mình tôi thì sao được? Bên kia có Lam Quang là đủ rồi. Hơn nữa tôi đã bảo Kiếm Dân sang đó, không xảy ra chuyện lớn đâu. Triệu Quốc Đống có chút tức giận nhìn Trung Dược Quân. Không có gì cả, việc này ở đâu cũng có thể xảy ra, chúng ta cần làm gì cứ làm. Thấy Triệu Quốc Đống trông khá tự nhiên, không bị chuyện này làm cho tức tối, điều này làm Trung Dược Quân thầm khâm phục đối phương. 5-60 dân chúng chỉ cách một con phố là tới khách sạn, nếu chặn cửa hoặc là có người lẻn vào gây rối thì sao? Nhưng Triệu Quốc Đống có thể trông không sao hết cả, định lực đó Trung Dược Quân tự nhận mình hơn đối phương chục tuổi cũng không thể làm được. Cũng đúng, bí thư Ứng cùng Chủ tịch Tần có thể sẽ lập tức đi xuống. Trung Dược Quân gật đầu nhìn thoáng qua khách đang lục tục từ khách sạn đi ra. Bí thư Triệu, có một số lãnh đạo thành phố, thị xã anh em và lãnh đạo sở ban ngành đang ra, tôi tới chào hỏi một chút. Ừ, anh đi đi. Triệu Quốc Đống gật đầu. Lúc này Vưu Liên Hương cũng đã đi tới nói. Bí thư Triệu, thị trưởng Trung, điểm ở Tào Tập có phải là hủy không? Ừ, hủy bỏ, chị điều chỉnh lại lịch trình đi thăm, điều điểm cuối cùng lên đầu tiên, như vậy các điểm phía sau không cần sửa lại. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân nhìn nhau. Hai người đã sớm thống nhất việc này. Xảy ra chuyện như vậy mặc kệ Lam Quang xử lý như thế nào thì Tào Tập đã không thể tới. Mạo hiểm này không ai có thể gánh nổi. Nhưng lịch trình hội nghị đã được in và đặt trong túi để gửi cho các vị đại biểu. Vưu Liên Hương có chút khẩn trương. Đây là điều sớm đưa ra, một khi không dựa theo trình tự sẽ khiến các vị đại biểu nhận ra vấn đề. Bọn họ chỉ cần hơi hỏi thăm một chút là biết có chuyện ở đâu, một khi truyền ra thì trên tỉnh cũng sẽ biết. Trung Dược Quân tái mặt, đây là điều y không nghĩ tới. Nhưng hình như bây giờ không có cách nào giải quyết vấn đề này. Triệu Quốc Đống cũng hiểu việc này khó giải quyết. Hắn đang suy nghĩ thì Vân Duệ đã vội vàng về và nói xen vào. Bí thư Triệu, thị trưởng Trung, thị trưởng Vưu, tôi có ý như thế nào? Lập tức yêu cầu mọi người lập tức bỏ tờ có điền Tào Tập vào trong đó, in lại rồi kẹp lại, như vậy cũng không mất bao thời gian. Sáng nay chỉ tiến hành hội nghị, chiều mới bắt đầu đi thăm. Ở cửa hàng in đã có sẵn mẫu, bây giờ chỉ cần đổi lại là được. Chỉ cần phát đến tay từng vị đại biểu trước khi hội nghị buổi sáng kết thúc là đủ. Mắt ba người đều sáng lên, việc này đúng là không mất bao thời gian, chỉ tầm 10 phút là loại tờ có ghi tên Tào Tập ra, nếu như cửa hàng in có thể nhanh chóng in lại thì sẽ kịp phát cho các vị đại biểu. Được, ý này rất hay. Trung Dược Quân vui mừng nói. Liên Hương, chị mau yêu cầu các đồng chí ở văn phòng làm xong trước khi hội nghị diễn ra. Vưu Liên Hương liền vội vàng đi bố trí, lúc này khách sau khi ăn điểm tâm xong cũng lục tục ra khỏi khách sạn. Trung Dược Quân không thể không đi lên nghênh đón. Khi Ứng Đông Lưu và Tần Hạo Nghiên xuất hiện, các vị đại biểu khác về cơ bản đã lên xe. Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân cùng hai người lên xe đầu tiên, xe chạy thẳng đến nội thành Ninh Lăng. Mãi cho đến khi vào phòng hội nghị trung tâm của khách sạn Hilton, Triệu Quốc Đống mới yên tâm. Trước đó toàn bộ đường từ khách sạn Ninh Uyển đến đây đã được kiểm tra nhiều lần, chính là đề phòng có sự kiện chính trị chặn đường cản xe. Lúc ở Hoa Lâm, Triệu Quốc Đống đã gặp một lần nên hắn không cho phép chuyện tương tự xảy ra. Cũng may không có bất ngờ gì xảy ra, đoàn xe thuận lợi đến khách sạn Hilton. Đây là một công trình mới được xây dựng, có sức chứa 200 người. Lần này có tổng cộng trên 100 đại biểu, thêm nhân viên công tác và phóng viên nên về cơ bản cũng chiếm trên nửa hội trường. Vưu Liên Hương cảm thấy mình rất mệt mỏi và sợ hãi làm cô vừa xấu hổ vừa tức giận. Mình chưa trải qua những việc như thế này. Sao bây giờ lại tính toán thiệt hơn như vậy? Nói ra đều do Triệu Quốc Đống hại, ném tảng đá cho mình, thoáng cái làm cho tim cô đập mạnh. Một vị trí thị trưởng có sức hấp dẫn không cần nói cũng biết. Một tháng qua cô cảm thấy mình đầy sức lực, mặc dù việc xác định điểm tham quan làm cô gặp không ít sức ép nhưng cuối cùng vẫn làm xong. Mà cô là phó thị trưởng thường trực nên các công việc khác đâu có bỏ được. Chỉ bằng điểm này Triệu Quốc Đống đã có chút tự hào. Có đôi khi con người ta bị kích thích tiềm lực có thể làm được rất nhiều chuyện.
Vưu Liên Hương cảm thấy mình bây giờ chính là ở trạng thái đó. Nhưng trạng thái hưng phấn này cũng mang lại không ít tác dụng phụ, đó chính là hôm nay khi vở kịch diễn ra lại làm cô khẩn trương. Nó sẽ không có lợi cho biểu hiện của cô. Vưu Liên Hương biết bây giờ không thể làm mình hoàn toàn bình tĩnh được, cô luôn muốn làm như thế nào thể hiện xuất sắc trước mặt lãnh đạo, để cho bọn họ có ấn tượng sâu sắc về cô, nhưng càng như vậy thì càng làm cô cảm thấy dễ xuất hiện sai lầm. Giống như khi giới thiệu điểm tham quan vậy, cô không nghĩ đến nó sẽ có sai sót. Tào Tập xảy ra chuyện thì phải rút bỏ, chỉ riêng chuyện này đã làm Vưu Liên Hương đau đầu. Cũng may Vân Duệ nhanh chóng nghĩ được cách giải quyết. 9 giờ hội nghị chính thức bắt đầu. Hội nghị do trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh Cửu Bình Chính chủ trì. Cửu Bình Chính trước nguyên là phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, sau khi y thay Trung Vạn Thái làm trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh thì Trang Quyền cũng thay chức Cửu Bình Chính. Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh Nhâm Vi Phong đại biểu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu, tổng kết tình hình thu hút đầu tư nửa đầu năm của tỉnh, cũng trích dẫn các số liệu của tỉnh An Nguyên và các tỉnh lân cận. Giới thiệu tình hình phát triển kinh tế tư nhân và kế hoạch của tỉnh trong nửa cuối năm. Sau khi Nhâm Vi Phong nói chuyện xong đến lượt Giám đốc Sở Chiêu Thương tỉnh, Tạ Tể giới thiệu thành tích, đặc điểm và vấn đề tồn tại trong công tác thu hút đầu tư của các nơi trong tỉnh, cũng đưa ra ý kiến về công tác nửa năm tới. Ngay sau đó là chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế tỉnh, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế tư nhân, trọng điểm nói về phương hướng phát triển. XX ngồi bên cạnh Triệu Quốc Đống mà có chút không yên. Triệu có hai điểm đi thăm và đã hủy Tào Tập. Mặc dù như vậy XX vẫn có chút không yên. Lúc trước Tào Tập gặp áp lực lớn, khiến thị xã có nhiều người phản đối nhưng XX vẫn cố gắng duy trì ý kiến của mình. XX cũng biết đây là do tư tâm của mình. Sau đó XX đã lén phê bình huyện ủy, ủy ban Tào Tập về việc xử lý của thả vấn đề, nhưng chuyện coi như ván đã đóng thuyền nên không tiện nói sâu. Không ngờ vẫn còn xảy ra chuyện dân chúng lên thị xã kiện cáo. Cũng may Triệu Quốc Đống phát hiện kịp thời nếu không dân chúng vây trước cửa khách sạn hoặc là Triệu đến Tào Tập bị vây thì đúng là chết người. Triệu Quốc Đống vào nhà vệ sinh, Lam Quang đã gọi điện báo cáo tình hình với hắn. Chuyện rất đơn giản, huyện ủy, ủy ban Tào Tập nhận việc làm đường, mương thoát nước và cầu thay cho Tam Cửu thì bây giờ lại có vấn đề. Một bộ phận lãnh đạo Tào Tập thấy nhường cho dân chúng quá nhiều, nhất là việc xây dựng cầu qua sông Tào. Dân chúng yêu cầu phải xây dựng cầu lớn rộng 30 mét nhưng huyện ủy, ủy ban Tào Tập cho rằng quá rộng, yêu cầu giảm quy mô, yêu cầu làm sao. Vốn có một bộ phận dân chúng không tin tưởng huyện ủy ban Tào Tập, bây giờ bọn họ lại không thực hiện lời hứa nên làm cho dân chúng phản kích. Quyển 14, chương 11. Lão Lam, tâm trạng của dân chúng thế nào rồi? Triệu Quốc Đống ra khỏi nhà vệ sinh rồi tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện. Lam Quang bây giờ đang cùng mấy chục dân chúng ngồi ở hội trường của ban tiếp dân, tình hình về cơ bản đã được khống chế. Vẫn rất tức giận, có lẽ là do có người Tào Tập lộ tin huyện ủy ban muốn cắt giảm không làm theo hiệp định nên mới làm dân chúng oán thán. Dân chúng cho rằng huyện nói mà không giữ lời. Lam Quang trầm giọng nói, chuyện này cũng là do y nói chuyện nhiều với dân chúng nên giọng đã khàn đi nhiều. Chẳng qua bây giờ đã khống chế trong phạm vi nhất định nhưng tôi sợ điểm tham quan ở Tào Tập cần phải hủy bỏ. Ừ, thị ủy đã quyết định hủy điểm ở Tào Tập. Thiết Minh đã tới chưa? Triệu Quốc Đống có chút đau đầu. Thiết Minh sau khi lên làm bí thư huyện ủy nhưng vẫn chưa từ chức chủ tịch huyện, thị xã vẫn chưa thống nhất ai làm chủ tịch huyện Tào Tập, chính xác là chưa có người thích hợp. Chưa tới, chẳng qua tôi nghĩ Thiết Minh có tới cũng không nên ra mặt vội, chờ thị xã ổn định tình hình đã. Ngoài ra nếu Thiết Minh ra mặt thì sợ không có cơ hội trao đổi lần nữa. Ý của tôi là mời người phụ trách quản lý ở huyện đứng ra giải thích, khuyên bảo, còn cả việc phải xác định phải làm theo hiệp định. Tào Tập làm như thế kia rất dễ tạo thành ảnh hưởng xấu. Ý của tôi nếu đã xác định nguyên tắc thì phải kiên trì, không thể bởi vì cô kiên trì mà anh lùi bước, dân chúng không hiểu là anh lại lừa gạt, như vậy dễ tạo thành vấn đề lớn. Lam Quang làm nhiều năm ở hệ thống chính pháp nên rất nhanh phân tích được tình hình. Hơn nữa cũng đưa ra đề nghị hữu hiệu. Ý của kiếm dân thì sao? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn có thể nghe ra đây là ý kiến của Lam Quang. Lục kiếm dân cũng ở đó nên hắn muốn nghe ý kiến của lục kiếm dân. Ý của bí thư kiếm dân cũng nhất trí như tôi, dưới tình huống như vậy cũng không thể để làm mâu thuẫn quá, phải trấn an nhưng chúng tôi cũng muốn hỏi xem ý kiến của ngài ở vấn đề này là như thế nào. Lam Quang nói. Triệu Quốc Đống cũng hiểu ngay ý của Lam Quang. Ở điểm này Lục Kiếm Dân và Lam Quang không nhất trí.
Lục Kiếm Dân kiên quyết phản đối việc để Thiết Minh làm bí thư huyện ủy Tào Tập. Nếu như không phải Triệu Quốc Đống nỗ lực thuyết phục đối phương thì chỉ sợ trong hội nghị thường ủy Lục Kiếm Dân nhất định sẽ lên tiếng không ít. Ít nhất Toàn Lực Chí cùng Lỗ Năng cũng không đồng ý với Thiết Minh. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ sau khi hội nghị kết thúc sẽ có cơn sóng lớn. Lục Kiếm Dân bây giờ mặc dù ủng hộ ý kiến của Lam Quang nhưng chỉ là do tình thế, cũng không có nghĩa y chấp nhận thái độ của huyện ủy, ủy ban Tào Tập. Triệu Quốc Đống không khỏi cười khổ một tiếng, hắn vốn muốn coi Ninh Lăng là một nơi tốt đẹp trong sự nghiệp của mình, không muốn dính vào tranh cãi, mâu thuẫn nhưng bây giờ xem ra hắn mơ mộng xa vời. Lão Lam, cứ làm theo ý anh, Thiết Minh có thể tạm thời không ra mặt, kéo dài một chút, chờ tâm trạng quần chúng ổn định là được. Đương nhiên thị xã cũng cần có câu trả lời thuyết phục. Ý của tôi là huyện ủy, ủy ban Tào Tập phải thực hiện lời hứa với dân chúng, không cần biết nguyên nhân gì khác cả. Triệu Quốc Đống dừng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên khi trả lời dân chúng cũng cần có kế sách. Vừa tỏ thái độ của thị ủy, ủy ban, vừa kiên quyết chỉ rõ bọn họ tổ chức tập thể lên kiện cáo như vậy là không hợp pháp, yêu cầu bọn họ làm theo trình tự, hợp pháp. Lam Quang nhận được ý kiến của Triệu Quốc Đống liền yên tâm hơn. Nói chuyện cũng tốt, đàm phán cũng tốt, chỉ sợ lãnh đạo chủ yếu không tỏ thái độ nên sẽ làm khó anh. Chỉ cần lãnh đạo chủ yếu có ý kiến rõ ràng thì chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều, các vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nói thật Lam Quang cũng có chút khó chịu với huyện ủy, ủy ban Tào Tập. Lúc trước vì đạt thành tích mà đáp ứng đủ điều kiện. Bây giờ đối mặt dân chúng, anh lại định dở trò. Như vậy sẽ làm cho đảng ủy, chính quyền mất uy tín, không có lợi cho việc triển khai công việc sau này. Nhưng bây giờ việc đã đến nước này thì điều cần nhất chính là xử lý ổn thỏa. Lam Quang sau đó thông báo Tào Tập chuẩn bị một xe buýt, đợi sau khi làm xong công tác trấn an sẽ đưa quy về. Về điểm khác cũng truyền đạt ý kiến của Triệu Quốc Đống với Tào Tập, để bọn họ thực hiện theo yêu cầu của thị ủy. Làm như thế nào để thông suốt các cửa thì người của ban tiếp dân thị xã, huyện đều có nhiều kinh nghiệm, nói chuyện đều có trình độ. Tùy tiện là ai cũng có thể nói dối không đỏ mặt, tim không đập nhanh. Triệu Quốc Đống vào hội nghị rồi liếc nhìn sang bên Trung Dược Quân. Hắn có thể nhận ra Trung Dược Quân đang không được yên tâm. Tâm trạng Trung Dược Quân này không nhắc tới, tâm cơ thì Trung Dược Quân có nhưng chỉ là so sánh với Lục Kiếm Dân đã từng làm bí thư quận ủy sau đó tới chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, phó bí thư thị ủy thì đúng là kém hơn đôi chút. Sau một phen giao đấu, Thiết Minh làm bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch Tào Tập nhưng lại làm ăn kém đến thế, điều này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Trung Dược Quân. Cửa xe Kesida tự động mở ra, đoàn người xuống. Vưu Liên Hương đi đằng trước giới thiệu, Ứng Đông Lưu, Tần Hạo Nghiên theo sát sau đó, hai người đi khá nhanh và giữ khoảng cách nhất định với nhóm người đi sau. Khách từ bộ ngành trung ương đi cùng với Phó Chủ tịch Thường trực Nhâm Vi Phong, nói chuyện vui vẻ như nói chuyện đề tài gì đó. Đại biểu các thành phố, thị xã thì chia làm mấy nhóm. Có người theo đơn vị, có người quen nhau nên đi với nhau. Mọi người vừa thảo luận vừa đi tới nên tạo thành vài nhóm người khác nhau. Đàm Lập Phong im lặng không nói đi theo dòng người, Đặng Nhược Hiền cũng không nói gì. Sau khi Lữ Thu Thần làm phó bí thư thị ủy, Trần Anh Lộc và Đàm Lập Phong đều đề cử Đặng Nhược Hiền làm phó thị trưởng thường trực chứ không phải trưởng ban tổ chức cán bộ tiêu chiều như mọi người vẫn nghĩ. Đặng Nhược Hiền từ thường vụ, phó thị trưởng nhảy lên làm phó thị trưởng thường trực có thể nói là bước tiến không hề nhỏ. Nếu nói về quan hệ mật thiết thì tiêu chiều quan hệ với Trần Anh Lộc và Đàm Lập Phong tốt hơn so với Đặng Nhược Hiền nhiều. Vì thế việc Đặng Nhược Hiền lên chức đã tạo ra một vài bất ngờ. Nhược Hiền, đi mấy điểm, anh thấy sao? Đàm Lập Phong lúc này không còn vẻ quá tự tin như trước mà trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Bí thư Đàm, nếu nói về quy mô sản xuất công nghiệp thì Ninh Lăng không thể so sánh với Hoài Khánh chúng ta. Bọn họ trước đây tập trung chính vào sản xuất nông nghiệp, chỉ 3-4 năm nay mới thay đổi. Chẳng qua xu thế phát triển của bọn họ rất nhanh, hơn nữa chọn phương hướng cũng rất chính xác. Đặng Nhược Hiền cẩn thận nói, Đàm Lập Phong hỏi đương nhiên là có ý đồ, tốc độ phát triển của Hoài Khánh mặc dù không kém, hơn nữa GDP cao hơn hẳn Ninh Lăng nhưng chỉ dựa vào mấy điểm mọi người đi tham quan đúng là làm người ta giật mình. Giống như lúc trước Hoài Khánh chúng ta xác định phát triển ngành hệ thống mạch điện vậy, Ninh Lăng cũng chọn ngành năng lượng mới làm điểm đột phá. Bí thư Triệu có thể nói là nhân tài trong công tác kinh tế. Y xác định phương hướng sản nghiệp trụ cột rất nhạy bén. Ha ha, nói thật điểm này tôi tự nhận mình kém hơn nhiều. Đàm Lập Phong gật đầu,
Mặc dù y vẫn coi Triệu Quốc Đống là đối thủ cạnh tranh nhưng nói thật sau khi Triệu Quốc Đống tới Ninh Lăng làm bí thư thị ủy, y đã không coi Triệu Quốc Đống làm đối thủ chính của mình. Nguyên Châu, Kiến Dương cùng với Vĩnh Lương, nhất là Vĩnh Lương mới là đối thủ cạnh tranh của y. Nhất là Vĩnh Lương hai năm nay phát triển rất nhanh, GDP vượt xa Hoài Khánh, năm ngoái còn vượt Nguyên Châu cùng Kiến Dương để đứng thứ hai toàn tỉnh. Mà GDP Ninh Lăng năm ngoái chưa đến 20 tỷ. Đàm Lập Phong cho rằng dù Triệu Quốc Đống giỏi hơn nữa cũng không thể nào khiến Ninh Lăng phát triển vượt bậc trong 2-3 năm tới. Đặng Nhược Hiền nói chuyện khá khách khí. Các chiêu thức trong công tác kinh tế của Triệu Quốc Đống có thể nói ở tỉnh An Nguyên này không mấy người so sánh được. Đàm Lập Phong cũng tự nhận mình kém hơn đôi chút. Quyển 14, chương 12. Chỉ là bố cục sản nghiệp trụ cột vẫn không đủ làm tôi thấy áp lực. Dù sao phát triển ngành nào cũng cần cơ sở vật chất, đây không phải điều 1-2 năm là làm xong. Trang thiết bị, cơ sở vật chất cần hình thành một hệ thống, cũng còn cần một quá trình mới thành công được. Ninh Lăng đang đuổi sát nhưng Hoài Khánh chúng ta cũng không nghỉ ngơi. Chúng ta chậm hơn bọn chúng chủ yếu là do bọn họ có xuất phát điểm thấp. Đặng Nhược Hiền và Đàm Lập Phong càng đi càng gần, hai người vào lúc này đã không có hứng thú mấy với các điểm tham quan. Giọng nói dễ nghe của Vưu Liên Hương thông qua mic truyền tới tai mọi người nhưng không làm hai người quá chú ý. Đàm Lập Phong càng lúc càng nhăn chán, ngay cả Đặng Nhược Hiền cũng nhận ra tại sao Ninh Lăng biến hóa như vậy. Tôi cảm thấy Ninh Lăng đang xây dựng một hệ thống và một cơ chế. Một cơ chế mà bây giờ tôi vẫn chưa nắm rõ hình thức của nó. Nhưng tôi thấy thị trưởng Vưu là người thành thật, hoặc là nói tỉnh đã yêu cầu Ninh Lăng phải nói ra cách làm của mình mới cho bọn họ tổ chức hội nghị này. Chỉ cần hiểu cách tại sao bọn họ thu hút được mấy hạng mục lớn này thì Hoài Khánh chúng ta cũng làm được mà. Không chừng Kiến Dương cùng Miên Châu càng không phục hơn. Đàm Lập Phong cười nói nhưng Đặng Nhược Hiền có thể nghe ra ý ghen tị trong đó. Ninh Lăng có vài điểm khác, chỉ riêng việc thành lập cục phát triển công ty vừa và nhỏ đã là hiếm thấy ở tỉnh, còn công khai tuyển chọn cục trưởng trong cả nước. Ha ha, ít nhất Đàm Lập Phong tôi không có khí phách đó. Đàm Lập Phong lạnh nhạt nói. Thành lập cục phát triển công ty vừa và nhỏ không quan trọng, mấu chốt nằm ở chỗ Ninh Lăng thật sự phát huy tác dụng của ngành này. Phát triển công ty vừa và nhỏ cùng công ty tư nhân không phải vẫn có đơn vị phụ trách sao? Không phải không có nhưng tại sao lại không làm ăn ra gì? Đó là vì lãnh đạo chủ yếu không coi trọng, không đưa ra một cơ chế phân công công việc rõ ràng khiến mọi người cho rằng đó chỉ là việc làm cho có. Đặng Nhược Hiền nói đúng trọng tâm vấn đề. Chiêu này chẳng qua là phân rõ chức năng. Quyền hạn mà thôi, cũng không có gì mới mẻ cả. Chủ yếu là có thể chứng thực hay không? Ồ, anh nói đúng. Ninh Lăng giao rất nhiều chức năng cho cục phát triển công ty vừa và nhỏ, gần như là lấy một nửa của Ủy ban Kế hoạch Phát triển và Ủy ban Kinh tế. Ha ha, tôi nghe nói Triệu Quốc Đống còn nói muốn để cục trưởng cục phát triển công ty vừa và nhỏ vào bộ máy chính quyền, ít nhất phải kiêm chức trợ lý thị trường. Ha ha, đây là Triệu Quốc Đống muốn tạo ra một mảng không gian mới. Đàm Lập Phong thở dài một tiếng, tới Ninh Lăng khiến Triệu Quốc Đống không thể không tử chiến tới cùng, có chiêu gì cũng phải nghĩ ra, bị ép đi tới bước này. Thâm Quyến trước đây không phải chỉ là một làng chài nhỏ hay sao? Phát triển thì được nhân rộng, thất bại có thể sửa sai, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Sau khi cải cách mới làm cho Thượng Hải, Bắc Kinh phát triển đến như vậy mà. Đây là vấn đề sách lược. Cục phát triển công ty vừa và nhỏ, quỹ hỗ trợ nhân tài, nhà dành cho chuyên gia. Bí thư Đàm, những điều này đều có hàm nghĩa của nó. Ninh Lăng là thị xã thiếu tài chính mà lại mạnh dạn như vậy cũng làm cho tôi cảm thấy xấu hổ. Đặng Nhược Hiền ngoài miệng tuy nói xấu hổ nhưng thật ra trong lòng lại rất phục Triệu Quốc Đống. Chiêu này nhìn như không phù hợp thực tế nhưng nó lại tạo ra nhiều chấn động trong cả tỉnh. Bảo sao hội nghị lần này lại được tổ chức ở Ninh Lăng. Xem ra chúng ta lần này tham gia hội nghị cũng học tập được không ít. Chúng ta không nói là sẽ áp dụng theo cách làm của Ninh Lăng, nhưng đối với những thứ có lợi cho sự phát triển của Hoài Khánh chúng ta thì có thể tham khảo mà. Nhà dành cho chuyên gia thì theo tôi thấy chỉ là một mánh lới, nó giống như là việc quảng cáo vật liệu xây dựng từ tre của bọn họ. Nhưng quỹ hỗ trợ nhân tài thì tôi thấy có thể tính tới. Hoài Khánh chúng ta mấy năm qua có không ít công ty tiến vào, trong đó có không ít công ty đã đưa trung tâm nghiên cứu đến Hoài Khánh, lưu giữ nhân tài là rất quan trọng. Nó sẽ tăng cường lực lượng nghiên cứu khoa học cho Hoài Khánh chúng ta, anh về cần phải bàn thêm với lão phó chuyện này. Đàm Lập Phong không phải người cổ hủ, y biết cách học tập ưu thế của người khác áp dụng vào cho mình. Bí thư, tôi cảm thấy Ninh Lăng mặc dù có hệ thống kinh tế và tổng GDP không thể so sánh với Hoài Khánh chúng ta,
nhưng bọn họ cũng có ưu thế của mình. Đó là tôi cảm thấy lãnh đạo quận, huyện của bọn họ đều có tư tưởng rõ ràng là một lòng một dạ phát triển kinh tế. Ngài nhìn Chủ tịch quận Tây Giang và Bí thư huyện ủy Thổ Thành xem, phát biểu rất hay về công tác kinh tế. Phải biết rằng Ninh Lăng vốn là nơi có hơn phân nửa quận, huyện nghèo cấp quốc gia, cấp tỉnh. Theo tôi biết 7-8 năm trước Bí thư, Chủ tịch quận, huyện của bọn họ đều chỉ nghĩ ăn tiền trợ cấp của quốc gia. Thay đổi quan niệm tư tưởng mới là căn bản. Khi ai cũng nghĩ tới phát triển kinh tế thì kinh tế địa phương mới có thể phát triển. Đặng Nhược Hiền nói đã đánh trúng nỗi đau của Đàm Lập Phong. Có lẽ Đặng Nhược Hiền chỉ nói về tư tưởng lãnh đạo quận, huyện Ninh Lăng, nhưng Đàm Lập Phong lại nghĩ đến vấn đề bộ máy Hoài Khánh. Đặng Nhược Hiền nói đã vô tình nhắc nhở Đàm Lập Phong, nếu không giải quyết được vấn đề đoàn kết bộ máy thì Hoài Khánh cuối cùng sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa sẽ là rất nghiêm trọng. Mà mình có thể xử lý tốt việc này không? Đàm Lập Phong nghĩ mà có chút đau đầu nhưng y lại không chấp nhận chịu thua được. Diêu Văn Chí nhẹ nhàng đi theo phía sau đoàn người bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu. Hai vị địa chủ cũng đi ở hai bên, đó là bổn phận của bọn họ. Triệu Quốc Đống có vẻ ít nói chuyện, chỉ cười cười mà thôi. Nhưng vị thị trưởng kia lại khá tích cực, đây là nguyên nhân khiến Diêu Văn Chí đánh giá Triệu Quốc Đống cao hơn đôi chút. Những lúc này ai không muốn thể hiện mình? Nhất là với người như Triệu Quốc Đống bị đẩy đi rồi mới quay về tỉnh An Nguyên, đáng lẽ phải tìm cơ hội để thể hiện trước mặt lãnh đạo mới đúng. Nhưng đi xem mấy điểm, Diêu Văn Chí phát hiện ngoài vị nữ phó thị trưởng thường trực kia nói chuyện ra thì về cơ bản cũng là do thị trưởng Ninh Lăng bổ sung thêm. Triệu Quốc Đống thậm chí cũng ít nói thêm vào, nhưng hắn lại không rời khỏi tầm mắt của lãnh đạo, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Tôn Liên Bình không tới cũng là điều bình thường. Y là phó bí thư tỉnh ủy nên không cần tham gia hội nghị không có bao tác dụng với y. Nhưng Diêu Văn Chí không thể không đến, đây là lần đến để rát vàng vào mặt người khác. Lãnh đạo tỉnh muốn dùng cách này để sát muối vào nỗi đau của An Đô, Kiến Dương còn có Miên Châu. Nhưng Diêu Văn Chí không cho rằng chỉ là như vậy, y cảm thấy đối với An Đô đây không phải việc tốt. Ninh Lăng phát triển mạnh mặc dù không thể so sánh với An Đô, nhưng tốc độ và xu thế phát triển của Ninh Lăng đã là đủ rồi. Triệu Quốc Đống này đi đến đâu đều có thể tạo ra sóng gió, là một nhân tài, bảo sao bí thư Ninh lại coi trọng hắn đến vậy. Diêu Văn Chí vẫn cho rằng rất nhiều thứ An Đô không thể học Ninh Lăng, cũng không thể học được. An Đô không phải kéo 2-3 hạng mục là có thể kéo cả nền kinh tế An Đô, nhưng những thứ lần này đi tham quan cũng làm cho Diêu Văn Chí thấy sáng mắt lên. Chỉ nhìn vào số vốn thu hút đầu tư đưa vào là quá nông cạn, cần phải nhìn xa trông rộng mới được. Chủ yếu chính là sự phát triển kinh tế và công tác phục vụ hành chính của Ninh Lăng là rất tốt. Vị nữ phó thị trưởng kia rất giỏi nói chuyện, tùy tiện đưa đến hạng mục nào đều có thể trình bày rõ ràng, rành mạch, đưa ra những quan niệm mới, hướng đi mới của Ninh Lăng. Nếu chỉ là 1-2 hạng mục đơn giản thì đó là bình thường, dù sao ở thời đại cải cách này các nơi trao đổi nhiều lên, anh hôm nay có thể nghĩ ra vài thứ mới, ngày mai có thể áp dụng đại trà. Ngày kia không chừng người khác đã có thể học tập từ anh mà áp dụng vào chỗ bọn họ. Nhưng nếu muốn hình thành một hệ thống, hình thành một con đường thì không có công sức và thời gian là không được. Ninh Lăng chưa chắc đã làm xong hết nhưng cũng đã có một bộ khung, điểm này Diêu Văn Chí thấy rõ. Đây là những thứ mà Triệu Quốc Đống đã làm được trong hơn năm. Đương nhiên nếu không Triệu Quốc Đống hắn cũng không phí công từ bộ năng lượng về Ninh Lăng làm gì. An Đô cũng cần thay đổi nếu không cứ tiếp tục như thế này thì nhất định sẽ bị tỉnh gõ không ít. Miêu Trấn Trung làm kinh tế An Đô chậm phát triển mấy năm, Tôn Liên Bình cũng là người chỉ mong ổn định. Bọn họ có chức phó bí thư tỉnh ủy nên không sợ gì nhưng mình lại khác. Nghị lực, quyết đoán, kiên nhẫn, mình thiếu gì? Diêu Văn Chí có đôi khi cảm thấy hốt hoảng, nếu như không thể tiếp tục làm thị trưởng An Đô được nữa, y thà chấp nhận đến một nơi nào đó làm bí thư thị ủy để thực hiện hết ý đồ của mình. Quyển 14, chương 13. Mỗi người đều có cảm nhận của riêng mình, dù là Đàm Lập Phong hay là Diêu Văn Chí, Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân hay Vưu Liên Hương đều như vậy. Trên đường đi tới, Vưu Liên Hương đã càng lúc càng tiến vào trạng thái. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt không nói mấy khiến Trung Dược Quân cũng bị áp chế, điều này làm Vưu Liên Hương có nhiều cơ hội thể hiện. Vưu Liên Hương đương nhiên đây là biết Triệu Quốc Đống tạo cơ hội cho mình. Cô đương nhiên phải nắm bắt cơ hội. Bí thư Ứng, Chủ tịch Tần, Chủ tịch Nhâm, các vị lãnh đạo, đây là hạng mục nông nghiệp lớn nhất của quận Đông Giang đưa được vào. Đó là hạng mục rau sạch với tổng vốn đầu tư 67 triệu, thuê đất 1.900 mẫu, chia làm 3 giai đoạn xây dựng. Giai đoạn 1 đầu tư 22 triệu, thuê đất 1.200 mẫu,
tháng 10 năm nay sẽ hoàn thành công tác san nền, chủ yếu là xây dựng khu trồng rau xanh sạch. Giai đoạn 2 đầu tư 42 triệu, chủ yếu dùng để thuê thêm 700 mẫu và dùng cho trụ sở trồng hoa, đồng thời còn muốn xây dựng một nhà máy sản xuất rau hộp. Giai đoạn 3 chuẩn bị đầu tư thêm 12 triệu, thuê 1.200 mẫu mở rộng khu trồng hoa và trồng rau. Sau khi hạng mục hoàn thành sẽ khiến công ty Dương Quang thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp rau và hoa, có tác dụng làm mẫu và thúc đẩy ngành nông nghiệp xanh của Đông Giang phát triển. Hiện nay công ty Dương Quang đã ký hợp đồng tiêu thụ với một loạt hệ thống siêu thị lớn ở tỉnh Việt, Thượng Hải, Bắc Kinh, đồng thời cũng ký kết hợp đồng với các công ty tiêu thụ rau, hoa ở tỉnh Tương, Quế, Kiềm, Du, một khi trụ sở xây dựng xong sẽ cung cấp rau sạch cho thị trường. Vưu Liên Hương cầm mic và tai nghe, hôm nay mặc chiếc váy khá đẹp, bộ váy này càng làm tăng thêm khí chất của cô. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng KDNC thầm khen phụ nữ đúng là diễn viên trời sinh, chỉ cần vừa vào sân khấu là sẽ không rút ra được. Vấn đề bây giờ là thời gian, có gì không rõ mời các vị lãnh đạo và đại biểu đặt câu hỏi, tôi hoặc là giám đốc Mai, công ty Dương Quang sẽ giải đáp với mọi người. Vưu Liên Hương nở nụ cười. Vị giám đốc Mai bên cạnh cũng là một người phụ nữ nhưng lớn hơn Vưu Liên Hương vài tuổi, trông khá được, chẳng qua hơi đen một chút. Ứng Đông Lưu khá hứng thú đi quanh khu vực, trụ sở này đã có quy mô bước đầu nhưng một ít cơ sở vật chất như hệ thống nước, mái che vẫn đang được xây dựng. Mặc dù đoàn người đến tham quan nhưng cũng không thấy công nhân dừng làm việc. Người tỉnh Việt có thể nói khôn khéo đến như thế nào? Bọn họ mặc kệ người đến thăm nhưng lợi nhuận và tốc độ xây dựng là điều bọn họ chú ý nhất. Tiểu Vưu, Tiểu Mai, sau khi trụ sở công ty được xây dựng xong thì có thể giải quyết công ăn việc làm cho bao người. Ứng Đông Lưu cười nói. Sau khi giai đoạn 1 xây dựng xong thì sẽ thuê cố định 20 đến 30 người. Bởi vì việc trồng rau chúng tôi có nhân viên kỹ thuật và quản lý khống chế nên số lượng công nhân không nhiều, đương nhiên đến thời kỳ thu hoạch sẽ tăng lên. Vưu Liên Hương không nói nhưng vị giám đốc Mai kia đã đứng ra giới thiệu. 20 đến 30 người. Không nhiều nhưng nó thực tế. Nếu thêm thì người ta kiếm đâu ra lãi? Chẳng lẽ là đến xây dựng công ty và giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho địa phương anh sao? Ứng Đông Lưu gật đầu hài lòng và vui mừng vì tính thực tế của Ninh Lăng. Chứ nếu nói nơi đây giải quyết việc làm cho 200, 300 người thì y có thể nhận ngay ra là nói quá. Vậy dùng cách nào cho thuê đất, dân chúng địa phương thế nào? Tần Hạo Nghiên suy nghĩ một chút rồi nói. Chủ tịch Tần, quận Đông Giang là vùng ngoại ô của Ninh Lăng chúng tôi. Đất nơi đây do địa thế cao nên không dễ trồng trọt, hơn nữa đây là vùng ngoại ô nên nông dân ra ngoài làm thuê nhiều, nhất là 1-2 năm qua khi sản xuất công nghiệp phát triển nhanh nên nhận nhiều người lao động. Những người làm việc chủ yếu là người già và phụ nữ. Chính quyền chúng tôi cũng hỗ trợ công ty lấy hình thức tập trung đất đai, thống nhất cho thuê, nông dân hàng năm vừa đạt được tiền cho thuê mà trong thời kỳ thu hoạch cũng có thể vào công ty làm thuê thời vụ. Vưu Liên Hương cười nói. Mặc dù hiện nay thoạt nhìn thuê không nhiều người lao động nhưng sau khi giai đoạn 2 làm xong thì số người lao động vào làm sẽ không ít, như vậy nông dân địa phương nhất là phụ nữ cũng không cần xa quê, có thể lo cho việc gia đình, cũng có thể đạt được một công việc ổn định và có thu nhập khá tốt. Thị ủy, ủy ban chúng tôi cảm thấy việc này có lợi cho việc ổn định xã hội ở nông thôn. Những năm gần đây xu thế rời bỏ nông thôn càng lúc càng nghiêm trọng, nhất là chuyện hai vợ chồng còn trẻ cùng ra ngoài làm thuê là hiện tượng bình thường. Hơn nữa rất nhiều nông dân đều là đến các đô thị, khu vực Duyên Hải và khu vực phía Đông phát triển tốt. Điều này càng thêm rõ ràng ở Thiên Châu, Thông Thành, Nam Hoa, Vinh Sơn là nơi có kinh tế không phát triển. Mà Ninh Lăng, Miền Châu, Đường Giang cũng khá đột xuất vì đó là nơi có sức lao động lớn. Rất nhiều người lao động còn trẻ ra ngoài làm thuê khiến cho ở nông thôn chỉ còn có người già, trẻ em, sản xuất nông nghiệp kém đi, hơn nữa còn mang đến mâu thuẫn xã hội, vấn đề an ninh trật tự. Giáo dục. Hiện tượng này càng lúc càng phổ biến ở khu vực Trung Tây, cũng khiến đảng ủy, chính quyền địa phương các nơi chú ý. Làm như thế nào để hóa giải vấn đề khó khăn này là điều mà đảng ủy, chính quyền các nơi rất cần làm. Công ty này thuê nhiều đất như vậy, hơn nữa còn muốn xây dựng thêm các hạng mục phụ trợ, Ninh Lăng tính sao về sự mạo hiểm nếu như công ty không trả tiền thuê đất? Tần Hạo Nghiên nói, dựa theo quy định liên quan thì tiền thuê đất phải được đảm bảo. Nhưng cũng phải tính đến nhu cầu phát triển của công ty. Chúng tôi xác định do chính quyền và công ty cùng bỏ một số tài chính ra đảm bảo, số tiền ứng trước của công ty sẽ giảm đi theo thời hạn thuê, chính quyền sẽ có trách nhiệm đảm bảo tính uy tín cho công ty thuê lâu năm, làm cho công ty có thể dành nhiều tâm trí và tài chính cho sự phát triển của công ty.
Vưu Liên Hương bình tĩnh nói. Đại biểu các nơi cũng đặt câu hỏi, hỏi nguyên nhân công ty lại đầu tư vào đây, cùng với sản phẩm và con đường tiêu thụ của công ty, tương lai phát triển. Cũng có không ít đại biểu trực tiếp hỏi giám đốc công ty là khi bọn họ đầu tư vào Ninh Lăng, chính quyền địa phương Ninh Lăng đưa ra chính sách ưu đãi gì để hấp dẫn bọn họ. Bí thư Triệu, những người này đều muốn tìm hiểu kỹ càng, xem ra bọn họ đúng là đỏ mắt rồi. Trung Dược Quân khá vui vẻ nói. Vưu Liên Hương đúng là nắm bắt cơ hội thật tốt và biểu hiện tốt trước mặt hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh. Vì thế làm cho Trung Dược Quân là thị trưởng cũng có chút khen tị. Trung Dược Quân không biết Triệu Quốc Đống nghĩ như thế nào mà trong hai ngày diễn ra hội nghị rất ít khi lên tiếng, chỉ cười cười với hai vị lãnh đạo chủ yếu khiến cho Trung Dược Quân cũng không tiện thể hiện quá mức. Cũng may còn có Vưu Liên Hương. Dù sao Vưu Liên Hương cũng là cấp dưới của mình, Vưu Liên Hương làm tốt thì mình cũng có vinh dự mà. Nếu như để Lục Kiếm Dân đứng ra nói thì Trung Dược Quân sẽ có chút khó chịu. Dược Quân, phải nhìn xa một chút, có thể học tập từ Ninh Lăng về cũng là việc tốt, chỉ sợ bọn họ biết thì dễ nhưng làm thì khó. Một thể chế, một hệ thống không dễ tạo ra như vậy. Ở điểm này tôi cũng phải nói Hoàng Lăng có một câu rất nhanh, ít nhất y không hề ngăn cản về không khí đổi mới, thậm chí còn cổ vũ. Thể chế hành chính là một thế mạnh của y, coi như là giúp chúng ta không ít, nếu không các chính sách đâu dễ thực thi như vậy. Một hai năm qua chúng ta đâu dễ đạt được hiệu quả đến thế. Tôi thấy sẽ rất khó khăn. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Trung Dược Quân nửa đồng ý nửa không. Muốn nói tác phong của Hoàng Lăng đúng là tạo ra đôi chút tác dụng hơn so với thời của Kỳ Dư Hồng, TC. Hoàng Lăng không quá coi trọng dư luận bên dưới nhưng lại quá chú trọng phát triển kinh tế hoặc là nói y lấy mục tiêu phát triển kinh tế mà quên đi vài vấn đề nhân sự nhỏ mới khiến y bị ngã. Nếu Hoàng Lăng sớm đề phòng động tác của Toàn Lực Trí thì Toàn Lực Trí đâu dễ tạo ra hệ thống ủy ban kỷ luật của riêng mình như vậy. Nhưng Triệu Quốc Đống thì sao? Trung Dược Quân nhìn Triệu Quốc Đống mà không khỏi thâm phục. Toàn Lực Trí hơi có chút động tác đã gặp cơn càn quét. Lý Chiêu bị điều đi, Lạc Dục Thành tiến vào ủy ban kỷ luật. Đồng thời đảng ủy chính pháp cũng tăng cường khống chế hệ thống của mình, một loạt thủ đoạn này đã cắt đi mấy cánh tay của Toàn Lực Trí, áp chế sức ảnh hưởng của Toàn Lực Trí. Theo Trung Dược Quân thấy thì Toàn Lực Trí dù kiêm chức phó bí thư thị ủy nhưng cũng không có sức ảnh hưởng với quận, huyện như Lỗ Năng mới thành thường vụ thị ủy. Cười đùa tự nhiên nhưng khi ra tay lại cực nhanh, tàn nhẫn, chính xác, đó mới là cao thủ chân chính. Quyển 14, chương 14. Không khí hội nghị rất tích cực, Vưu Liên Hương rất tự tin giới thiệu về kinh nghiệm trong công tác thu hút đầu tư của Ninh Lăng. Có lẽ do buổi đi tham quan và được các vị đại biểu liên tục đặt câu hỏi làm cô dần bình tĩnh lại. Cô rất tự tin phát biểu, có một phần do thư ký đã chuẩn bị từ trước, còn đâu là căn cứ theo các câu hỏi đại biểu đặt ra mà trả lời, kết hợp với những vấn đề lãnh đạo thành phố, thị xã anh em mà giới thiệu về cách làm và xây dựng hệ thống của Ninh Lăng. Mặc dù còn một khoảng cách mới tới hoàn thiện nhưng dù sao Ninh Lăng đã đi được bước đầu. Thành lập một hệ thống phục vụ phát triển kinh tế phù hợp với thời thế, một quy hoạch hợp lý, khoa học, đưa ra quan điểm, tư tưởng mới. Xác định sản nghiệp trụ cột và đẩy mạnh nó vào trong phát triển kinh tế, con đường này muốn hoàn thiện còn cần một thời gian rất dài nhưng có mở đầu thì sẽ có thể đi được nhiều bước hơn nữa. Ứng Đông Lưu viết vài dòng trong sổ, nếu cẩn thận nhìn có thể thấy trong sổ của y không nhiều nhưng có mấy từ rất rõ ràng đó là đổi mới chế độ, hoàn thiện hệ thống, mà từ cuối cùng quan niệm lãnh đạo cũng được viết hoa. Quan trọng nhất chính là điều này, quan niệm lãnh đạo không thay đổi thì dù điều kiện có tốt cũng dần biến mất. Cho dù các biện pháp tốt cũng chỉ là đối phó mà thôi. Còn bốn chữ quan niệm lãnh đạo thoạt nhìn như đơn giản nhưng nó có ý nghĩa quyết định. Quan niệm của người bình thường không quá quan trọng, nhưng quan niệm lãnh đạo thay đổi lại có ý nghĩa khác hẳn. Trong chế độ tập trung dân chủ hiện nay thì một lãnh đạo thay đổi quan niệm của một bộ máy sẽ có thể mang tới lực lượng nghiêng trời lệch đất. Thời thế tạo anh hùng cũng có thể thay đổi thời thế. Rất nhiều người chỉ nói câu đầu mà quên câu thứ hai. Đây là cách hiểu của Ứng Đông Lưu. Vưu Liên Hương này nói rất hay, nói rất chi tiết. Các vị đại biểu đều có thể nghe thấy nhưng quan trọng là anh có thể hiểu ra hay không, có thể kết hợp vào công việc của địa phương mình hay không. Đó chính là bản lĩnh của anh. Mà có người có bản lĩnh này, năng lực mạnh hơn người khác nhưng biết dễ làm khó, chưa chắc anh đã có khí phách và nghị lực. Điều này sẽ tổng hợp tố chất của một vị lãnh đạo. Cuộc giao lưu trao đổi kinh nghiệm kết thúc đến lượt lãnh đạo chủ yếu của tỉnh phát biểu tổng kết. Tần Hạo Nghiên lên tiếng đầu tiên, y nói về cảm nhận của mình trong hội nghị và sau khi đi thăm, trọng điểm phân tích nguyên nhân chủ yếu Ninh Lăng,
Vĩnh Lương cùng Hoài Khánh tại sao đạt thành tích trong việc thu hút đầu tư lớn đến như vậy, đưa ra yêu cầu về công tác thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân trong nửa cuối năm. Sau đó là bước cuối cùng của hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu phát biểu. Hội trường rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều vô thức cầm bút chuẩn bị ghi chép. Vừa nãy Chủ tịch Hạo Nhiên đã nói rất toàn thiện, làm như thế nào triển khai công việc, thực hiện mục tiêu thì tôi nghĩ các vị ngồi đây đều là chuyên gia. Hai hôm nay cũng đã xem, đã nghe thấy không ít, có điều hiểu được cũng tốt, sau khi về kết hợp tình huống của mình, dung nhập vào trong công việc, đó chính là mục đích của hội nghị này. Ứng Đông Lưu nói rất tùy ý và với giọng khá bình thản. Tôi cũng không nói nhiều, lời tôi nói cũng không cần mọi người ghi nhớ. Tôi chỉ hy vọng lời tôi nói làm mọi người ngẫm ra một chút. Ứng Đông Lưu bỏ bút xuống, suy nghĩ một chút rồi nói. Lần này tôi tham gia hội nghị cũng đã thấy không ít, đã hỏi không ít, cũng nghe không ít. Nói thật công tác của Ninh Lăng làm tốt hay không thì chỉ đi một chút như vậy đúng là khó có thể nắm rõ. Một câu làm cả hội trường yên tĩnh, mọi người nhìn nhau và không hiểu Bí thư Ứng nói như vậy có nghĩa là gì. Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng đã có chuẩn bị cho hội nghị này từ hơn tháng trước vì thế đương nhiên thể hiện những mặt tốt đẹp nhất ra với chúng ta. Nếu là như vậy còn không thể làm mọi người thoải mái thì tôi nghĩ Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân là bí thư thị ủy và thị trưởng nhất định sẽ xấu hổ. Chuyện này tôi nghĩ dù ở các nơi khác cũng sẽ tương tự như vậy. Về phần tổng kết đều là do các thư ký ngồi ngẫm nghĩ chỉnh sửa nhiều lần. Một thị xã có mấy triệu dân, bao nhiêu công ty thì chẳng lẽ không có mấy điển hình sao? Nếu nói không có thì có ai tin nổi không? Hội nghị bên dưới lập tức vang lên tiếng trao đổi. Bí thư Ứng nói đúng là thẳng thắn. Đừng nói là Ninh Lăng, ngay cả lãnh đạo Hoài Khánh, Vĩnh Lương cũng đều không vui mấy. Cho nên tôi cũng đa nhìn, đã nghe giống mọi người. Tôi chỉ đưa ra hai ví dụ mà tôi thấy từ hai ví dụ này sẽ thấy được hết những công việc mà Ninh Lăng đã làm. Tôi cho rằng mọi người cần phải suy ngẫm từ nó. Ứng Đông Lưu tiếp tục nói. Khi tới tham quan hạng mục điện tử rượu Hoa Giang Nam, Ninh Lăng của công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử rượu Hoa Giang Nam, tôi đã trao đổi với quản lý ở đây và hỏi bọn họ tại sao chọn đầu tư vào Ninh Lăng. Người quản lý đã kể lại một câu chuyện cho tôi nghe. Ứng Đông Lưu nói câu này làm cho mọi người lập tức chú ý tới. Có một nhân viên kỹ thuật mới vào làm rượu hoa không lâu cùng đoàn khảo sát của công ty đến tỉnh An Nguyên khảo sát hoàn cảnh đầu tư. Nhân viên kỹ thuật này phụ trách khảo sát khu vực Ando. Y sau đó cũng khảo sát mấy nơi gồm Ando, vài thị xã phái Nam Ando. Kết quả khi trên đường tới Ninh Lăng thì bị bệnh nặng, sau đó được đưa thẳng tới Bệnh viện Nhân dân số 2 Ninh Lăng và cần phẫu thuật ngay. Mà bệnh nhân ngoài chứng minh thư trên người ra thì chỉ có vài chục tệ, hơn nữa ăn mặc rất bình thường. Mọi người bên dưới gần như ngừng thở nghe Ứng Đông Lưu nói chuyện. Tôi muốn nói chính là chứng minh thư của bệnh nhân là từ hồi anh ta học đại học, ở một huyện nghèo tại tỉnh Kiềm Nam, mà lúc ấy không ai nhận ra bệnh nhân. Anh ta lúc ấy cũng mê man và được đưa tới bệnh viện. Bệnh viện cho rằng cần lập tức tiến hành phẫu thuật rất thành công nhưng vì người bệnh mất máu nhiều nên cần nhiều máu mà giá máu không hề rẻ nên phải chi ra khá nhiều. Nghe nói lúc ấy bệnh viện cũng tranh luận về việc này. Có người đề nghị sau khi phẫu thuật và theo dõi, như vậy có thể giữ tính mạng bệnh nhân và không phải trả chi phí quá cao nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. Cuối cùng bệnh viện quyết định vẫn truyền máu cho bệnh nhân rồi tích cực chữa trị. Sau khi bệnh nhân tỉnh lại đã liên lạc với cơ quan. Đồng nghiệp nhanh chóng tới và thanh toán viện phí. Các đại biểu bên dưới đều đang suy nghĩ về ý trong câu nói của Ứng Đông Lưu. Quản lý công ty nói với tôi rằng nhân viên kỹ thuật kia không phải nhân tài cao cấp của bọn họ, chỉ là một nhân viên kỹ thuật rất bình thường. Nhưng điều anh ta gặp phải ở Ninh Lăng không biết sao lại được chủ tịch công ty biết tới. Chủ tịch nói ở thời đại kinh tế thị trường hiện nay mà còn có chế độ y đức tốt đến như vậy. Sau đó chủ tịch tự mình tới Ninh Lăng khảo sát. Hỏi về cơ chế y tế Ninh Lăng và biết chính quyền Ninh Lăng chuyên môn thành lập một quỹ tài chính khẩn cấp dùng cho những người bị tai nạn giao thông, bệnh hiểm nghèo để thanh toán viện phí. Điều này làm anh ta rất ngạc nhiên. Anh ta đã đi khảo sát hơn 20 thành phố, thị xã ở An, Xuyên, Du, Tương, Kiềm, Điền và cuối cùng quyết định đầu tư xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng. Quyết định này cũng dựa trên một vài nguyên nhân như hệ thống giao thông, đảm bảo cung ứng điện, chính sách ưu đãi của Ninh Lăng. Nhưng phụ trách công ty rượu hoa ở Ninh Lăng nói với tôi rằng việc quyết định đầu tư xây dựng ở nhà máy ở đâu đã có cuộc tranh luận quyết liệt. Trong cuộc họp hội đồng quản trị, chủ tịch đã nói chuyện này ra, cuối cùng nói một câu một chính quyền có thể cân nhắc chu đáo đến vậy, như vậy uy tín của chính quyền đó không cần phải nói tới.
Vì thế hội đồng quản trị quyết định đầu tư xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng. Vì một công ty tư nhân ra nước ngoài đầu tư xây dựng nhà máy mà một cục trưởng có thể nhiều lần dẫn giám đốc công ty đó lên tỉnh, thậm chí hai lần bay lên Bắc Kinh. Sau khi đạt được thông qua thì vẫn có vị phó cục trưởng theo sát, không hề vắng mặt. Lãnh đạo phụ trách của thị xã cũng ba lần lên tỉnh nói chuyện với lãnh đạo ngân hàng, lãnh đạo chủ yếu của thị xã cũng tự mình phản ánh tình hình với lãnh đạo ngân hàng phát triển quốc tế. Tôi không biết lãnh đạo các ban ngành, thành phố, thị xã khác của tỉnh có thể làm được như vậy không? Quyển 14, chương 15. Nếu như nói chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên chỉ là tổng kết, như vậy bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu nói chuyện lại rất sắc bén. Mọi người cẩn thận suy nghĩ hàm nghĩa trong đó, nhất là hai câu chuyện mà Ứng Đông Lưu nói ra làm các vị bí thư thị ủy, thị trưởng đều phải suy ngẫm, chi tiết đúng là quyết định thành bại. Diêu Văn Chí nhìn Đàm Lập Phong ngồi phía xa xa đang suy nghĩ mà trong lòng có chút buồn bực. Việc thu hút Diệu Hoa Giang Nam đến đầu tư xây dựng nhà máy, cả An Đô và Hoài Khánh đều cạnh tranh rất mạnh. Phải nói hai nơi đều có trụ cột nhất định về ngành điện tử thông tin, tranh thắng bại chỉ là của hai nơi. Nhưng làm hai người bất ngờ và khiếp sợ chính là Diệu Hoa Giang Nam lại đầu tư vào Ninh Lăng, đó là điều bọn họ không thể hiểu nổi. Diệu Hoa Giang Nam là công ty tư nhân nổi tiếng hàng đầu cả nước trong lĩnh vực tài liệu. Lần này bọn họ muốn chủ yếu tiến vào thị trường tài liệu điện tử, đầu tư sản xuất sợi thủy tinh. Hạng mục này là một loạt tỉnh chú ý. Các tỉnh thành đều rất nhiệt tình mời Diệu Hoa Giang Nam đến khảo sát hoàn cảnh đầu tư. Trong tỉnh An Nguyên thì hai nơi cạnh tranh nhiều nhất ở việc này là An Đô và Hoài Khánh. Không ai ngờ Diệu Hoa Giang Nam sau khi khảo sát hơn 20 thành phố, thị xã lại chọn Ninh Lăng, điều này không chỉ làm tỉnh An Nguyên chấn động, không ít các tỉnh khác cũng vậy. Mặc dù Ninh Lăng khởi động thành lập trụ sở tài liệu mới nhưng bây giờ mới có vài ba hạng mục đầu tư vào Ninh Lăng, ngoài ra chỉ có công ty vật liệu xây dựng Từ Tre là điểm sáng. Nhưng Diệu Hoa Giang Nam lại chọn Ninh Lăng. Diệu Hoa Giang Nam không chỉ có uy tín và tài chính lớn ở khu vực Chiết Giang, càng quan trọng hơn là sức ảnh hưởng của hạng mục này. Giai đoạn 1 của hạng mục này dự tính đầu tư 400 triệu, xây dựng hạng mục sợi thủy tinh dành cho ngành điện tử thông tin với sản lượng 20.000 tấn. Giai đoạn 2 đầu tư thêm 150 triệu sản xuất 80.000 tấn chất dẫn không dây, giai đoạn 3 đầu tư thêm 500 triệu mở rộng sản lượng sợi thủy tinh lên thêm 20.000 tấn cùng 60.000 tấn chất dẫn. Diệu Hoa Giang Nam đầu tư xây dựng nhà máy ở Ninh Lăng chính là tiêm thêm liều thuốc kích thích vào Ninh Lăng, kéo theo các ngành sản xuất liên quan, điều này làm cho Diêu Văn Chí và Đàm Lập Phong đều ghen tị. Ứng Đông Lưu kể câu chuyện có thật như vậy hay không thì Diêu Văn Chí không biết, y tin Đàm Lập Phong cũng không rõ. Nhưng có một điều dám khẳng định đó là Diệu Hoa Giang Nam đã lựa chọn Ninh Lăng làm nơi sản xuất ở khu vực Trung Tây của bọn họ, hơn nữa đây là bước đi rất sâu rộng, gần như không di rời nữa. Chuyện thứ hai thì Diêu Văn Chí có nghe qua đôi chút. Cục trưởng Cục Phát triển Công ty vừa và nhỏ của Ninh Lăng gần như là suốt ngày chạy lên An Đô vì một công ty dây cáp điện Ninh Lăng đầu tư xây dựng nhà máy ở Campuchia. Đây là vì muốn cho Ngân hàng Phát triển Quốc tế tỉnh An Nguyên cho công ty kia vay tiền, cuối cùng việc này cũng xong, hơn nữa giải ngân tiền cũng làm rất nhanh. Hai chuyện này làm cho Diêu Văn Chí cảm thấy mình tỉnh lại rất nhiều. Nhất là Ứng Đông Lưu đã nói đừng coi đây là gió thoảng qua tai. Diêu Văn Chí có thể hiểu ra ý trong lời nói của Ứng Đông Lưu, nếu như có vị lãnh đạo nào không để trong lòng thì chỉ sợ sắp tới anh sẽ mất chức. Đàm Lập Phong ngồi ở bên cũng có suy nghĩ, Ninh Lăng lần này không hề giấu giếm, đương nhiên bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh tới làm bọn họ rất chú trọng, ai dám giấu giếm. Tuy nói Triệu Quốc Đồng ít lên tiếng nhưng vị phó thị trưởng thường trực kia có thể nói là thể hiện xuất sắc. Ngay cả hai vị lãnh đạo chủ yếu đều liên tục nói chuyện với chị ta. Vưu Liên Hương rất tự tin khiến ngay cả một vị bí thư thị ủy, thị trưởng bình thường cũng tự nhận chưa chắc làm được. Ninh Lăng đúng là đã đi trước một bước, Đàm Lập Phong cũng phải thừa nhận điều này. Mặc dù chỉ là bước rất nhỏ bé nhưng bước này nếu như các nơi khác không đuổi sát theo thì nó sẽ nhanh chóng thành ưu thế tuyệt đối. Bây giờ việc thu hút đầu tư chưa thấy gì nhưng sáng tạo không khí và hoàn cảnh tốt đẹp là không đơn giản. Hoài Khánh tuy không lạc hậu nhưng cứ bình bình phát triển là điều Đàm Lập Phong không muốn. Đi trước là nguyên tắc của Đàm Lập Phong, y tin Diêu Văn Chí bên kia cũng là như vậy, lãnh đạo của Vĩnh Lương cũng thế. Triệu Quốc Đống tươi cười vẫy tay, các vị lãnh đạo thị xã Ninh Lăng cũng nở nụ cười chào mọi người lên xe rời đi, đều nói hy vọng mọi người trở lại, mãi đến khi đoàn xe biến mất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Có người ưỡn lưng, có người không ngừng xoay xoay cổ xem ra vì hội nghị lần này mà ai cũng mệt. Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo bộ đều tới,
các sở ban ngành, lãnh đạo các thành phố, thị xã anh em đều tới, chẳng lẽ anh còn có thể ngồi nhà sao? Phải đi tiếp bọn họ chứ? Được rồi các vị, tôi vốn định mời mọi người cùng nhau ăn cơm nhưng lại thấy vẻ mặt ai cũng mệt nên tôi không làm kẻ ác nữa. Ai muốn về nhà nghỉ sớm thì cứ về. Bây giờ cũng đã 4 giờ 30, các lãnh đạo cần đi cũng đã đi, chỉ còn nửa tiếng nữa tôi làm chủ cho mọi người nghỉ trước. Triệu Quốc Đống nhìn mọi người và cũng hiểu hai hôm nay đúng là ai cũng mệt mỏi. Bây giờ mọi người làm còn tâm trạng ăn uống, ai cũng muốn giải tán ngay rồi về nhà nghỉ ngơi. Triệu Quốc Đống nói với giọng trêu đùa làm mọi người cười phá lên. Bí thư Triệu, vậy cảm ơn nhiều. Mấy hôm nay đúng là rất bận, bây giờ về sớm một chút ăn cơm rồi ngủ. Đúng thế bí thư Triệu, ngày mai có thể cho phép mọi người nghỉ một ngày không? Dù sao tìm một người thay chúng tôi một hôm cũng không khó mà. Cảm ơn bí thư Triệu, chúng tôi hôm nay xin về nghỉ trước. Các vị thường vụ, phó thị trưởng, cục trưởng đều tươi cười. Một tháng qua nhất là tuần này làm mọi người rất mệt, công việc không thể có sơ sót, gần như mỗi ngày đều đến các nơi mình phụ trách xem một chút, nếu bận cũng phải gọi điện hỏi, hôm sau phải tới xem ngay. Trong hội nghị thường ủy mở rộng Triệu Quốc Đống đã nói ai để xảy ra chuyện thì sẽ xử lý người đó. Việc này quan hệ đến danh dự và hình tượng chính trị của Ninh Lăng, cũng quan hệ đến danh dự, hình tượng bộ máy thị ủy, ủy ban Ninh Lăng, không được phép sơ sẩy. Mọi người dần tản đi, chỉ còn lại Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân và Lục Kiếm Dân. Dược Quân, Kiếm Dân, hội nghị coi như thành công tốt đẹp. Công việc một năm qua của Ninh Lăng chúng ta coi như được tán thành. Nhưng chúng ta lại bị người ta thấy hết. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Tôi thấy có không ít lãnh đạo hai cấp thị xã, quận, huyện của chúng ta đều có suy nghĩ ngồi trên công lao mà hưởng thụ, không biết rằng ngồi như vậy thì sẽ bị người ta bắt kịp sao. Trung Dược Quân cùng Lục Kiếm Dân vốn định lên tiếng nhưng nghe Triệu Quốc Đống nói làm cả hai đều run lên. Trung Dược Quân nhìn thoáng qua Lục Kiếm Dân ở bên rồi suy nghĩ nói. Bí thư Triệu, đúng như ngài nói hội nghị lần này của chúng ta đã kết thúc viên mãn. Mặc dù có vài vấn đề nhưng đó chỉ là ở vấn đề chi tiết. Tôi cảm thấy tỉnh ủy cũng đánh giá cao độ công tác của chúng ta. Thị trưởng Trung, hội nghị tổ chức ở Ninh Lăng chính là khẳng định công việc của Ninh Lăng. Nhưng công việc chúng ta cũng không làm quá tốt, có vài nơi thậm chí có vấn đề lớn. Tôi cảm thấy lời vừa rồi của Bí thư Triệu nói đúng, chúng ta cần phải nghiên cứu lại. Đừng nghĩ hội nghị kết thúc là việc sẽ xong, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Lục Kiếm Dân rất kiên quyết nói. Quyển 14, chương 16. Lúc này Trung Dược Quân lại nghĩ khác, nếu Triệu Quốc Đống nói lạnh nhạt không nhắc đến thì y còn lo lắng, nhưng khi Triệu Quốc Đống nói thẳng lại làm y yên tâm. Xem ra Lục Kiếm Dân muốn nhằm thẳng vào chuyện ở ưu không bỏ, Trung Dược Quân run lên, không lẽ muốn thay đổi Thiết Minh? Thiết Minh mới làm bí thư huyện ủy vài tháng, thậm chí chủ tịch còn chưa xác định mà lại thay đổi bộ máy ưu sao? Lục Kiếm Dân không phải quá ngông cuồng chứ? Chẳng lẽ là... Trung Dược Quân nhìn tới với ánh mắt ngờ vực nhưng Triệu Quốc Đống coi như không thấy. Lúc này hắn đang có việc cần suy nghĩ. Lục Kiếm Dân tất nhiên là tức giận chuyện ở ưu. Mặc dù do Lam Quang phụ trách nhưng trọng trách trên vai y, hai ngày diễn ra hội nghị Lục Kiếm Dân gần như chỉ ở ưu, đến chiều nay mới về gấp gặp lãnh đạo chủ yếu của tỉnh. Cơn tức giận này Lục Kiếm Dân không phát tiết mới là lạ. Đối với Ninh Lăng chúng ta mà nói hội nghị này chỉ là bắt đầu. Tối qua tôi ngồi nói chuyện với Chủ tịch Vi Phong, nói Ninh Lăng chúng ta năm nay có tốc độ tăng trưởng nhanh nhưng cần phải tính tới cơ cấu hợp lý, không nên tham lam quá. Tôi cũng giới thiệu một chút tình hình Ninh Lăng chúng ta với Chủ tịch. Triệu Quốc Đống cười nói. Xem ra chúng ta đưa được hạng mục của Diệu Hoa tới đây đã khiến không ít người ý kiến. Bí thư Triệu, việc này còn có người có ý kiến sao? Trung Dược Quân có chút tức giận nói. Có giỏi thì kéo Diệu Hoa sang đó đi, chúng ta không nói một câu nào. Nói sau lưng có gì giỏi, hơn nữa tôi không nghĩ ra bọn họ nói như thế nào. Ha ha, lý do không phải rất dễ tìm sao? Cái gì mà hạng mục này là của bên ngành điện tử thông tin? Cái gì mà phải ưu tiên bố trí sản nghiệp? Triệu Quốc Đống cười phá lên. Trên đường về Trung Dược Quân và Lục Kiếm Dân vô thức đi hai bên hắn. Nghe thấy có người ý kiến về hạng mục Diệu Hoa đầu tư vào Ninh Lăng, đừng nói là Trung Dược Quân mà ngay cả Lục Kiếm Dân cũng tức tối. Không giấu gì hai anh, khi Diệu Hoa quyết định đầu tư vào Ninh Lăng chúng ta có vị lãnh đạo trên tỉnh và lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đã gọi điện cho tôi. Cho rằng Ninh Lăng chúng ta không xác định ngành điện tử thông tin là sản nghiệp trụ cột, có phải nên cân nhắc làm như thế nào cho trọng điểm không?
ý chính là muốn Diệu Hoa đầu tư vào nơi khác ở tỉnh An Nguyên, tôi không đồng ý. Triệu Quốc Đống một bên đi, một bên nói. Bí thư Triệu, tỉnh vậy là có ý gì? Dựa vào cái gì mà lại ưu ái An Đô, Hoài Khánh hơn Ninh Lăng chúng ta? Lục Kiếm Dân cũng là người giỏi làm kinh tế từ hồi còn làm bí thư quận ủy Cảnh Hồ, Kiến Dương. Y cũng hiểu lúc ấy ở thành phố Kiến Dương có chuyện gì tốt đền đưa tới khu khai phát, đưa tới các quận phát triển hơn, chuyện này có nghĩa là anh phải có trách nhiệm chính trị. Hừ, hạng mục của Diệu Hoa có liên quan đến ngành điện tử thông tin nhưng cũng là ngành tài liệu chế tạo, Ninh Lăng chúng ta muốn tạo trụ sở tài liệu mới, đưa hạng mục này vào là rất bình thường. Không ngờ còn có người dám lấy lý do này mà dị nghị, còn muốn chỉ trỏ, tôi đúng là không thể hiểu bọn họ nghĩ như thế nào. Anh nói đúng, chúng ta không trộm, không cướp, dựa vào hoàn cảnh đầu tư mà Diệu Hoa tới Ninh Lăng chúng ta. Người ta quyết định đầu tư vào Ninh Lăng, chẳng lẽ chúng ta khuyên bọn họ đi? Đúng là nực cười. Trung Dược Quân cũng rất tức giận. Chuyện dù sao cũng đã qua không cần nhắc lại nữa. Tôi chỉ muốn nói một điều đó là Ninh Lăng chúng ta bây giờ đang được nhiều người chú ý nên khó tránh khỏi có kẻ gièm pha, châm biếm. Chúng ta vừa muốn im lặng phát triển nhưng lại không được, anh làm ra thành tích mà lãnh đạo không biết là không được. Điều này đã quyết định một điều là anh phải thể hiện bản lĩnh của mình, lộ ra kinh nghiệm, còn phải làm cho không ít kẻ đỏ mắt oán thán. Thời buổi này vốn là như vậy mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Sau hội nghị này Ninh Lăng chúng ta coi như được vinh dự. Ninh Lăng nếu muốn tiếp tục đứng vững và nổi bật ở tỉnh An Nguyên thì chủ yếu là dựa vào chính chúng ta. Chỉ cần bộ máy thị ủy, ủy ban hướng về một phía, không ngừng duy trì xu thế phát triển hiện nay thì không ai có thể đánh ngã chúng ta. Chẳng những không làm ngã được chúng ta mà Ninh Lăng chúng ta còn phải càng cao lên nữa, thành ngọn cờ của cả tỉnh An Nguyên này. Câu nói của Triệu Quốc Đống làm cả Trung Dược Quân, Lục Kiếm Dân đều hơi ngừng bước lại. Bọn họ đều nghe ra ý trong lời nói của hắn. Đó chính là muốn hai người gạt bỏ hiềm khích, cùng đoàn kết để tiến tới. Lục Kiếm Dân và Trung Dược Quân cũng đi chậm hơn Triệu Quốc Đống một bước, nhìn nhau và đã khôi phục lại bình thường. Ninh Lăng chúng ta hiện nay ở tình huống khá kỳ diệu. Chúng ta đang là tâm điểm chú ý, vì thế Ninh Lăng cần làm gì? Tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng mặc dù nhanh nhưng GDP vẫn còn kém xa so với mấy vị đầu. Vậy mà có người tự thỏa mãn, điều này trong bộ máy thị xã, quận, huyện kiểu gì chẳng có. Triệu Quốc Đống có vẻ không chú ý đến hai người Trung Dược Quân, hắn tiếp tục nói. Chúng ta tại sao không đặt mục tiêu ngoài tỉnh, tại sao có thể không thể nhìn xa hơn nữa, tại sao không thể so sánh với Tô Châu, không so sánh với Ôn Châu và Phật Sơn. Trung Dược Quân và Lục Kiếm Dân đều ngẩn ra, Tô Châu, Phổ Tích, Ôn Châu, Phật Sơn mặc dù không phải thành phố cấp phó tỉnh nhưng đó là đại biểu cho khu vực phát triển nhất của khu vực Duyên Hải. Ninh Lăng chỉ là một đô thị xa xôi ở đất liền. Mặc dù mấy năm nay phát triển nhanh nhưng sao có thể so sánh với bọn họ. Điều này cần các ngành sản nghiệp trụ cột, chính sách quốc gia, vị trí địa lý, điều kiện giao thông, quan niệm ý thức rất cao, Ninh Lăng có thể đạt được không? Anh nếu không dám nghĩ tới thì sao có thể đuổi theo người ta? Triệu Quốc Đống như có mắt sau lưng nên thấy được vẻ mặt khiếp sợ của hai người. Hắn dừng lại rồi trầm giọng nói. So sánh với bọn họ như tôi nói không phải là so sánh về GDP. Về cơ sở vật chất, mà là quan niệm, ý thức, so về hoàn cảnh, chính sách. Quan niệm của chúng ta lạc hậu, chúng ta hoàn toàn có thể học tập để tăng lên, mặt nào còn kém thì cố gắng đuổi theo. Hoàn cảnh đầu tư không bằng bọn họ, chúng ta có thể cố gắng thay đổi. Chính sách khác nhau chúng ta có thể sửa đúng, đây là những thứ mà chúng ta có thể so sánh với bọn họ. Hai người Trung Dược Quân đều dừng bước im lặng nghe Triệu Quốc Đống nói. Nếu chúng ta so sánh với mấy nơi chỉ hơn chúng ta một chút thì chỉ có thể thấy điểm mạnh của chúng ta chứ không thấy khuyết điểm của mình, luôn thấy tự thỏa mãn mà không thấy mối nguy hiểm của mình. Như vậy động lực và mục tiêu phát triển sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Dược Quân, Kiếm Dân, Ninh Lăng chúng ta đi tới ngày hôm nay đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, chỉ có thể tiến chứ không thể lui. Chúng ta chỉ có thể kiên định đi tới với quyết tâm và nghị lực lớn hơn nữa. Thị ủy, ủy ban Ninh Lăng là một chỉnh thể. Bên ngoài luôn có sóng gió, chúng ta chỉ có thể buộc chặt mình vào một sợi dây, phá tan mọi chướng ngại trước mắt. Triệu Quốc Đống không mong chờ mấy câu nói của mình có thể làm Trung Dược Quân, Lục Kiếm Dân hết mâu thuẫn. Trên thực tế hai người này không thể nào quan hệ mật thiết lại được. Hắn chỉ hy vọng bọn họ cùng có thể nhận ra mục tiêu hiện nay của Ninh Lăng. Ninh Lăng thoáng cái bị đẩy lên cao, thậm chí vượt qua dự đoán ban đầu của Triệu Quốc Đống.
nhất là khi bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu kể hai chuyện kia càng đẩy Ninh Lăng vào chỗ hiểm. Thu tài chính và thu nhập bình quân của dân chúng nội thành và nông dân của Ninh Lăng còn có chênh lệch khá lớn so với các thành phố, thị xã đứng trên. Bây giờ trong mắt dư luận và lãnh đạo tỉnh thì Ninh Lăng phát triển nhanh là bình thường. Nếu tới cuối năm anh phát triển chậm hơn một chút mới là vấn đề. Hai quý đầu năm Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu cả tỉnh nhưng cũng không quá cao. Chủ yếu là nằm ở hai quý tới đây. Theo Triệu Quốc Đống đoán thì bắt đầu từ quý 3 các hạng mục lớn đi vào sản xuất sẽ kéo theo tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng lên rất cao. Quyển 14, chương 17. Tháng 6, Bộ Năng lượng bắt đầu áp dụng ý kiến đẩy mạnh phát triển ngành năng lượng mới mà Triệu Quốc Đống đề xuất, hơn nữa chính sách tiết kiệm năng lượng của Trung Quốc trong giai đoạn 2003-2008 cũng đã được trình lên Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thảo luận, điều này tạo ra tiếng vang không nhỏ đối với quốc tế và trong nước. Dư luận quốc tế cho rằng chính phủ Trung Quốc đã ý thức được tình hình tiêu thụ điện năng của Trung Quốc và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nên cần có biện pháp thay đổi. Mà các nước châu Âu cũng đang đẩy mạnh phát triển ngành năng lượng mới, nhất là năng lượng mặt trời ở các nước như Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển đều đã có quy hoạch. Truyền thông và dư luận Trung Quốc cũng có phân tích, ngành năng lượng mới cũng vì nguyên nhân mà hưởng lợi không ít. Vì thế phát triển tinh thể silicon trong lĩnh vực năng lượng mặt trời đã là xu thế tất nhiên. Điều này cũng thúc đẩy ngành năng lượng mới của Trung Quốc mở rộng ra trong toàn quốc. Ngoài việc ba hạng mục năng lượng mới đang chuẩn bị hoàn thành, có nhiều công ty liên doanh và công ty tư nhân đang muốn tiến vào đầu tư ở Ninh Lăng. Do yếu tố này ảnh hưởng nên ba hạng mục năng lượng mới trước đó cũng được đẩy nhanh tiến độ. Các thiết bị mua từ nước ngoài đã lục tục đến cảng Ninh Lăng, ga Ninh Lăng cũng đã được vận chuyển đến trụ sở nhà máy, bắt đầu vừa xây dựng vừa chạy thử. Ngành năng lượng mới phát triển nhanh như vậy cũng làm Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ. Hắn cuối cùng cũng tạo được chút hiệu quả, những cố gắng về việc tuyên truyền cho ngành năng lượng mới khi hắn còn làm ở Bộ Năng lượng đã khiến Trung ương chú ý. Châu Âu là thị trường chính cho ngành năng lượng mới, dư luận xã hội cũng là điều rất quan trọng. Một khi chính sách của quốc gia đã được khởi động thì rất nhanh sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, điều này có tác dụng thúc đẩy ngành năng lượng mới của Ninh Lăng phát triển. Đương nhiên ngành năng lượng mới phát triển nhanh cũng có chút mạo hiểm. Nhưng nếu như thị trường trong nước có thể từ từ được bồi dưỡng theo xu hướng quốc tế thì nó cũng sẽ là một cách giảm sóc cho ngành năng lượng mới. Khi thị trường thế giới xuất hiện nguy cơ kinh tế thì thị trường trong nước sẽ làm giảm thiểu ảnh hưởng đến mức nhỏ nhất, không làm cho ngành năng lượng mới của Ninh Lăng gặp quá nhiều khó khăn. Theo suy nghĩ của Triệu Quốc Đống thì ngành năng lượng mới trong 10, thậm chí 20 năm tới vẫn sẽ có vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Khi ý thức bảo vệ môi trường của dân chúng tăng lên, chính phủ mỗi nước sẽ dùng các biện pháp nhằm vào việc bảo vệ môi trường và thay đổi khí hậu, nhu cầu năng lượng mới cũng càng lúc càng tăng lên. Đây là một quá trình không thể thay đổi, cùng lắm chỉ thay đổi về tốc độ biến hóa mà thôi. Hắn vốn lo lắng cho ngành năng lượng mới phát triển quá nhanh sẽ không tìm được thị trường tiêu thụ. Nhưng bây giờ khi thị trường trong nước sớm khởi động khiến Triệu Quốc Đống yên tâm không ít. Triệu Quốc Đống từng suy nghĩ xem có nên hạn chế các hạng mục vào Ninh Lăng hay không nhưng bây giờ đã không cần như vậy. Ninh Lăng có thể lựa chọn các công ty có quy mô lớn tiến vào chứ không giống các nơi khác vẫn còn đau đầu vì thu hút đầu tư. Mà theo các công ty trong lĩnh vực năng lượng mới tiến vào cũng khiến cho các ngành chế tạo thiết bị bắt đầu tiến vào Ninh Lăng, chỉ riêng tháng 7 khu khai phát Ninh Lăng và Tây Giang đã đón 6 công ty cung cấp thiết bị cho ngành năng lượng mặt trời đến khảo sát hoàn cảnh đầu tư. Vân Đạt, anh ngồi đi. Vân Duệ biết vị quyền chủ tịch quận Đông Giang này có quan hệ tốt với sếp. Nghe nói năm đó lúc sếp ở Tây Giang đã kéo sang Tây Giang. Vì thế Vân Duệ trực tiếp dẫn Hoắc Vân Đạt vào thư phòng của Triệu Quốc Đống. Bí thư Triệu, tôi tới báo cáo một chút về phương án quy hoạch khu công nghiệp Đông Giang. Hoắc Vân Đạt mặc dù không quá cẩn thận như lãnh đạo quận, huyện khác khi gặp Triệu Quốc Đống, nhưng theo địa vị của Triệu Quốc Đống tăng lên, y cũng biết mình cần duy trì sự kính trọng đối phương. Anh đã báo cáo với thị trưởng Trung chưa? Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Khu công nghiệp Đông Giang cuối cùng đã trình lên phê chuẩn, đây vốn là việc bình thường nhưng ở Đông Giang lại khác. Nhìn Tây Giang và khu khai phát phát triển rất nhanh, Hoắc Vân Đạt mới làm chủ tịch quận Đông Giang không thể ngồi yên được. Đông Giang ở ngay gần nội thành mà GDP chỉ xếp hạng cuối của Ninh Lăng, theo Hoắc Vân Đạt thấy đó là điều không thể tưởng tượng nổi. Hoắc Vân Đạt lúc làm việc ở Tây Giang thấy đó là nỗi nhục của Đông Giang. Không ngờ y lại được điều tới Đông Giang làm quyền chủ tịch, nỗi nhục đó giờ đã rơi vào đầu y. Tôi đã lên báo cáo hai lần, ngoài ra cũng đã báo cáo với thị trưởng Vưu,
thị trưởng Lý cùng với thị trưởng Trúc. Bọn họ đều rất quan tâm việc xây dựng, phát triển khu công nghiệp Đông Giang. Thị trưởng Trung còn tự mình gọi điện cho ngành liên quan ở trên tỉnh nhờ bọn họ ủng hộ. Hoắc Vân Đạt mặc chiếc sơ mi màu lam nên nhìn trẻ hơn vài tuổi. Mặc dù được điều tới làm chủ tịch Đông Giang nhưng y thấy áp lực rất lớn. Nhất là khi bí thư quận ủy tuổi đã cao mà có ảnh hưởng quá lớn, y biết mình làm chủ tịch cần phải tìm mọi cách phát triển kinh tế Đông Giang, đây là thử thách không hề nhỏ đối với y. Hoắc Vân Đạt cũng biết đây là giây phút rất quan trọng trên con đường chính trị của mình. Triệu Quốc Đống cho y một cơ hội, y có thể nắm bắt để bay vọt hay không là do chính bản thân y. Trước đây làm phó, làm lãnh đạo phụ trách thì đơn giản hơn vì cứ làm theo ý lãnh đạo chủ yếu là được. Bây giờ làm chủ tịch lại khác, y phải đưa ra quy hoạch, đẩy mạnh công việc. Mà khó giải quyết nhất vẫn là bí thư quận ủy Duy Đức Thọ, tên này chỉ còn vài tháng ở chức vụ nên tâm trạng có vẻ không tốt, hay nổi nóng và gây khó khăn. Vì thế Hoắc Vân Đạt sau khi đến Đông Giang đã phải dùng vài tối suy nghĩ làm sao phá vỡ cục diện bế tắc này. Trên thực tế biện pháp tốt nhất không phải không có. Đó chính là đợi quen thuộc tình hình. Nhưng Hoắc Vân Đạt biết mình được thị xã đưa đến Đông Giang chính là muốn mình mau bắt tay vào công việc. Chờ sau khi y quen tình hình thì thị xã mới có thể điều chỉnh Duy Đức Thọ, như vậy tránh cho việc ảnh hưởng quá lớn khi điều chỉnh cả hai lãnh đạo chủ yếu, như vậy sẽ gây bất lợi cho triển khai công việc ở Đông Giang. Nhưng Hoắc Vân Đạt không thể chờ được, y mới đến Đông Giang 2 tuần đã thấy mình mà cứ chờ thì cơ hội sẽ biến mất. Khu khai phát thị xã không nói, nhưng nhìn Tây Giang, Hoa Lâm, Phong Đình phát triển cực nhanh làm y không thể chờ nổi. Chuyện sau đó làm cho tất cả cán bộ Đông Giang đều có chút kinh ngạc. Gần như chỉ sau một đêm Hoắc Vân Đạt đã đổi khác, tràn đầy sức sống. 2 tuần trước là im lặng nhưng bây giờ đã thay vào đó là việc không ngừng đi điều tra, nghe báo cáo. Mà điều này cũng không phải điều người ta ngạc nhiên nhất. Làm cho cán bộ Đông Giang chấn động là bí thư quận ủy Duy Đức Thọ trong hội nghị cán bộ quận đã rõ ràng lên tiếng ủng hộ Hoắc Vân Đạt, yêu cầu cán bộ toàn quận phải thay đổi quan niệm, cố gắng phấn đấu cho tương lai tươi sáng của Đông Giang. Sau đó bộ máy Đông Giang vốn trì trệ khá lâu bây giờ đã tiến hành vận chuyển nhanh hơn. Rất nhiều người không hiểu là có chuyện gì xảy ra, chỉ có 2 người Hoắc Vân Đạt và Duy Đức Thọ là hiểu được. Hoắc Vân Đạt trong một hôm uống rượu nói rất thẳng, mà hôm đó Hoắc Vân Đạt không thể không xin nghỉ ngày hôm sau. Cũng không phải Duy Đức Thọ quá kém như mọi người nghĩ. Hoắc Vân Đạt cho rằng ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không chắc chắn. Rất nhiều chuyện mọi người đều muốn làm nhưng chủ yếu do tầm nhìn, do sự quyết đoán, do thói quen dựa dẫm khiến bọn họ không thể làm được. Nhưng khi có ai đó thể hiện có lực lượng làm được thì những người kia sẽ hết sức ủng hộ, dù sao ai chẳng muốn thấy một tương lai tốt đẹp. Hoắc Vân Đạt cũng kể qua về cuộc nói chuyện giữa mình và Duy Đức Thọ cho Triệu Quốc Đống nghe, Triệu Quốc Đống im lặng không nói. Đến cuối cùng hắn chỉ nói nghe là một chuyện nhưng quan trọng nhất vẫn là thực hiện. Hắn muốn thấy kết quả. Quyển 14, chương 18. Hoắc Vân Đạt cũng báo cáo qua về quy hoạch khu công nghiệp Đông Giang với Triệu Quốc Đống. Trước đó Hoắc Vân Đạt thi thoảng cũng báo cáo về ý tưởng của mình với khu công nghiệp Đông Giang, nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân của y. Chưa được nghiên cứu trong hội nghị thường vụ quận ủy Đông Giang, chưa có quyết định chính thức. Triệu Quốc Đống hiểu cách làm của Đông Giang. Ý đồ của Đông Giang rất đơn giản, đó chính là muốn dựa vào khu khai phát đang phát triển cực nhanh trong ngành thiết bị điện và năng lượng mới. Tây Giang cũng là nơi phát triển mạnh ngành bảo vệ môi trường và tài liệu chế tạo. Vì thế Đông Giang cũng muốn phát triển thiết bị cho ngành bảo vệ môi trường, ngành điện và tài liệu chế tạo. Triệu Quốc Đống xem qua bản quy hoạch của Đông Giang mất 20 phút. Sau đó Hoắc Vân Đạt nói liên tục trong gần tiếng, phải nói y giới thiệu rất toàn diện, mặc dù chỉ là vẻ ngoài nhưng có thể làm được như vậy đã là không dễ. Tôi xem rồi, giai đoạn 1 của khu công nghiệp Đông Giang có diện tích không quá lớn nhưng đối với một khu công nghiệp vừa bắt đầu thì đó cũng là bước đi tốt. Chủ yếu nhất chính là mục tiêu của các anh, mục tiêu cần có tính khoa học và thực tế. Bản thân tôi cho rằng dù sao Đông Giang bây giờ không có ngành sản nghiệp trụ cột. Việc phát triển và quản lý khu công nghiệp cũng mới bắt đầu học tập mà thôi. Vì thế việc tụ tập vài ngành nghề để mở đầu là tốt nhưng Đông Giang có quy hoạch xa hơn không? Triệu Quốc Đống đưa ra câu hỏi rất sắc bén. Hoắc Vân Đạt cũng biết chuyện này là không thể tránh nổi. Y cũng có quy hoạch nhưng do trụ cột của Đông Giang quá mỏng, nói quá xa vời chỉ là không thực tế. Vì thế y quyết định đi từng bước. Bí thư Triệu, ngài muốn nói nếu Đông Giang chúng tôi không có tư tưởng tiến bộ, không dám đặt mục tiêu là không phải. Nhưng trụ cột Đông Giang quá thấp. Ha ha, GDP năm trước chỉ tăng có 11%, mới có hơn tỷ, nói ra cũng xấu hổ.
đường đường một quận mà kém đến thế. Thế kỷ 21 rồi, Đông Giang có hơn 400.000 dân mà GDP chỉ hơn tỷ, nói thật tôi cũng thấy xấu hổ. Hoắc Vân Đạt cung kính nói. Nhưng sự thật vốn là như vậy, Đông Giang chúng tôi không có một công ty nhà nước nào lớn cả, chỉ có mấy xí nghiệp tập thể quy mô không lớn. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nhấp ngụm trà sao, loại chè này có thể làm người ta tỉnh táo lại. Ở điều kiện hiện nay chúng tôi cũng không có nhiều lựa chọn. Quận mạnh về công nghiệp là mục tiêu của chúng tôi. Không có công nghiệp, Đông Giang sẽ không thể thoát khỏi vị trí đáng xấu hổ hiện nay. Cho nên chúng tôi chỉ có thể nhìn thẳng vào việc phát triển công nghiệp. Hiện nay chúng tôi thành lập khu công nghiệp trên danh nghĩa chính là quanh các sản nghiệp trụ cột của thị xã. Nhưng trên thực tế chúng tôi cũng tính toán rộng hơn một chút, chỉ cần có công ty có quy mô và tương lai, chúng tôi sẽ vui mừng mời vào khu công nghiệp Đông Giang. Nếu nói đói quá ăn gì cũng được thì cũng không hề quá đáng với Đông Giang. Đương nhiên chúng tôi cũng sẽ có lựa chọn của mình. Nếu có thể có hạng mục khổng lồ đầu tư vào Đông Giang, chúng tôi đương nhiên rất chào đón. Triệu Quốc Đống khẽ gật đầu. Hoắc Vân Đạt nói đúng, Đông Giang bây giờ có thể nói không có lựa chọn nào khác. Anh phải tìm mọi cách đưa các công ty vào khu công nghiệp thì mới được. Tôi đề nghị các anh phải có quy hoạch dài hạn, dù là hiện giờ không thể áp dụng cũng có thể để các anh có phương hướng, phải dẫn dắt khu công nghiệp phát triển theo hướng này, nếu không các anh sẽ phát triển nhầm hướng. Khi khu công nghiệp vừa thành lập điều này chưa thấy rõ, nhưng về sau anh muốn thay đổi là rất khó khăn. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Có lẽ điều này là khó khăn với các anh, nhưng tôi cảm thấy đây là kế lâu dài, cần phải có mục tiêu xác định, không thể để mặc nó muốn phát triển thế nào thì phát triển. Hoắc Vân Đạt thở dài một tiếng rồi cười khổ nói. Bí thư Triệu, có cơ hội ngài giới thiệu vài hạng mục cho khu công nghiệp Đông Giang chúng tôi. Nếu có hạng mục tốt thì cho khu công nghiệp chúng tôi một hai cái. Tôi lúc ở Tây Giang không thấy nhưng khi đến Đông Giang mới hiểu tại sao người ta nói nghèo mới khổ. Tài chính trống trơn, lúc nào cũng phải tìm cách lấy chỗ này đắp chỗ kia. Quy hoạch của khu công nghiệp cũng đã có nhưng còn cần tài chính xây dựng cơ sở vật chất. Nếu muốn giải quyết cũng cần tiền, mà Đông Giang cũng đang nợ nhiều. Nhất là khi xây dựng trụ sở quận ủy vẫn nợ tiền chủ thầu xây dựng. Bọn họ nói nếu không trả tiền người ta sẽ mang theo công nhân đến nhảy từ trụ sở quận ủy xuống tự tử. Triệu Quốc Đống cũng biết Hoắc Vân Đạt bây giờ gặp nhiều khó khăn. Anh muốn mở cục diện cũng cần đưa ra động tác gì mới, nhưng cán bộ quận còn cần ăn cơm, tài chính chỉ có từng đó mà. Anh muốn thu hút đầu tư cũng cần xây dựng cơ sở vật chất, như vậy sẽ khiến tài chính của Đông Giang đã nghèo càng nghèo hơn. Nhưng anh nếu không xây dựng cơ sở vật chất thì công ty làm như thế nào tiến vào? Anh không nên bi quan như vậy chứ. Năm đó anh theo tôi tới Tây Giang không phải cũng khó khăn sao? Cải cách công ty nhà nước không phải gặp khó xử sao? Chúng ta không phải vẫn vượt qua ư? Điều kiện của Đông Giang dù kém hơn một chút nhưng tôi cảm thấy đây không phải nguyên nhân chính, chủ yếu là do quan niệm tư tưởng của cán bộ, dân chúng Đông Giang. Chứ với vị trí địa lý của Đông Giang thì không đáng là như vậy. Triệu Quốc Đống rất kiên quyết nói. Tôi tin anh có thể làm được. Hoắc Vân Đạt có chút kích động, Triệu Quốc Đống nói tuy kiên quyết nhưng đó là đặt nhiều kỳ vọng vào mình. Mình nếu không làm tốt thì sẽ làm mất mặt Bí thư Triệu. Xin Bí thư Triệu yên tâm, tôi nếu đến Đông Giang nhất định sẽ không xám xịt rời đi. Dù là làm như thế nào tôi cũng quyết không đi, tôi không tin Đông Giang cứ như thế này mãi. Hoắc Vân Đạt gần như nghiến chặt răng nói. Sau khi Hoắc Vân Đạt đi, Triệu Quốc Đống vẫn đang suy nghĩ một chuyện. Việc điều chỉnh nhân sự sau khi hắn tới Ninh Lăng giờ đã bắt đầu có hiệu quả. Ít nhất Ngụy Hiểu Lam, Đàm Viễn Ba, Hoắc Vân Đạt đều đang một lòng một dạ vào phát triển kinh tế. Chẳng qua điều kiện trụ cột của các quận, huyện này còn kém một chút, trong lúc nhất thời nếu muốn có hiệu quả rõ ràng là rất khó khăn. Nhất là Đông Giang, Phong Đình, Thương Hóa trước đây phát triển chậm, các ngành liên quan của thị xã cũng nên có cơ chế giúp các quận, huyện này. Tuổi Du Đức Thọ coi như đã đến tuổi. Để Hoắc Vân Đạt làm quen một thời gian là Triệu Quốc Đống có thể điều chỉnh y lên làm bí thư quận ủy. Bộ máy tào tập cũng là vấn đề cần giải quyết. Thiết Minh đã lên thị ủy làm bản kiểm điểm, lời nói của hắn cũng đã có hiệu quả một chút. Lục Kiếm Dân không còn gây sự quá nhiều như trước, đã lý trí hơn nhiều. Y ủng hộ Triệu Quốc Đống việc xử lý bộ máy tào tập, đương nhiên nó cũng là có liên quan đến vài tin đồn. Trên tỉnh đã lộ tin, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ tiến hành khảo sát bộ máy các thành phố. Thị xã, đây chính là bước đầu cho việc điều chỉnh bộ máy. Bây giờ hắn không có quá nhiều quan hệ ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, tin này cũng là do Hàn Đông gọi điện nói cho hắn biết.
Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Lục Kiếm Dân thuộc đối tượng khảo sát của ban tổ chức cán bộ. Một phần nguyên nhân là do kinh tế Ninh Lăng phát triển rất nhanh khiến cho thành viên bộ máy Ninh Lăng được lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy chú trọng. Hơn nữa Lục Kiếm Dân cũng có lý lịch tốt, từng làm bí thư quận ủy quận phát triển ở thành phố Kiến Dương, lại làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, phó bí thư thị ủy, có thể nói đã tiếp xúc không ít công việc, tính cách trầm ổn nên đúng là lựa chọn thích hợp. Triệu Quốc Đống cũng có chút nuối tiếc, Lục Kiếm Dân muốn đề bạt là không phải nói. Năng lực của y tốt, y làm cán bộ cấp phó giám đốc sở hơn Triệu Quốc Đống 3 năm, đề bạt thành thị trưởng cũng là bình thường. Nhưng Lục Kiếm Dân được đề bạt cũng có nghĩa cơ hội của Vưu Liên Hương càng nhỏ hơn rất nhiều. Thoáng cái một nơi có hai cán bộ được đề bạt không phải không có nhưng khả năng này là rất nhỏ. Mình lúc trước dùng đủ xu thế vận chuyển hình như không có bao hiệu quả. Nghe nói phó trưởng ban thư ký, chánh văn phòng thị ủy An Đô, Mao Đạo Lâm cũng có thể được đến nơi khác làm thị trưởng. Mao Đạo Lâm được Tôn Liên Bình cực lực đề cử với tỉnh ủy, Miêu Trấn Trung cũng đồng ý, đây là ưu thế của thành phố cấp phó tỉnh. Chỉ cần anh được lãnh đạo ưu ái thì sẽ được đề cử trực tiếp với tỉnh ủy. Quyển 14, chương 19. Lục Kiếm Dân mặc dù mới chỉ có lời đồn là xếp vào những người được khảo sát, chưa chính thức có quyết định, ít nhất Triệu Quốc Đống bây giờ còn chưa nhận được thông báo chính thức của tỉnh ủy. Nhưng đây cũng là một tín hiệu, đó chính là khuynh hướng của việc phân công công việc của tỉnh ủy. Nơi nào có bộ máy đoàn kết, phát triển kinh tế tốt thì tỷ lệ thành viên bộ máy ở đó được đề bạt sẽ cao hơn. Trong mấy hội nghị Triệu Quốc Đống đã nhấn mạnh một quan điểm, một bộ máy có đoàn kết hay không sẽ quyết định sức chiến đấu, sự chấp hành và sức ảnh hưởng của bộ máy đó, cũng quyết định bộ máy đó có thể gánh vác việc phát triển kinh tế địa phương hay không, giúp dân chúng giàu lên hay không. Để làm được như vậy sẽ cần cán bộ có tố chất chính trị cao, có năng lực mạnh mẽ, mà loại cán bộ này ở trong bộ máy sẽ biết tác dụng phát huy tính đoàn kết trong công việc. Hắn không biết lời mình nói cơ sở bao người nghe ra vấn đề. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng đã nói với Tiêu Phượng Minh là khi khảo sát bộ máy các quận, huyện thì cần phải trao đổi ý kiến với lãnh đạo chủ yếu và phó bí thư phụ trách tổ chức về ý này. Không có một bộ máy đoàn kết thì sẽ không có quần thể có sức chiến đấu cao. Mà lãnh đạo chủ yếu không làm được việc này thì tố chất, năng lực lãnh đạo cũng đáng phải xem lại. Triệu Quốc Đống nhấn mạnh đoàn kết như vậy làm mọi người nhận ra vài thứ. Ít nhất Trung Dược Quân và Lục Kiếm Dân trong các hội nghị đều nhấn mạnh việc xây dựng bộ máy, đoàn kết bộ máy. Lão Trúc, gì vậy? Triệu Quốc Đống thấy Trúc Văn Khôi Chu Kiến Đào tiến vào rồi đặt một bức thư mời lên bàn mình, hắn có chút tò mò mở ra xem. Ha ha, bí thư Triệu, chuyện này ngài dù như thế nào cũng phải dành chút thời gian tham gia mới được. Siêu thị ô tô Trung Hoa ở khu Giang Đông Khánh Thành, cử hành vào 10 giờ sáng ngày kia. Trúc Văn Khôi cười ha hả nói. Siêu thị ô tô Trung Hoa cũng là một trong những hạng mục buôn bán quan trọng của khu Giang Đông. Siêu thị ô tô Trung Hoa nằm phía bắc khu Giang Đông, gần quốc lộ 915, diện tích khoảng 150.000 m², do tập đoàn đầu tư Hoa Thác An Đô cùng công ty bất động sản Huy Thụy Ninh Lăng cùng xây dựng, tổng vốn đầu tư trên 100 triệu, chủ yếu thành lập siêu thị ô tô, tập hợp hầu hết ô tô và phụ tùng. Ồ, đã xác định thời gian rồi cơ à? Triệu Quốc Đống nhìn lịch xem ngày kia có gì trùng hay không? Đã xác định, ha ha, bí thư Triệu, tuần trước tôi đã liên lạc với Vân Duệ, biết ngài hôm đó không có lịch gì quan trọng, tỉnh cũng không có hội nghị cho nên tôi đoán ngài có thể tham gia. Coi như làm cho siêu thị ô tô thêm tin tưởng. Trúc Văn Khôi ngoài mặt thì nói thẳng thắn nhưng rất tinh tế, mảng xây dựng đô thị giao cho y coi như chọn đúng người. Việc xây dựng khu Giang Đông, Triệu Quốc Đống gần như không hỏi mấy. Trung Dược Quân vốn có chút lo lắng nhưng về sau việc xây dựng vào quỹ đạo. Trung Dược Quân cũng thấy Trúc Văn Khôi có năng lực ở mảng này nên dần buông tay. Ồ, thị xã không có việc gì quan trọng, tôi sẽ đi. Triệu Quốc Đống cười nói. Chẳng qua để bọn họ thêm tin tưởng thì hơi quá. Anh nói bí thư ứng hoặc là chủ tịch Tần đến thì còn có thể. Tôi chỉ là bí thư thị ủy Ninh Lăng, tham gia cũng là trong phạm vi công việc. Ha ha, bí thư Triệu, không phải tôi nịnh ngài. Ngài đến Ninh Lăng hơn năm, Ninh Lăng thay đổi rất nhiều. Chủ tịch tập đoàn Hoa Thác nói bọn họ chọn đầu tư vào Ninh Lăng một phần do các điều kiện của Ninh Lăng, phần khác là do ngài làm lãnh đạo ở Ninh Lăng. Bọn họ cho rằng Ninh Lăng dưới sự lãnh đạo của ngài sẽ phát triển càng nhanh hơn. Mà ô tô cũng sẽ dần đi vào cuộc sống từng gia đình. Anh ta nói dù là bây giờ bọn họ có trưng bày không ai mua cũng không sao, bởi vì bọn họ cảm thấy ngài làm bí thư thị ủy Ninh Lăng thì bọn họ coi trọng tương lai hơn. Triệu Quốc Đống cười ha hả nhìn Trúc Văn Khôi khen mình.
Hắn có chút buồn cười, tên Trúc Văn Khôi này đúng là thú vị, người ta có nịnh cũng phải hàm xúc, có ai nói thẳng như y. Tôi có thể có bản lĩnh lớn như vậy thì sớm đi làm bí thư, chủ tịch tỉnh rồi. Người ta chỉ nói cho có mà thôi, nói vậy để anh vui chứ gì. Chúng ta cũng phải tự biết mình là ai. Công ty kinh doanh tốt hay xấu là dựa vào chính bọn họ, chúng ta có thể cung cấp hoàn cảnh kinh doanh ổn định cho bọn họ, đó là trách nhiệm của chúng ta. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Ngồi đi, tôi vừa lúc muốn nói chuyện với anh về việc xây dựng khu Giang Đông. Ha ha, bí thư Triệu, siêu thị ô tô Trung Hoa coi như loạt pháo đầu tiên, hơn nữa tôi thấy loạt pháo này rất có ý nghĩa. Đã có nhiều đại lý muốn vào siêu thị ô tô, ngoài việc các nhà kinh doanh Ninh Lăng chúng ta ra, còn có hai công ty tiêu thụ ô tô khổng lồ ở Ando cũng xác định lập chi nhánh và tiến vào siêu thị ô tô, có lẽ bọn họ không chỉ nhằm vào Ninh Lăng chúng ta mà còn cả Thông Thành, Vĩnh Lương, Tân Châu. Trúc Văn Khôi vui vẻ nói. Tôi thấy các nhà kinh doanh ô tô rất nhạy cảm, thậm chí còn hơn quan chức chính phủ có thể. Bọn họ biết quy hoạch lâu dài, sớm có bố trí nhưng chúng ta có nhiều lúc chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Có phải là việc xây dựng khu Giang Đông có gì đó không được như ý không? Xây dựng khu Giang Đông khá nhanh, đồng thời hội nghị thu hút đầu tư toàn tỉnh tổ chức ở Ninh Lăng cũng đã được tuyên truyền ra cả nước. Ví dụ như siêu thị ô tô Trung Hoa, khách sạn du lịch Kiến Quốc, Ninh Lăng, tòa nhà Trường Lăng. Một loạt hạng mục quan trọng được khởi công, khánh thành. Ngân hàng xây dựng Ninh Lăng, Ngân hàng Công Thương Ninh Lăng, Ngân hàng Nông nghiệp Ninh Lăng, Ngân hàng Thương mại Ninh Lăng, Công ty Tài chính Trung Quốc chi nhánh Ninh Lăng. Một loạt đơn vị tài chính đều muốn xây dựng chi nhánh ở khu Giang Đông. Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng cũng chuẩn bị khởi động việc chuyển các cơ quan hành chính sang khu Giang Đông, như vậy có thể mở ra nhiều khu đất vàng ở nội thành Tây Giang, áp dụng chính sách đổi đất lấy tài chính. Khi Ninh Lăng tiến vào giai đoạn phát triển nhanh thì theo ý của Triệu Quốc Đống là cả khu Giang Đông và nội thành cũ Tây Giang cũng cần phát triển cực nhanh. Ủy ban Ninh Lăng cũng đã sớm có kế hoạch là giao bán, đấu thầu khu đất của vài cơ quan sẽ chuyển đi, coi như bổ sung cho khoản tài chính lớn trong việc xây dựng trụ sở mới. Cái này thì không, Chủ tịch Hoắc quận Đông Giang rất ủng hộ thị xã. Tôi cảm thấy được thị xã suy nghĩ việc đưa ra các khu đất ở nội thành cũ là chưa đúng thời cơ. Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Việc bán đất ở nội thành cũ đúng là có tranh luận. Trúc Văn Khôi phụ trách đất đai kiên quyết phản đối, cho rằng các ngành chức năng của thị xã sau khi chuyển sang bên kia mới tính tới các khu đất còn lại, giá sẽ tăng lên. Nhưng Vưu Liên Hương lại nói do tài chính của Ninh Lăng có hạn, đồng thời cũng tính tới thị trường bất động sản đang nóng nên cần phải sớm sang tên các khu đất để lấy tài chính, qua đó có thể đẩy mạnh việc cải thiện bộ mặt của nội thành cũ. Ở Ninh Lăng, giá đất khu vực nội thành cũ đang không ngừng tăng lên. Điều này mặc dù do thị trường bất động sản trong nước đang ấm nhưng quy mô thị trường bất động sản Ninh Lăng khá nhỏ, 1-2 năm qua Ninh Lăng phát triển nhanh nên nhiều hạng mục đầu tư vào Ninh Lăng, khiến cho lượng dân cư từ ngoài vào tăng mạnh. Do có nhân tố này thêm nữa là cây cầu Ô Giang sắp khánh thành, nhiều khu đất còn cần một thời gian để xây dựng mới có thể sử dụng nên khiến giá đất nội thành cũ tăng lên nhiều. Vì nguyên nhân này nên Trúc Văn Khôi mới cảm thấy khu vực nội thành cũ có thể mang lại nhiều tài chính hơn nữa cho Ninh Lăng. Chẳng qua Trúc Văn Khôi cũng biết quan hệ mật thiết giữa Vưu Liên Hương và Triệu Quốc Đống, thậm chí ngay cả Trung Dược Quân cũng có thái độ mơ hồ ở việc này. Văn Khôi, vấn đề này anh trao đổi với thị trưởng Trung cùng thị trưởng Vưu chưa? Triệu Quốc Đống cũng biết Trúc Văn Khôi không phải người dễ bị thuyết phục. Y ở vấn đề mang tính nguyên tắc thì rất cố chấp. Quyển 14, chương 20. Bí thư Triệu, tôi đã trao đổi với thị trưởng Trung và thị trưởng Vưu. Thị trưởng Trung nói cần quan sát thêm nhưng thị trưởng Vưu lại kiên trì quan điểm của mình. Trúc Văn Khôi thở dài một tiếng, y biết Trung Dược Quân thực ra cũng muốn thuận theo ý mình nhưng Triệu Quốc Đống lại không tỏ thái độ nên Trung Dược Quân cần thận trọng. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ xem nên thảo luận với Trúc Văn Khôi về vấn đề này như thế nào. Một vấn đề sẽ có nhiều cách nhìn nhận. Trúc Văn Khôi là phó thị trưởng phụ trách xây dựng thành thị và quản lý đất đai nên thấy rõ tình hình ấm lên của thị trường bất động sản trong nước. Từ góc độ tăng thu tài chính thì thấy việc giữ đất lại sẽ khiến cho giá khu đất tăng lên. Nhưng Vưu Liên Hương lại nhìn từ góc độ khác, làm phó thị trưởng thường trực, cô không chỉ suy nghĩ đến vấn đề tăng thu tài chính, còn phải cân nhắc đến công việc toàn ta. Khu đất ở nội thành cũ diện tích cũng không nhỏ, hơn nữa hệ thống điện nước đầy đủ, theo giá hiện nay cũng không thấp. Đối với Ninh Lăng đang phát triển nhanh chóng thì cần không ít tài chính, như vậy khu vực nội thành cũ có thể bù vào lỗ hổng tài chính đó. Phần khác bởi vì nửa sang năm cầu Ô Giang mới khánh thành,
khu Giang Đông muốn hình thành quy mô nhất định cũng cần thời gian. Phía Tây nội thành cũng được thống nhất làm nơi bảo vệ di sản văn hóa, thị xã trong lúc nhất thời cung không có kế hoạch cải tạo xây dựng khu vực này cho nên ở nội thành cũng ngoài khu đất do các cơ quan hành chính chuyển đi thử ra, có thể cung cấp cho việc xây dựng thì gần như không có. Ở tình huống này sẽ khiến giá nhà đất nội thành cũ tăng lên, cũng khiến cho xã hội có phản ánh. Tôi biết suy nghĩ của anh, cũng biết anh có ý kiến về quan điểm của thị trưởng Vưu. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta khi nhìn nhận vấn đề cần tính tới nhiều góc độ, đồng thời cũng phải nhìn xa hơn một chút, không thể chỉ chú trọng hiệu quả kinh tế, phải tính tới lợi ích xã hội nhắn. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Giá nhà đất ở khu vực nội thành cũ đang tăng lên, anh có lẽ cũng cảm thấy để đất đó thì sẽ tăng thu nhập cho tài chính thị xã. Nhưng canh có nghĩ rằng nếu trong vòng 1-2 năm nội thành cũ không đủ đất cung ứng, giá nhà liên tục tăng cao thì dân chúng sẽ nghĩ như thế nào về hành vi này của chính quyền? Trúc Văn Khôi ngẩn ra, y chưa suy nghĩ đến việc này. Cho dù khu Giang Đông còn cần thời gian hoàn thiện nhưng cơ sở vật chất ở khu Hà Nam đã đủ, việc xây dựng bên đó đang diễn ra rất tích cực. Nếu thật sự dân chúng cần nhà ở hoàn toàn có thể sang đó. Anh nghĩ vấn đề quá đơn giản hay là cố ý làm như vậy? Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi không tin anh không hiểu cái lý trong đó. Khu vực nội thành cũ là nơi mà dân chúng địa phương cảm thấy thích hợp nhất với bọn họ. Anh muốn bọn họ chuyển sang Hà Nam hoặc là Giang Đông thì cũng cần thời gian thích ứng. Nhất là hiện nay kinh tế Ninh Lăng phát triển nhanh, dân chúng từ ngoài tiến vào tăng lên, dân chúng địa phương Ninh Lăng đã có ý kiến. Nếu như vấn đề này mà liên quan đến nhân khẩu bên ngoài vào Ninh Lăng tăng thì phản ứng của người dân địa phương sẽ tăng lên. Tôi thấy chính quyền cần có trách nhiệm dùng biện pháp giảng hòa, sớm bán, đấu thầu các khu đất, thậm chí nhanh chóng xây dựng cũng là biện pháp tốt. Trúc Văn Khôi im lặng không nói. Anh cũng là phó thị trưởng, rất nhiều vấn đề phải suy nghĩ một cách toàn diện, không nên chỉ suy nghĩ ở một góc độ. Phải tính tới cả hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. Triệu Quốc Đống đứng lên rót nước cho Trúc Văn Khôi, Trúc Văn Khôi vội vàng dùng hai tay để nhận. Xây dựng khu Giang Đông cần phải tiến hành gấp rút, nhất là ở phần cơ sở vật chất, không cần chờ đến khi cầu Ô Giang xây dựng xong mới tiến hành. Tôi nghĩ nếu có thể thì khi cầu xây dựng xong thì cơ sở vật chất của khu Giang Đông cũng làm xong. Như vậy sẽ là tiền đề tốt cho khu Giang Đông. Lệ Quyên, đến từ lúc nào vậy? Sao không gọi điện? Triệu Quốc Đống cười rất tươi làm Vương Lệ Quyên cảm thấy yên tâm đôi chút. Vương Lệ Quyên vốn thấy đến như vậy có quá đường đột không, nhưng cô cảm thấy nếu gọi trước lại có vẻ xa cách. Vì thế Vương Lệ Quyên trực tiếp tới làm thư ký tò mò nhìn cô, đến khi cô nói từng là cấp dưới của bí thư Triệu thì tên thư ký mới đồng ý vào thông báo. Xem ra Triệu Quốc Đống rất bận. Không dễ dàng có thời gian gặp người không hẹn trước. Bí thư Triệu, tôi không làm phiền ngài chứ. Tôi thấy ngài rất bận, phòng thư ký cũng còn có người, hay là tôi chờ chút. Vương Lệ Quyên hôm nay búi tóc lên cao lộ rõ gáy đẹp, mặt vì trời nóng nên đỏ hơn chút. Không có gì, chỉ cứ ngồi ở văn phòng tôi sang phòng tiếp khách tầm 10 phút. Triệu Quốc Đống đứng lên nói. Tôi là người tùy ý, chỉ cứ ngồi đi. Triệu Quốc Đống tiện tay đóng cửa phòng lại để Vương Lệ Quyên một mình ở lại văn phòng. Vương Lệ Quyên đứng lên khẽ thở dài một tiếng rồi nhìn dòng Ô Giang phía xa xa. Đây là Ninh Lăng, nơi hắn khởi nghiệp, hắn đến Hoài Khánh rồi lên Bắc Kinh một thời gian ngắn, cuối cùng lại về Ninh Lăng. Giá sách cũng không có quá nhiều sách, không có sách triết học nhưng thật ra còn có một quyển Oan Đần. Phong cách của hắn đúng là độc đáo, Vương Lệ Quyên nở nụ cười. Xem ra lúc hắn ở Hoài Khánh cũng thế. Về Ninh Lăng cũng vậy. Triệu Quốc Đống quay về Ninh Lăng làm Vương Lệ Quyên có chút bất ngờ. Mặc dù Triệu Quốc Đống gần như là bị ép rời khỏi Hoài Khánh nhưng lãnh đạo Hoài Khánh vẫn cảm thấy Triệu Quốc Đống đây là lên chức. Dù sao cũng là cục trưởng ở Bộ Năng lượng cơ mà. Nhưng hắn từ chức cục trưởng Bộ Năng lượng để về làm bí thư thị ủy Ninh Lăng làm mọi người phải suy nghĩ. Bề ngoài là do tỉnh ủy không tìm được ai thích hợp. Nhưng tỉnh An Nguyên to như vậy mà không có ai đủ sức ngồi ở vị trí bí thư thị ủy Ninh Lăng sao? Triệu Quốc Đống lại từ Bắc Kinh về tỉnh An Nguyên làm bí thư thị ủy một thị xã có kinh tế ở tầm trung toàn tỉnh, bề ngoài là không đúng. Nhất là bí thư thị ủy trước đã bị bắt và tạo dư chấn không hề nhỏ. Thậm chí có người cảm thấy Triệu Quốc Đống không phục nên muốn quay về chứng minh mình. Mà đây là muốn nhằm vào Đàm Lập Phong. Vương Lệ Quyên không chắc có đúng thế không nhưng cô thấy ít nhiều có yếu tố này. Cũng không bao nhiêu người coi trọng Triệu Quốc Đống làm tốt công việc ở Ninh Lăng, ít nhất bên Hoài Khánh là như vậy, thậm chí có cả Vương Lệ Quyên. Các điều kiện ở Hoài Khánh hơn xa Ninh Lăng,
Càng quan trọng hơn đó là Hoài Khánh ở trong tay Triệu Quốc Đống đã tạo được trụ cột tốt, nhất là ngành điện tử thông tin khiến cho Hoài Khánh phát triển rất nhanh. Năm 2001-2002, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hoài Khánh luôn đứng thứ nhất, thứ hai toàn tỉnh. Ở tình hình như vậy mà Ninh Lăng chỉ có mỗi ngành thiết bị điện và tài liệu chế tạo rồi muốn khiêu chiến với Hoài Khánh đúng là không lượng sức mình. Nhưng biểu hiện của Triệu Quốc Đống đã làm mọi người phải suy nghĩ lại. Nhất là sau hội nghị thu hút đầu tư và phát triển kinh tế tư nhân toàn tỉnh tổ chức ở Ninh Lăng, Vương Lệ Quyên cảm thấy một cơn gió từ Ninh Lăng ập tới Hoài Khánh. Bí thư thị ủy Đàm Lập Phong cùng phó thị trưởng thường trực Đặng Nhược Hiền trong mấy hội nghị liên tục nói Ninh Lăng đang quật khởi. Khi giới thiệu về tình hình phát triển của Ninh Lăng, Đàm Lập Phong hiếm khi tỏ vẻ nếu Hoài Khánh còn đắm chìm trong thỏa mãn thì bị vứt lại phía sau cũng chỉ là sớm hay muộn. Y yêu cầu toàn thị xã phải chỉnh đốn tinh thần, thay đổi quan niệm tư tưởng. Đây không phải nguyên nhân duy nhất Vương Lệ Quyên đến Ninh Lăng, nhưng cũng là một lý do rất quan trọng. Cô đúng là muốn biết Triệu Quốc Đống làm như thế nào tạo cơn sóng lớn như thế ở Ninh Lăng. Quyển 14, chương 21. Ha ha, Lệ Quyên, bí thư Đàm có phải là quá nhạy cảm không? Ninh Lăng hiện nay phát triển nhanh, Hoài Khánh trước đây không phải như vậy sao? Tốc độ tăng trưởng của Hoài Khánh năm trước cũng tương đương Ninh Lăng bây giờ mà. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Ninh Lăng chúng tôi không thể so sánh với Hoài Khánh. GDP của Hoài Khánh năm trước là trên 43 tỷ, Ninh Lăng chưa đầy 20 tỷ, không bằng một nửa Hoài Khánh, có gì đáng để kinh ngạc chứ? Vương Lệ Quyên chỉ cười cười không giải thích. Lệ Quyên, đây chắc là kế sách của bí thư Đàm rồi, đó là yêu cầu các quận, huyện phải phát triển nhanh hơn. Triệu Quốc Đống cười nói. Hoài Khánh bây giờ còn chưa coi Ninh Lăng vào đâu, y bây giờ nhìn chằm chằm vào Vĩnh Lương, Miên Châu cùng Kiến Dương. Theo tôi thì mục tiêu chính của y là Vĩnh Lương. Theo xu thế phát triển năm nay của Hoài Khánh cùng Kiến Dương, Miên Châu thì GDP của Hoài Khánh sẽ tương đương hai thành phố này. Kiến Dương cùng Miên Châu năm nay phát triển khá chậm, không bằng 1/3 Hoài Khánh. Bí thư Đàm có lẽ rất tin tưởng đạt đến mức độ như Vĩnh Lương. Bí thư Triệu, tôi thấy bí thư Đàm coi Ninh Lăng là sự uy hiếp. Cảm thấy Ninh Lăng phát triển quá nhanh ngoài dự đoán của y. Chẳng qua nói thật theo tôi biết về tình hình phát triển kinh tế của Ninh Lăng thì hai quý đầu năm nay phát triển rất nhanh, hơn nữa nửa cuối năm có không ít hạng mục khánh thành sợ rằng tốc độ tăng trưởng càng lên thêm nữa. Cũng khó trách bí thư Đàm không ăn ngon ngủ yên. Vương Lệ Quyên khẽ nở nụ cười, hàm răng trắng hơi cắn vào đôi môi đỏ mọng làm Triệu Quốc Đống thấy cũng động tâm. Lệ Quyên, đây là chuyện của Đàm Lập Phong và Phó Thiên, chị không cần quan tâm giúp y. Chị chỉ cần làm tốt ở qua gian mình là được. Đúng, chị đã đến Hoài Khánh 4 năm rồi phải không? Sao, thị xã chẳng lẽ không có ý điều chỉnh chị sao? Triệu Quốc Đống bỏ vẻ mặt trên đùa mà nghiêm túc nói. Đàm Lập Phong nếu có thành kiến thì tôi thấy y sẽ hối hận. Có phải là chị muốn tới Ninh Lăng không? Bí thư Triệu, ngài từ Ninh Lăng đến Hoài Khánh, đưa chủ tịch Quế từ Ninh Lăng đến Hoài Khánh. Tôi nếu bây giờ từ Hoài Khánh đến Ninh Lăng không lẽ ngài không sợ người khác rèm pha sao? Hơn nữa tôi còn là phụ nữ. Vương Lệ Quyên đỏ mặt lên cười cười đầy quyến rũ. Hừ, nghe thì cũng là vấn đề nhưng chị thấy tôi là người sợ đồn thổi sao? Triệu Quốc Đống kiêu hãnh nói. Dung Hiền không ngại thân, Quế Toàn Hiếu thể hiện ở Quy Ninh ai cũng có thể thấy, y có được hay không không phải do tôi nói, mà là do công việc. Mà biểu hiện của chị ở Hoài Châu như thế nào cũng là vậy. Chỉ cần chị muốn tới, tôi lập tức có thể gọi cho trưởng ban Hàn mời trưởng ban giúp. Vương Lệ Quyên có chút cảm động nhưng cô vẫn tỉnh táo lắc đầu. Bí thư Triệu, ngài không sợ nhưng tôi sợ. Tôi không phải sợ mang tiếng mà lo ảnh hưởng đến ngài. Ngài đến Ninh Lăng chưa lâu, tôi không muốn ngài bị ảnh hưởng về anh tiếng. Dù ngài không cần nhưng tôi cũng quan tâm. Lệ Quyên, tôi nói chị như thế nào bây giờ? Triệu Quốc Đống lắc đầu không tiếp tục đề tài này nữa. Hắn là bí thư thị ủy thì một vài lời đồn thổi không thể ảnh hưởng đến hắn nhất là khi Ninh Lăng phát triển rất nhanh. Nhưng Vương Lệ Quyên lại khác, cô là một nữ cán bộ nên chịu ảnh hưởng từ việc này hơi kém. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nói chuyện khác đi, chỉ cần chị cảm thấy Hoài Khánh không thích hợp, Ninh Lăng luôn chào đón chị. Cảm ơn bí thư Triệu đã quan tâm. Ngài tối có rảnh không? Tôi đã hẹn Vưu tỷ ăn tối, không biết ngài. Vương Lệ Quyên biết Triệu Quốc Đống bây giờ là bí thư thị ủy nên rất bận. Lệ Quyên, chị nói gì vậy, chẳng lẽ tôi và Vưu tỷ không có thời gian mời chị bữa cơm sao? Gọi cả Lệ Mai nữa, đáng tiếc Huệ Hương tỷ không thể tới, nếu không chúng ta coi như là đủ bộ. Triệu Quốc Đống cười nói,
Nhưng tôi vừa nãy nghe nói ngài hình như bận việc thì phải. Vương Lệ Quyên vốn không định nói chuyện này nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói. Lệ Quyên, bây giờ lúc nào chẳng có việc, ăn cơm gần như thành quán tính rồi. Tôi và thị trưởng Trung, Vưu tỷ gần như buổi trưa, tối đều kín lịch. Tình hình Trung Quốc là như vậy, lãnh đạo có mặt vì tỏ vẻ coi trọng, nhất là với nhà đầu tư tới. Tôi và thị trưởng Trung đã giao hẹn dù là lớn hay nhỏ chỉ cần có khách tới thì một trong hai người tham gia, nếu hai người không được thì do Vưu tỷ tham gia. Dù cho có đến ngồi một chút, mời chén rượu cũng là tỏ vẻ tôn trọng đối phương. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Xã hội bây giờ thường nói nhiều cán bộ chúng ta bây giờ sáng ngồi xe đi làm, chưa đến quán, tối đến ở dưới váy phụ nữ. Tôi cảm thấy đối với nhiều cán bộ lãnh đạo thì đó là chuyện bất đắc dĩ. Vương Lệ Quyên cười nói. Ha ha, Lệ Quyên, chỉ có phải là ám chỉ tôi không đó. Biết làm sao được, bây giờ không phải những năm 50, 60, chị mà đi xe đạp xuống cơ sở thì đó không phải là làm gương mà là ra vẻ. Chưa tối đi nhậu nhẹt cũng phải xem xét nguyên nhân, nếu vì công việc hay là do tác phong vấn đề. Nhưng tôi chủ trương cố gắng đơn giản, rất nhiều khách nước ngoài không quen với việc đón tiếp long trọng ở Trung Quốc chúng ta, cho rằng đó là lãng phí không cần thiết, thậm chí còn thấy phản cảm, sẽ nghi ngờ hiệu quả làm việc của chúng ta. Triệu Quốc Đống cũng đã lâu không tâm sự với ai như vậy. Vương Lệ Quyên đến làm hắn khá vui vẻ, cũng nói chuyện nhiều hơn. Còn về vế sau cùng tôi không thích mấy. Vương Lệ Quyên nở nụ cười, cô biết Triệu Quốc Đống có vài sở thích như tập thể dục, leo núi, uống trà, cà phê, chỉ riêng hát, uống rượu là không thích mấy. Triệu Quốc Đống cũng hỏi qua Vương Lệ Quyên tình hình Hoài Khánh. Bộ máy thị xã Hoài Khánh đã điều chỉnh khá nhiều. Cao Chí Minh làm trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng bộ máy cấp quận, huyện không thay đổi nhiều. Ít nhất mấy quận, huyện mạnh về kinh tế như Hoài Châu, Quy Ninh, Lâm Giang không hề có thay đổi. Hai người nói chuyện khá vui vẻ. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị gọi cho Vưu Liên Hương thì điện thoại di động của hắn vang lên. Điện thoại là Tiêu Phượng Minh gọi tới nói tuần sau một tổ khảo sát của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sẽ xuống Ninh Lăng, nghe nói là hội nghị của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy vừa kết thúc và muốn xác thực mấy quyết định của tỉnh ủy. Phượng Minh, chẳng lẽ không có lý do gì sao? Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Hắn biết Tiêu Phượng Minh có mạng lưới quan hệ rộng ở trên tỉnh ủy. Hắn muốn nghe xem đối phương có biết tin gì về việc này không. Tiêu Phượng Minh lúc này tâm trạng không được tốt mấy, y có chút ghen tị nhưng rất nhanh thu lại tâm trạng này. Bí thư Triệu, sáng nay diễn ra hội nghị thường vụ tỉnh ủy, sau đó ban tổ chức cán bộ lập tức tổ chức hội nghị. Tôi vừa vặn lên ban làm việc nên trưởng ban Vi nói trước cho Ninh Lăng chúng ta biết. Trưởng ban Vi nói không rõ ràng nhưng theo tôi biết thì bí thư Kiếm Dân cùng thị trưởng Liên Hương thuộc diện khảo sát. Triệu Quốc Đống nghe xong không khỏi cười cười một tiếng. Vưu Liên Hương có thể vào danh sách khảo sát là đủ rồi.